lợn. Ủa suy nghĩ. Em tưởng chị lấy rồi, sáng giờ em có lên tiếng đâu. Hello mọi người, chỗ em có mặc được áo cộc tay như chị Hảo nữa. Chỗ em không mặc. Đây là lạnh các chị ơi, đây là em lên live em mặc như này đấy. Khiếp, áo khoác của em đây này, đưa chị mặc áo khoác của chị. Thưa các chị, đây là áo khoác của em đây chị nhá. Em vừa mới cởi ra khỏi tay xong thì lên live bắt buộc em phải mặc như này để còn mix đồ mới nhất các chị em mình. Chứ còn không có áo này thì sao mà chịu nổi các chị. Em nói thật rằng là em lên live em mới thay chân váy, mới thay áo cộc. Vì rằng là em không có mặc được áo hai dây như chị Giang. Chị Giang thì chị mặc được áo hai dây với cả các cái áo bra vào đúng. Nhưng em thì em mập đi, với cả cái file của em nó to này. Em không có mặc được áo hai dây, có nghĩa là khuyết điểm lớn nhất trên cơ thể của em nên là em phải thay ra thì mới mặc đồ cho các chị em mình được. Không làm sao mà mặc được, đúng không ạ? Đây là các chị em mình thường thường không bao giờ thấy em mặc áo hai dây với áo bra vào đúng ý luôn. Vì rằng là em mặc nó không đẹp nên là hổng có dám mặc. Hello mọi người nha, xin chào tất cả các tình yêu. Các chị em mình vào chia sẻ tương tác live stream lên cho em. Cười cái gì? Em ơi cho chị hỏi đơn tối qua chốt xong chưa? Chưa bác ơi, đơn tối qua hiện tại nhân viên vẫn đang chốt đơn chị nhá. 12:30 là các bạn ấy sẽ nghỉ ca để ăn cơm trưa. Và đến 2:30 chiều các bạn ấy sẽ tiếp tục làm ca chiều chị nhá. Chúng mày nghỉ 1 tiếng 2 tiếng nhỉ? À tiếng rưỡi là 2 giờ chiều đúng không? Là 2 giờ chiều đúng rồi. Hello mọi người, các chị mình có thấy thông báo khi live không ạ? À? Hôm nay các chị em mình thích săn gì hay vào đây với em. Có quần đúng không? Lạnh hết. Đấy, tại chị nhắc làm em mới thấy lạnh đấy. Chứ còn bình thường là đến giờ live bắt đầu mới thay chân váy, mới thay quần áo. Em thì em có được em mặc được áo bra đâu. Vì thật là mình biết khuyết điểm cơ thể của mình nên là mình không có dám mặc. Cảm ơn, có gì đâu mà cảm ơn chị ơi. Em đặt hàng hôm qua mà vẫn chưa được chốt ạ. Vâng, chị ơi, và các bạn ấy vẫn đang làm đơn đấy các chị. Các bạn mình có đơn thì mình cứ chủ động nhắn tin cho em số điện thoại cùng địa chỉ ở phần nhắn tin giúp em để cho các bạn ấy giải quyết đơn hàng. Vì tầm này các bạn ấy vẫn đang chốt đơn các chị nhá. Sẽ là làm từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa và từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Đó là ca làm việc của các bạn đấy. Rồi vào đây hết đây của em nào. Nhớ là hôm nay tương tác lên cho em cùng em nhá. Hôm qua mình mới nhận được hàng rồi, hàng đẹp lắm ạ. Em cảm ơn chị Hiền Lily nhá. Cảm ơn tình yêu rất là nhiều. Không mà đeo latex không chịu nổi. Rồi và chia sẻ like tương tác lên cho em xem nào. Hello chị Quang, chị Quang Đức Đào nha. Không có nhìn thấy gì luôn. Mắt nó cứ mờ mờ như kiểu quán gà ấy. Mới có 20 mấy tuổi mà đã thế này rồi. Không biết là sau này thêm vài tuổi nữa sẽ nào đây. Làm ở đâu ra mấy cái bộ này đi em. Dọn kho bên kia sang à. Chỗ các chị em mình lạnh chưa? Chắc phải lạnh hết rồi chứ. Máy tạo đơn này ra không nên comment này. Có quần chip á chị Nguệ ơi. Có chị nhá. Có, hôm nay có tất cả các thứ luôn. Các chị em mình thích hóng cái gì vào hết đây cho em. Quần củng các thứ đó các chị em mình có đầy đủ. Có chị Giang lại lôi đưa này xuống đi à? Hôm qua đi đưa này à? Ôi, lạnh léo. Lạnh lắm. Rồi tất cả các chị em mình gọi mình tương tác thôi. Chị mượn máy chị chia sẻ bắt nào. Vào chia sẻ lại máy sấy còn không? Có. Ơi, hôm nay các em quan tâm thế. Chị không sang à? Tao ngủ dậy muộn. Kiếp mở tin nhắn ra. Eo ơi, giờ này không biết chị các chị nào đi làm công nhân nào chứ em mà giờ này mà em đi làm công ty chắc em lười dậy lắm. Lạnh. Tầm này là ngủ hơi bị ngon luôn.
chị bật quạt áo, sao chị biết vậy? Sao bác biết? Yêu ơi, sao tinh đấy. Có chị ơi, có phải bật chứ bác. Bật một chút xíu cho nó thoáng ấy. Trên lạnh thì vẫn lạnh nhưng mà vẫn phải bật một chút xíu cho nó thoang thoảng để cho nó dễ chịu. Rồi tất cả các chị em mình vào mình chia sẻ like đi cho em nào các chị ơi. Mỗi chị hoan hỉ cho em một nút chia sẻ về trang cá nhân hoặc lên các hội nhóm cho em để có được danh hiệu người chia sẻ nhá. Vô hết hàng ấy vào đây cho em ơi. Cho hết vào chưa? Còn cái đây là cái gì đây? Len bông à? Quát gió lẻ mẫu á. Đấy là cái gì? Còn thạch công kìa, còn thạch hàng, còn thạch không em? Nào buổi trưa dạo lại lên view thấp nhỉ? Không có lên được tương tác luôn đấy. Còn chị Phương Khánh ơi, còn nhớ lát em lên cho. Rồi các chị em mình vào mình tương tác chia sẻ like lên cho em nào. Em muốn nhìn thấy các trái tim của các chị em mình và danh hiệu người chia sẻ các bác nhá. Hiện tại em đã nhìn thấy các chị em mình tương tác rồi. Nhưng chị nào mình đang xem like bình thường, các chị em mình vào mình tương tác lên cho em. Hello bác Lưu Như nhá, cảm ơn chị đã chia sẻ like cho em. Rồi những chị nào mình đang xem like mình vào mình chia sẻ lên cho em xem nào. Và những bác nào đang xem like chấm like lên cho em để em nhìn thấy các chị em mình. Trời ơi, đã thấy chị Quách Thủy rồi. Quách Thủy hay Quách Thủy? Em được gọi là Quách Thủy. Chả biết gọi là Quách Thủy hay Quách Thủy. Không giấu là không biết gọi kiểu gì luôn. Có chị ơi, chờ em tí, quần lát chờ em một tí xíu nhất để em khởi động like đã các chị em mình. Vào mình chia sẻ like lên cho em. Đấy, vào 5-6 phút rồi mà các chị em mình vẫn còn đang chưa chia sẻ kìa. Ra cá tàu thì nhiều lắm chị ạ. Rất rất là nhiều chị nhá. Hiện tại bây giờ phải còn, em nhìn sơ sơ kệ này phải còn tầm nghìn nữa chị. Phải còn tầm nghìn nữa bác nhá. Nên là các chị em mình vào mình tương tác like lên cho em. Những chị nào mình đang xem like thả tim thả like chấm like lên cho em để em nhìn thấy các chị em mình và có danh hiệu người chia sẻ giúp em các chị nhá. Một lần về trang cá nhân hoặc lên các hội nhóm cho em để có được danh hiệu người chia sẻ. Được chưa ạ? Hoan hỉ lên cho em nào các bác ơi. Đấy, bảo là các chị mình chia sẻ lên, hiện tại bây giờ là hơn 100, 130, 140, bây giờ em mới nhìn thấy được tầm khoảng độ 20 người đang tương tác like cùng em thôi. Còn ngoài ra là chưa thấy bác nào cả. Mới được tầm khoảng độ tầm chưa được 20 người. Chưa được 20 người chấm like, chắc ở tầm khoảng độ tầm chục chị thôi. Còn ngoài ra là chưa thấy ai cả, chắc vẫn đang chưa tỉnh ngủ hay sao ấy. Đó, các chị em mình vào tương tác lên xem nào. Những chị nào mình đang xem like mình chấm bài lên cho em. Con đây còn được có 3 chiếc thôi à? Thế cho con này lên trước đi. Lên mông lên trước đi. Gì có đưa tao rồi. Hết chưa? Cọc thế vào đấy đi. Dài tay bỏ dài tay chưa mã dài tay. Bộ cho vào mã bộ. Lạnh lạnh thèm khoác lắm chị. Trời ơi, khoác thì lại ở đây. Lặng yên lát em lên khoác cho. Rồi, trời ơi, nhà em gọi là mấy kho chỉ nguyên có khoác thôi. Em ơi kiểm tra son dưỡng còn không kìa. Chờ em tí em chỉnh máy nhá, thì bác Giang bác ngồi ghế cao hơn em, thành ra bác để máy cao quá. Ủa rồi, xít nữa thì vỡ màn. Xít nữa thì gọi là rơi hết ngô ra ngoài. Son dưỡng còn bác nhá. Lên hộ em là son dưỡng cho em rồi, các chị mình vào mình chia sẻ lên cho em nào. Em này em tặng cho mỗi chị mình cái, còn được có 4 cái thôi các chị ơi. Hàng này hôm qua rằng là em đã lên rồi đấy. Bây giờ các bạn ấy cứ mỗi hôm các bạn ấy dọn ra một tí ở xem ở cái chân điều hòa chứ còn những cái gì lôi hết ra đi em ơi. Cho nó gọn luôn cái góc ấy đi. Tặng kỷ niệm cho mỗi chị em mình cái, nhớ là áp dụng cho cách mình đã chia sẻ like rồi được chưa ạ? Nên các chị em mình vào like mình hoan hỉ mình chia sẻ like lên cho em. Còn được hai cái này cho em là len len tăm 40 cân thì 60 cân và còn là một con áo xốp này. Đây là các bạn ấy dọn ra ấy, nó lằng nhằng lẻ tẻ nhiều lắm các chị ạ. Mỗi hôm các bọn nó dọn ra được tí. Em này cho em áo xốp chắc là này nhiều chị đang mặc rồi đúng không các chị em mình? Rất là nhiều chị mình đang mặc em này của em rồi. Được chưa ạ? Từ 40 cân đến tầm 60 cân em bao vừa, còn có đúng 4 cái em tặng cho 4 chị mình đã chia sẻ like. Các chị em mình vào mình chia sẻ like lên cho em. Chị là Thúy Quách. Nick bị hack, chị dùng nick này. À thế là chị là Thúy Quách à? Em nói thật chứ nhiều lúc em không tinh ý đâu. Khách kiểu là các cái nick comment nó không có dấu ấy. Em chẳng biết gọi tên là gì ấy. Em toàn gọi sai tên thôi à. Không có hiểu, không có biết được gọi là tên là gì. Hôm nay lên thuốc ngứa, nghe em có thuốc ngứa không gái? Thuốc ngứa nha, em hết hàng rồi. Cái gì kia em ơi, cái kia là cái gì kia? Giày à? Giày người lớn hay trẻ con ấy? Đâu chị xem này. Sai bao nhiêu ấy? Đủ sai. Rồi tất cả các chị em mình vào mình tương tác lên cho em nào. 161 rồi, chia sẻ lên cho em, lên trên 200 thì em lên là các chị. Dạo này chưa là tương tác kém lắm, yêu thương nhau càng ngày càng xuống dốc rồi.
Đây này, bác Đặng Toàn đã chia sẻ like rồi, là chị Linh Thùy đã chia sẻ like này, bác Hợi Trần đã chia sẻ này. Rồi các chị em mình chia sẻ, mình tương tác, mình chấm lên cho em để em nhìn thấy các chị nhá. Bây giờ em sẽ vào em kiểm tra được chia sẻ. Cần là cần các chị em mình chia sẻ thôi. Các bác mình tương tác chia sẻ gì ạ? Ủng hộ chị ra như nào, các chị em mình ca trưa của em, các chị em mình cũng như thế. Ca trưa của em dạo là thấy là hơi hợt lắm. Ca trưa dạo này là các chị em mình bỏ bẫng hết rồi, thả tin, thả like lên cho em. Đơn tối qua đang chốt chị ơi nhá. Đơn tối qua hiện tại bây giờ vẫn đang chốt, các bạn nhân viên vẫn đang làm việc đấy các chị nhá. Là các chị em mình có đơn mình cứ chủ động nhắn tin đầy đủ số điện thoại cùng địa chỉ ở phần nhắn tin để cho các bạn ấy chốt đơn cho. À, chắc tầm chuẩn bị là các bạn ấy sắp sửa nghỉ ca trưa rồi. Nếu mà các bạn ấy chưa chốt hết thì các bạn ấy sẽ là chiều các bạn chốt tiếp. Tôm boy có chị nhá, hóng tôm boy thì vào chia sẻ lên cho em. À có chia sẻ rồi hả? Tưởng có chưa ấy. Ui con này dày một cái dã man luôn cho em. Mã này các chị mình sẽ lên nhanh của em, nó sẽ là mã tặng một cho em kỷ niệm cho mỗi chị em mình một cái cho em, giá kỷ niệm các chị em mình luôn cho em 8.000 đồng cho em một cái. Được chưa ạ? Nhưng em chỉ áp dụng cho khách đã chia sẻ tôi cho 4 chị. Đây các chị em mình nhớ hoan hỉ mình chia sẻ like lên cho em nhá, tặng em nút chia sẻ này. Thả tim thả like lên cho em về trang cá nhân hay chia sẻ về các hội nhóm cho em để có được danh hiệu người chia sẻ cho em. Nó còn được đúng 4 cái cho em thôi, mình sẽ không chọn mẫu, không chọn kiểu cho em các chị nhá. Mã này các chị mình sẽ comment về đây cho em, nó sẽ là mã tặng một cho em. Cho mỗi chị một bác, à mỗi bác một em cho em. Cái này thì đừng có cười. Tao đang giờ tao nói lắp mày lại còn cười. À, cái gì kia? Lạnh quá bật ngủ hết rồi chị, đúng thật lạnh này em cũng thế mà. Lòng ngủ mãi không có dậy được luôn ấy. Thề luôn, cứ rúc rúc ở trong chăn là lòng có thể đến trưa luôn, xong kiểu là ngủ muộn ấy. Chả biết các chị mình ngủ sớm không, em ngủ muộn lắm. Cứ 2-3 giờ sáng mới ngủ xong bắt đầu á. Lên nó cứ tầm một tầm 7-8 giờ, cảm giác cái giờ của người ta dậy đi làm rồi là giờ của mình cảm thấy như kiểu mới, gọi là bình minh, cái con đó mới sáng sớm. Úi dồi ôi, giờ đấy mà bị gọi điện hay là bị ai gọi dậy chắc là phát điên mất. Lên đấy cho em là sẽ là mã tặng một cho em nhá. Nhớ là mình đã chia sẻ like rồi, thả tim thả like hết lên cho em được chưa? Em rất nhìn đấy, nhiều chị mình đang comment tặng một mà đang chưa có danh hiệu người chia sẻ luôn. Đây các chị em mình hoan hỉ mình chia sẻ like lên cho em. Con này dày thật sự luôn đấy, áo này dày dã man luôn. Lên là em là tặng một nhá, tặng một là nhớ phải chia sẻ đấy, đừng có không chia sẻ nhá, được chưa? Mình nhớ mình hoan hỉ mình tặng em nút chia sẻ lên cho em, tặng một cho em này, tặng một ok chị Jun Nguyễn đầu tiên này, tặng một cho em, tiếp tục cho em này, tặng một cho chị Hợi Trần thứ hai này. Em đang nhìn danh hiệu người chia sẻ các bác nhá. Ok chị Hợi Trần này, chị nào mình đã chia sẻ rồi em sẽ đọc comment của các chị em mình luôn, còn mình không chia sẻ là em không có lên comment, em không có đọc được đâu các chị nhá. Ok tặng một cho em này, tặng một cho chị bé Phượng là hai này, à là ba này. Ok chị bé Phượng này, tiếp tục cho em này, lên cho là tặng một cho em mà nhớ phải chia sẻ nhá. Các chị em mình nhiều chị chưa chia sẻ dã man luôn cho em. Tặng một cho em ok chị Thư Phan này, là hết luôn cho em, là đến chị Thư Phan cho em là hết. Tiếp tục là em ơi, em này cho em nó sẽ là tay dài. Và các chị em mình cũng sẽ hoan hỉ, mình không chọn mẫu cho em nhá. Mình sẽ không chọn mẫu cho em, tổng hợp các mẫu lẻ tẻ cho các chị em mình. 40 cân đến tầm khoảng đồ cho em, 60 cân trở lại mặc cho em thoải mái. Tay cho em, von tơ lụa cho em này. Dòng này cho em thì không bao giờ lo bị nhăn, bị nhầu hay bị nhậm ngứa gì cả. Được chưa ạ? Nó còn được 4 cái. Em này của em, dồi ôi, lại còn con này. Hôm trước khách hỏi bao nhiêu không có, hôm nay đâu tòi ra mấy cái này không biết. Tay em này cho em 2 cái. Còn được 4 mẫu, à 4 cái. Mỗi mẫu cho em khác nhau, mình sẽ không chọn mẫu cho em, cũng sẽ là dài tay cho các chị mình luôn cho em các chị nhá. 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Mã là các chị mình sẽ lên nhanh của em, nó sẽ là mã tặng 2 cho em. Tặng 2 xin phép kỷ niệm cho các chị em mình đã chia sẻ like cho em rồi, được chưa ạ? Kỷ niệm các chị em mình luôn cho em 25.000 đồng cho em một cái. 4 cái không chọn mẫu, không chọn màu cho em rồi. Con này chắc là nhiều chị mình đang mặc rồi. Riêng dòng này em bao các chị em mình mặc đến 5-6 năm cho em, chả giờ lo bị bay chùa như nào cả. Chất của nó đẹp một cách dã man các chị em mình luôn cho em. Dày dặn bao đẹp bao sang cho em. Em này trước bán các chị em mình 7-8 nghìn còn tranh nhau không có hàng này đâu, hôm nay lại sót ta được cái này. Mã này các chị mình sẽ lên của em, nó sẽ là tặng 2. Tặng 2 là không chọn mẫu, không chọn màu cho em, giá sẽ là 25.000 đồng cho em một cái các chị nhá. Nhưng mà nhớ là mình hoan hỉ mình chia sẻ like lên cho em. Đâu em vào em xem là các chị mình đã chia sẻ chưa nào. Em vào em xem là các bác mình đã yêu thương thật chưa hay lại là giả dối đấy. Dạo là yêu thương gọi là chán đời lắm rồi. Mới có 170 lượt chia sẻ thôi, càng ngày view càng đi xuống, em chẳng thấy đi lên gì cả, chỉ thấy nó đi xuống ấy các chị ạ. À, nên là các chị em mình vào mình tương tác, mình chia sẻ like lên cho em về trang cá nhân hoặc lên các hội nhóm, tặng em vài nút chia sẻ vào các chị cho nó đỡ buồn đi các bác. Dạo này like cái chưa đang buồn lắm đây. Lên là em sẽ là mã tặng 2 và em sẽ nhìn danh hiệu người chia sẻ các tình yêu nhá. Tặng 2 kê chị Mai Hằng một này, tặng 2 kê chị Mai Hằng này. Em chỉ áp dụng cho khách mình đã có danh hiệu người chia sẻ thôi, được chưa ạ? Chị nào mình không chia sẻ em sẽ bỏ qua hết cho em. Tặng 2 kê cho bác Lục Hương này, tặng 2 ok chị Lục Hương này, được chưa ạ? Tiếp tục vào đây cho em, tặng 2 tiếp cho em này, tặng 2 ok chị Trung Thành một này,
Tặng hai ok cho bác Trung Thành này. Đây là em đang nhìn danh hiệu người chia sẻ các tình yêu nhá. Những chị nào mình không chia sẻ em bỏ qua hết luôn cho em. Bác Tư Phan mã trước có rồi, hiểu chưa ạ? Rồi tặng hai em còn một đứa cho em. Tặng hai một sản phẩm cuối cùng ok chị Hoa Lê này. Ok cho bác Hoa Lê tặng hai này. Hết luôn cho em tặng hai. Tiếp tục có chị một mã nữa này em ơi. Đưa mã bộ đây, đưa tất mã bộ này cho chị. Bộ này cho em đi cho các bác mình. Bộ này bây giờ còn đang không có hàng để bán, em biết tòi đâu ra được mấy bộ đây. Được hai bộ các chị nhá. Hai bộ này mình cũng sẽ không chọn mẫu giúp em. Ba bộ à? Cho kéo khóa và kéo khóa, còn hàng lót đỉ cho vào lót đỉ nhé. Cho em này, cho em còn được 3 bộ. 3 bộ cho em nhé, toàn bộ cho em nó sẽ là hàng chất Umi hết cho em, không bán hàng da cá. 40 cân đến 60 cân em bao các chị em mình mặc cho em thoải mái. Trời ơi, chất nó đẹp một cách dã man các chị em mình luôn cho em này. Mê mẩn cho các chị em mình luôn cho em. Em còn được một bộ màu xám, một bộ màu tím và một bộ này cho em là dòng thể thao, trước bán các chị em mình 138 nghìn đồng đây. Size này in với em xem size gì á? Size M, size M sẽ là từ 38 cân đến tầm khoảng độ cho em 50 từ 38 cân đến tầm khoảng độ cho em 50 cân trở lại. Nằm mặc cho em thoải mái cho em nhé. Là bộ thể thao này chắc là nhiều chị mình đang mặc bộ này nhà em rồi. Mã này các chị mình comment vào đây cho em, nó sẽ là mã lộc 1. Lộc 1 cho em xin phép mình không chọn mẫu các chị nhé. Và em chỉ áp dụng các chia sẻ này, chia sẻ kiểu gì không lên vượt được 200 này các chị em mình. Cứ lên được đến 107 nó lại tụt xuống 106. Cứ lằng nhằng cứ từ 107 lại tụt xuống 106, không lên nổi 200 này. Mã này các chị mình sẽ lên hộ em, nó sẽ là mã lộc 1. Lộc 1 em xin phép kỷ niệm các chị em mình luôn cho em. Giá kỷ niệm các chị em mình đã chia sẻ like rồi cho em nhé, 100 nghìn đồng cho em một bộ. Được chưa ạ? Em nói thật sự luôn, bây giờ các chị em mình có giả em bộ này bảo rằng nào, ôi còn bộ này không, cho chị một bộ chị giấy 130, 140 cũng không có hàng để bán. Kể cả giả đến 160, 170 không có. Nó chỉ còn đúng một bộ các bạn ấy dọn ở bên kho bên kia, các bạn ấy mang về đấy. Các chị nhìn cho em này, được chưa ạ? Màu hồng này cho em nó sẽ là size các chị em mình là từ 38 cân đến tầm khoảng độ cho em 50 cân. Còn bộ màu tím với bộ màu xám này các chị em mình có từ 40 cân đến 60 cân các chị em mình mặc cho em thoải mái. Đảm bảo tất cả toàn bộ cho em sẽ là chất Umi, các chị em mình không bán hàng da cá được. Từ 40 cân đến 60 cân là bộ này cho em, hai bộ này cho em là mặc thoải mái. Lên cho em nó sẽ là mã lộc 1 cho em. Ui bộ này đẹp thế nhỉ, bộ này mua phải tặng mẹ nhỉ. Kể ra mà mẹ chị mà nhỏ nhỏ là chị cũng gửi bộ này về, đẹp một cách dã man các chị em mình luôn cho em. Lê comment ở đây trên nó sẽ là mã lộc 1. Lộc 1 thì không có chọn đâu các chị ơi, không có chọn được, bác nhá, mình thông cảm giúp em. Vì cả nhà cả cửa nhà em nó chỉ còn có đúng 3 bộ thôi nhá. Cả nhà cả cửa nhà em nó chỉ còn có 3 bộ thôi nên là mình sẽ không có chọn giúp em. Rồi tiếp tục để cho chị nào ôm hết các cái hàng kia lên đây cho chị. Cái này còn bao nhiêu cái nữa? Cái này còn được có gần này cái thôi đúng không? Lê này trên nó sẽ là mã lộc 1 các chị nhá. Lộc 1 giúp em. Lộc 1 và nhớ là có danh hiệu người chia sẻ. Ok này, hoan hỉ cho chị Hợi Trần. Lộc 1 size M màu hồng là cho chị mặc cho thoải mái này, không sợ lại không vừa. Tiếp tục cho em nhé. Lộc 1 ok chị Hà Trần. Lộc 1 ok cho chị Kali. Hết luôn cho em lộc 1, không còn lộc 1 nữa cho em nhé. Em này em còn được 3 cái. Em còn được có duy nhất 3 cái cho em. Trời ơi, cho các chị em mình chọn màu cho thoải mái vậy. 40 cân đến tầm 60 cân em bao vừa. 40 đến 60 cân em bao vừa. Chắc là nhiều chị mình cũng đã nhận được em hàng VIP này nhà em rồi, đúng không ạ? Bao chất và bao giá. Mã này các chị mình sẽ lên hộ em là mã lộc 2. Lộc 2 em còn được hai cái màu đỏ và một cái màu đen. Các chị em mình sẽ chọn hộ em là lộc 2 kèm màu đỏ hoặc đen cho em. Em này bán các chị em mình là 129 nghìn đồng. Em kỷ niệm các chị em mình luôn cho em, giá sẽ là 110 nghìn đồng cho em một áo. Được chưa ạ? Vì nó chỉ còn có đúng 3 cái thôi và em cũng không còn một cái nào nữa các chị. Hàng này hiện tại khách sỉ đang gọi điện đóng rất là nhiều nhưng không có hàng về để bán nữa. Ở chưa ạ? Lên hộ em nó sẽ là mã lộc 2 kèm hộ em là màu đen hoặc màu đỏ. Phụ kiện các chị em mình có thể tháo rời ra khi các chị em mình không có nhu cầu sử dụng đến. Được chưa ạ? Lên hộ em nó sẽ là mã lộc 2 kèm cho em đỏ đen. Giá sẽ là 110 nghìn đồng. Là em còn có 2 cái, 3 cái thôi. Em để kỷ niệm nốt các chị em mình cho em 110 nghìn cho nó gọn hàng. Được chưa ạ? Không cần số điện thoại thì nhắn tin như nào ấy. Chị ơi nhắn tin hộ em số điện thoại cùng địa chỉ vào phần nhắn tin trên fanpage giúp em các chị nhé. Lên hộ em nó sẽ là mã lộc 2 kèm đỏ kèm đen cho em. Tiếp tục này em ơi. Nào, đó, lông thỏ nhanh em. Ôm ấy, đây lông thỏ bên dưới. Đấy, cho tất cả lẫn màu đi. Đấy là màu gì, mã gì. Cho tất vào đây luôn. Nhớ là các chị em mình xem like, mình tương tác, mình chia sẻ like lên cho em các bác nha. Lộc 2 thì kèm hộ em là màu đen hoặc màu đỏ, 110 nghìn đồng cho em. Em này cho em này. Thôi thôi, con lấy cho khác đi, con đấy là con gì đấy. Con đây là con cổ đen 3 phần đúng không? Bao nhiêu kg mặc vừa, 40 cân đến 60 cân chị ơi. Cứ 40 đến 60 cân các chị em mình mặc cho em thoải mái nhá. Đen có mấy cái nhá, đen có một cái thôi đúng không? Lộc 2 màu đen ok chị Nguyễn Hoa. Lộc 2 màu đen ok chị Nguyễn Hoa này. Lộc 1 màu hồng là cái gì hả chị ơi? Hả? Chị mua cho con gái có thể ưu tiên bộ chị màu hồng được không? Không chị ơi.
em bộ màu hồng em chốt mất cho chị kia mất rồi. Mã này các chị mình sẽ lên hộ em, em chỉ còn duy nhất hai cái áo màu đỏ cho em nhé, 110.000 đồng nữa cho em. Mã này tiếp tục cho em này, con này em kỷ niệm các chị em mình luôn cho em, nó còn màu đen này, màu trắng, màu vàng nhưng mà nó sẽ là mã khác nhau. Toàn bộ cho em sẽ là len lông tỏ cổ 3 phân tay dạ tay lỡ cho em nhé. Lộc 2 em không còn màu đen chị ơi, lộc 2 màu đỏ ok cho chị. Lộc 2 màu đỏ hai cái ok cho bác Ngọc Bích. Là em hết luôn lộc 2, chị Ngọc Bích nhắn tin hộ em đầy đủ số điện thoại cùng địa chỉ giúp em nhé. Chờ em tí các chị mình cứ chia sẻ like lên cho em để em lên khởi động xe lên quần tomboy cho các chị em mình, sau đó em lên áo khoác cho bác mình nhé. Cái này em đang lên thanh lý lốt các cái hàng lẻ tẻ đấy các chị nhìn cho em. Hàng này á, các chị em mình biết không ạ? Khi mà bán con này đỉnh điểm các chị em mình là 69.000 đồng một cái mà hiện tại không có hàng luôn. Xỉ đóng con này cực kỳ là nhiều mà cũng không có hàng để đóng. Hiện tại bây giờ còn sót là các chị em mình, em cho vào tất cả một giá luôn. Lên em sẽ là mã lộc 3. Lộc 3 cho em, lộc 3 này. Em này cho em nhá, lên lông tỏ cái này đúng cổ không nhá hay là trái đây? Ừ đúng không? Len lông tỏ cổ 3 phân cho em, tay lỡ, không phải là tay ngắn nó có chị nhé, mà là tay lỡ. Em kỷ niệm các chị em mình luôn cho em giá 39.000 đồng một cái luôn cho em. Mã này các chị mình sẽ lên em sẽ là mã lộc 3. Lộc 3 không kèm màu, không kèm mẫu cho em các chị nhé. 39.000 đồng một cái cho nó gọn hàng luôn. Hiện tại em chỉ còn được hai cái màu trắng, ba cái màu đen và một cái màu vàng là hết sạch. Được chưa ạ? Mình không chọn màu, không chọn mã giúp em. Lên hộ em nó sẽ là mã lộc 3. Lộc 3 cho em nhé, giá kỷ niệm các chị em mình luôn là 39.000 đồng cho em. Đúng bằng cho các chị em mình một cái áo làm mát luôn. Hàng len lông tỏ mặc cho đến 3-4 năm cho em mà chả bao giờ nó bị bai xù hay là nhăn nhầu gì cả. Không bao giờ nó bị mất form cho em nhé. Nhớ là các chị em mình chia sẻ, hiện tại em vẫn đang nhìn danh hiệu người chia sẻ của các chị em mình. Em là chia sẻ nó thấp, nó quá là thấp luôn các chị ạ. Không biết các bác mình chia sẻ like cho em gì cả. Lên hộ em nó sẽ là mã lộc 3. Cái mã bộ của chị Hà Trần, xả đơn của chị Hà Trần ra luôn đi, xóa bill luôn. Nghe rõ và rồi hãng vào comment nhé chị nhé, với chị Hà Trần nhé. Vừa mới đầu like vào tặng cái bộ có 100.000 đồng. Vào chọn cái nọ chọn cái kia. Thôi nhé chị đi ra luôn đi like này. Hôm nay chị sẽ không được chốt đơn đâu. Em thì em sẽ không cho chị vào danh sách gì cả, nhưng mà chị sẽ không được chốt đơn nữa nhé. Lên rồi em nó sẽ là mã lộc 3 cho em. Lộc 3 ok cho bác Hiền Lily 1 này. Lộc 3 ok chị Thảo Thanh 1 này. Lộc 3 ok cho bác Xuân Tú 1 này. Lộc 3 ok cho Hương Doãn 1 này. Còn nữa không em? Còn. Lộc 3 em còn được mấy cái? Hai ạ. Em còn 2 cái nữa lộc 3 cho em nhé. Lộc 3 ok chị Hát Tú Lai 1 này. Nhắn tin đầy đủ em số điện thoại cùng địa chỉ nhớ về nhé. Không gọi đến chốt đơn đừng comment lộc 3 39 đen chị ơi. Nhé không chọn màu. Rồi tiếp tục vào đây cho em. Có chị tất cả cái chỗ đằng sau của em kìa. Đấy. Cục ấy là cục gì đấy? Cổ dài, cổ cao hay là cổ ngắn đấy? Đưa chị cho này. Lộc 3 cho em này. Lộc 3 ok chị Hoài Du Vũ một cái này. Là hết luôn cho em lộc 3. Hết sạch luôn lộc 3 cho em nhé. Tiếp tục cho em này. Áo này của em là len lông tỏ cổ lọ cho em. Có nghĩa là cổ cao đấy các bác. Từ 40 cân đến tầm khoảng độ cho em 60 cân trở lại các chị em mình mặc cho em thoải mái cho em. Cao giá 1m6 thì 65 cân trở lại các chị em mình vẫn đang mặc vừa cho em. Hiện tại em còn màu đen, còn tất cả các màu ấy đúng không? Hiện tại em còn cho các chị em mình này, màu xanh cho em là 1, màu xám cho em là 2, màu đen cho em là 3, màu da cho em là 4, màu hồng cho em là 5 và màu đỏ cho em là 6. 6 màu cho em các tình yêu nhé, 6 màu cho em và các chị em mình cũng sẽ hoan hỉ. Mình không chọn màu giúp em vì hiện tại em còn được đúng 10 cái các chị em mình thôi và lẫn các màu. Nhất là chị nào mình đang buôn bán mình có thể mình lấy các cái mã này về mình bán cho em cũng được. Tại vì sao? Dòng này người ta bán các chị em mình toàn bộ cho em hơn 100.000 đồng một cái cơ. Em bán các chị em mình là có 69.000 thôi đúng không ạ? Hôm nay em kỷ niệm các chị em mình luôn cho em nó sẽ là mã lộc 4. Lộc 4 cho em kỷ niệm các chị em mình luôn cho em 62.000 đồng nốt cho em. Tại vì sẽ là không chọn màu các chị nhá. Tổng hợp cho em này, còn được màu xanh, màu xám, màu đen này. Màu đen cho em các chị nhá. Màu đen này, màu da này, màu cam đào này hay là màu hồng đào ở đấy các chị, màu đỏ đô này và màu hồng cho em. Được chưa ạ? Nó còn được đúng ngần này cái ngần này màu các chị em mình. Nên các chị em mình sẽ lên hộ em là sẽ là mã lộc 4, em không chọn màu đâu. Nếu các chị em mình chọn màu thì lên hộ em là 69.000 đồng kèm màu cho em, nhưng mà em sẽ là không chọn màu, nghe thật rõ giúp em được chưa ạ? Cứ 40 cân đến tầm 60 cân em bao vừa. Nhớ cho em hàng này của em nó sẽ là hàng cổ nọ các chị nhá, không phải là hàng cổ 3 phân đâu. Cổ 3 phân em tặng các chị em mình còn rẻ nữa cơ. Đây là cổ cao cho em. Hàng này người ta bán các chị em mình toàn hơn 100.000 đồng một cái thôi. Em kỷ niệm nó các chị em mình luôn cho em là 62.000 đồng cho em vì nó chỉ còn đúng gần này cái và mình không chọn màu. Đa số nó còn được được khoảng độ tầm 5 cái màu đen gì đấy các chị nhá. Còn được khoảng độ tầm 5 cái màu đen, còn đâu là hết sạch rồi các chị. Còn đâu mỗi màu em chỉ còn được đúng một cái thôi. Chị nào mình lấy hai cái thì sẽ được hai màu khác nhau, ba cái thì sẽ được ba màu các chị nhá. Mình lưu ý giúp em, mình không chọn màu cho em. Nay có len ướt chị ơi, không có dồn đơn về tối qua nhá. Nhà em có giờ dồn đơn đâu bác. Lưu ý đặc biệt là nhé, không có dồn đơn lên em sẽ là mã lộc 4. Lộc 4 thì các chị em mình sẽ kèm số lượng cho em hai cái được hai màu.
đa số cho em, nếu chị nào mình lấy hai cái sẽ được kèm thêm một cái màu đen đúng không? Vì đa số em còn được 5 cái màu đen, còn đâu tất cả mỗi màu này em chỉ còn được một chiếc thôi các chị nhá. Mỗi màu em chỉ còn được có một cái thôi. Lộc 4 ok cho chị Mai Hằng một cái này. Lộc 4 ok cho bác Tường Vi một cái này. Lên đây sẽ là mã lộc 4 cho em nhá. Lộc 4 là các chị em mình đừng có kèm màu, được chưa ạ? Lấy hai cái thì sẽ được thêm một cái màu đen. Còn đâu em còn tất cả mỗi màu em chỉ còn được một cái thôi. Nó là len lông tỏ cổ 3 phân cho em, nó là cổ lọ tay dài cho em. Hàng này từ 40 cân đến tầm khoảng độ cho em 65 cân trở lại, các chị em mình vẫn mặc cho em thoải mái cho em. Giá kỷ niệm các chị em mình sẽ là 62.000 đồng cho em. Chị nào mình lấy hai cái thì sẽ được thêm một cái màu đen, vì đa số em chỉ còn màu đen là chính cho các chị em mình thôi. Con này em cũng để lại một cái để mặc các chị ạ. Lên em nó sẽ là mã lộc 4 cho em nhé. Nhớ là các chị em mình xem like mình tương tác lên cho em, cho chị mã quần tomboy ra đi. Rồi các chị em mình vào mình chia sẻ like tương tác lên cho em này. Trời ơi đẹp một cách dã man các chị em mình luôn. Em còn đang mặc lồng hai áo chị nhóc. Em còn đang mặc lồng hai áo các chị em mình này. Mà nó có còn đâu. Hàng này hiện tại bây giờ xỉ gọi điện đóng hàng cho em còn không còn. Đây là các bạn ấy dọn ở kho bên kia sang, còn được có vài cái em lên kỷ niệm các chị em mình nốt cho em thôi. Lên em nó sẽ là mã lộc 4. Lộc 4 đa số sẽ còn màu đen, được chưa ạ? Chị nào mình lấy hai cái thì được thêm một cái màu đen. Lộc 4 ok, chị Hoài Thu Vũ một cái này. Lên cho em là mã lộc 4 này đấy cho em. Nhớ là yêu các chị mình xem like mình tương tác lên cho em xem nào. Sao em like không thấy các chị em mình tương tác gì cả. Sợ quá cơ. Em mua rồi đẹp lắm luôn chị. Em cảm ơn chị Tường Vi nhá. Em đây em còn đang mặc lồng hai áo cơ các chị, chứ không phải là mặc một áo đâu. Em còn đang mặc lồng hai áo cơ. Rồi tiếp tục với cho em. Còn một mẫu cạp thôi đúng không? Là quần tomboy. Các chị em mình mong chờ quần tomboy vào tháng 3, tháng 5 mới có đấy. Bác Giang cho về được có một túi xíu nữa các chị em mình thôi. Eo ơi, Huyền Anh. Eo chị. Không giết là em. Có giết. Em vẫn mặc áo cọc rồi giới. Hết giết. Trắng tinh một đường luôn. Con này nó cứ gặp ta là nó phải khịa. Mình cứ gặp nó là mình phải khịa theo. Rồi quần tomboy cho em phải bao tiền đấy nhở? 95 nghìn đúng không? 99 ạ. 99 nhở? Đây các chị nhìn cho em này, quần tomboy à, em đặt hàng mà sao chưa có chị ủi hỏi em các cái này thì em chịu, em chả hiểu nó là cái gì đâu bác ơi nhá. Quần tomboy cho em, mặc thường mặc sơ vin cho em siêu đẹp, hàng cháy hàng phải đến nửa năm nay rồi. Thật sự mấy tháng nay rồi bây giờ em mới nhìn thấy bóng dáng quần tomboy cho em các chị nhá. Đủ size các chị em mình luôn cho em, chuẩn các chị em mình sẽ là chất mì Hàn cho em. Không bán hàng loại 2 các chị nhá, chuẩn hàng mắc lâu. Size S cho các chị mình sẽ là từ tầm khoảng độ cho em 40 cân đến tầm 46 cân. 47 cân đến tầm khoảng độ cho em 52 cân mặc M. 53 cân đến tầm khoảng độ cho em 58 cân. À 53 đến 57 cân mặc của em size L. Từ tầm 58 cân đến tầm 62 cân trở lại mặc của em size XL cho em. Mã này các chị mình sẽ lên hộ em là mã Q1 kèm size cho em các chị nhá. S, M, L, XL cho em. Giá các chị em mình sẽ là 99.000 đồng cho em một quần. Đây ạ. Cạp của nó phải gọi là quá đỉnh cho các chị em mình luôn cho em. Siêu phẩm cho các bác mình nhá. Riêng quần tomboy này các chị em mình gọi là nhắn tin hỏi này. Trên các like luôn luôn hỏi rằng em ơi quần tomboy về chưa? Cháy hàng rất là lâu rồi, hôm nay mới có hàng các chị nhá. Mã này các chị mình sẽ lên comment hộ em sẽ là mã Q1 kèm size. Size S là từ 40 cân đến tầm 46 cân. 47 cân cho đến tầm 52 cân mặc của em size M. 53 cân đến 57 cân mặc của em size L. Và từ 58 cân đến 62 cân trở lại các chị em mình mặc hộ em size XL cho em. Chỉ có duy nhất quần tomboy mới có size các chị em mình đến ngoài 60 cân các chị nhá. Còn ngoài ra các mã quần khác chỉ đến tầm 58 cân trở lại là hết cỡ, đúng không ạ? À? Nhưng riêng quần tomboy là có size các chị em mình đến tận 62 cân. Thậm chí có những chị bảo rằng là các chị mình 65 cân vẫn đang mặc thoải mái cho em size XL. Chưa ạ? Mã là các chị mình sẽ lên hộ em là mã Q1. Q1 kèm size cho em các chị nhớ. S, M, L, XL cho em. Giá các chị em mình cho em sẽ là 99.000 đồng cho em một quần. Lên trên là Q1. Đừng có bảo em rằng lên khoác lam đi. Bảo em lên quần đi, em đã lên quần cho ngay rồi. Thì cái gì cũng phải từ từ các chị. Em không phải ba đầu sáu tay đâu mà em chạy ra em lấy khoác lam các chị mình ngay được. Lên trên là sẽ là Q1 kèm size các tình yêu nhá. Q1 size M ok cho chị Xuân Tú. Q1 XL 2 cái ok cho chị Mạnh Dung. Size S ok cho chị Lê Hoài Thương. 2M 2L ok cho bác Song Ngư. Một cái size S ok cho chị Nông Hiếu. 2 cái XL Q1 ok cho chị Nguyễn Dung. Một cái 2 cái size L ok cho bác Nguyễn Hằng. Một cái size S ok cho chị Thúy Thanh. Lên S sẽ là mã Q1 kèm size cho em nhá. S, M, L, XL cho em. 2 cái M 2 cái L ok cho chị Hiền Trần. Ok chị Hiền Trần này. Size S ok cho bác Lan Hoàng. 2 cái size S ok cho chị Huế Nguyễn. Lên em sẽ là mã Q1 kèm size cho em. F, M, L, XL cho em có tình yêu nhá. Size XL, size M ok cho chị Lương Trần. Size XL ok cho chị Phạm Hoa. Size XL ok cho chị Bùi Thường. Nó sẽ là mã Q1 kèm size cho em. 99.000 đồng cho em một quần. Nó là quần tomboy đấy các chị nhìn cho em này. Đẹp chưa ạ? Trời ơi con này nó thật là các chị em mình luôn cho em. Mặc sơ vin lên cho em phải gọi là siêu phẩm luôn cho em. Rất là đẹp cho em nhớ. Và điều đặc biệt của con tomboy là chính là che được mọi khuyết điểm cho em. Đó chính là chị nào mình đùi ếch như em chẳng hạn ấy, là che mọi khuyết điểm luôn cho em. Chưa ạ? Chất của nó bao các chị em mình, nó sẽ là chuẩn chất mì Hàn cho em. Không bán hàng mác trắng các chị nhớ. Lên em sẽ là mã Q1 kèm size cho em được.
Size M ok cho bác Lợi Trần, size XL ok chị Cam Sành, 1S 1M ok cho bác Ngọc Thúy, chị Phạm Hoa có rồi chị ơi, chị Hiền Trần có rồi, chị Thúy Thanh có rồi. Lên đây sẽ là mã Q1 kèm size cho em S, M, L, XL cho em. S sẽ là từ 30 từ 40 cân cho đến tầm 46 cân, 47 đến 52 cân mặc của em size M, 53 cân cho đến 57 cân mặc của em size L và từ 58 cân đến tầm 62 cân trở lại các chị em mình mặc của em XL cho em các chị nhá. Lên đây sẽ là mã Q1 kèm size cho em. Giá cho các chị em mình sẽ là 99.000 đồng. Cái là cặp khác hay cặp giống? Lên em sẽ là mã Q1 kèm size cho em. Size XL 2 cái ok cho bác Anh Nguyễn. Không có cặp khác chị ơi, có đúng một cặp này thôi chị ạ. Còn sót lại đúng một cặp này thôi đúng không? Em còn sót lại đúng một cặp này và mỗi size em chỉ còn được đúng 5 cái các chị em mình thôi các chị nhá. Em lấy 2XL cho em. Không chị ơi, không được hai cặp khác nhau đâu nhá. Em đang lên một cặp, nghe thật rõ cho em. Được chưa ạ? Chứ em không hề nói các chị em mình rằng là lấy hai cái trên cùng một size là được hai mặt cặp khác nhau. Mà em đang nói em lên đúng có duy nhất một cặp vậy thôi. Được chưa ạ? Đừng có comment rằng là cho em hai cái hai cặp khác nhau. Không có chốt đơn kiểu đấy nhá, xả luôn ra đấy bác ạ. Chị Lan Hoàng là lấy size gì đấy? XL là cái gì ạ chị? XL nào? XL ngắn thế này. Ok, size L cho bác Hiền Lily. Ok chị này, XL ok chị Loan Vân. Ok chị XL cho bác Loan Vân này. Lên đây nó sẽ là mã Q1 kèm size cho em nhá, 99.000 đồng cho em. Thêm một chiếc Q1 size M cho bác Xuân Tú. Q1 của em sẽ là 99.000 đồng. Kèm size cho em S, M, L, XL cho em. Được chưa ạ? Quần tomboy đấy các chị. Eo cái mặt cạp này cho em đẹp dã man các bác mình luôn cho em. Riêng chị nào mình mà mùa hè các chị em mình mua quần tomboy nhà em, các chị em mình biết rồi. Cái chất của nó bao đỉnh bao đẹp các chị em mình. Thế nên rằng các bác mình mới hỏi về cái quần này nhiều đến mức độ như thế. Q1 cho em này, size M ok chị Tâm Đoàn. Size M ok cho chị Anh Mạnh. Nó sẽ là mã Q1 kèm size cho em nhớ, 99.000 đồng cho em một quần cho em. Chị Lan Hoàng có size S rồi. À chị Lan Hoàng là size S em ơi. Ok, chị Lan Hoàng có size S này. Rồi chị nào mình chưa được Q1 mình lên Q1 cho em nhé. Số lượng không còn nhiều, mỗi size chỉ còn được tầm vài cái các chị em mình thôi. Hàng này nó không có hàng các bác ạ. Cháy hàng từ rất là lâu rồi, hôm nay mới có được các chị em mình được một ít quần tomboy các bác mình thôi. Lên trên nó sẽ là mã Q1 kèm size đấy cho em, treo luôn nó chị còn đấy đằng sau đi. Không có phải gấp mà nó treo luôn đằng sau á. Giá là 99.000 đồng cho em một quần, các chị em mình mặc cho em quanh năm luôn. Chứ không phải là quần đấy chỉ mặc riêng mùa hè hay là quần đấy chỉ để mặc nguyên mùa đông nhá. Lên trên là mã Q1, tiếp cho chị một mã da cá tàu. Q1 kèm size S, M, L, XL cho em 99.000 đồng, chất đẹp một cách dã man các chị em mình luôn cho em. Thank you. Tiếp tục cho em này, da cá tàu cho các chị em mình. Hàng này của em nó còn hẳn là hàng pha viền cho các bác mình cơ. Được chưa ạ? Form các chị em mình mê mẩn các chị em mình luôn cho em, viền cổ, viền tay. Viền cổ và viền tay cho em. Size các chị em mình là từ 40 cân đến tầm 63 cân trở lại các chị em mình mặc cho em thoải mái. Mã này các chị mình sẽ lên nhanh của em, nó sẽ là mã M1. M1 cho em giá kỷ niệm các chị em mình cho em là 99.000 đồng. Em Thanh Lý các bác mình nốt cho em 85.000 đồng cho em đúng không? Mã này các chị mình sẽ lên comment của em, nó sẽ là mã M1. M1 của em giá là 85.000 đồng cho em. Q1 size XL ok chị Phạm Hằng. Ok chị Phạm Hằng size XL này, còn dung dịch vệ sinh không mọi đứa? Phải treo kiểu gì tao lấp bố rồi đâu. Xanh lá còn 2, xanh dương còn 2. Em còn dung dịch đấy chị ơi, lên em là dung dịch kèm màu cho em nhé, 145.000 đồng cho em. Mã này các chị mình sẽ lên hộ em là M1 cho em. M1 em là da cá tàu 40 cân đến tầm của đồ cho em, 63 cân trở lại các chị mình mặc cho em thoải mái. Viền tay viền cổ cho em các chị nhé. Viền tay này, viền cổ cho em hàng 99.000 đồng em kỷ niệm nó các chị mình cho em 85.000 đồng cho em. Lên hộ em nó sẽ là mã M1 cho em. M1 cho em các tình yêu nhé. Chị Phạm Hằng có size XL rồi chị ơi. Chị nào mình chưa được Q1 mình lên hộ em là mã Q1 kèm size vào đấy cho em. SML XL. SMLXL vào đấy cho em. Sao không ai lấy nhảy đi. Thật à? Eo ơi, chết. Sao mình phải lấy gì lắm rồi chứ. Có chị mà máu khoác vào đây gái. Có giống chị nhá. Hả? Có giống chị. Có giống chị đâu các chị. Giống chị là chị vừa mặc đấy. Ừ, mang con đấy vào đấy được. Dung dịch chị viêm hai nọ. Ok, bác Nguyễn Hồng dung dịch chị viêm hai nọ này hết luôn. Là hết luôn cho em nhé, áo là chị đang mặc luôn. Em cảm ơn chị Quách Thủy nhé, chất đẹp dã man các chị em mình luôn cho em. Lên đây sẽ là mã M1. M1 em giá các chị em mình sẽ là 85.000 đồng cho em một áo cho em. Màu đen các chị mình sẽ lên em là mã M2. M2 cho em nhé, từ 40 cân đến tầm của đồ cho em, 63 cân trở lại các chị em mình mặc cho em thoải mái. Cổ viền tay viền cho em. Cổ viền tay viền cho các chị nhé, trai gái gì đều mặc được hết cho em, giá là 85.000 đồng. Lên em sẽ là mã M2. Q1 hai cái size M ok cho bác Nguyễn Hồng. Ok chị Nguyễn Hồng là chị nào mình lấy Q1 mình sẽ lên em là mã Q1 kèm size cho em các chị nhớ. Giá các chị mình ra là 99.000 đồng cho em một quần. Mã này của em sẽ là mã M2. M2 cho em nhớ. Q1 hai cái size S ok chị Linh La. Ok cho bác Linh La này. Lên cho em là mã M2 cho em. M2 của em là từ 40 cân đến tầm khoảng độ cho em 63 cân trở lại mặc cho em thoải mái. Giá sẽ là 85.000 đồng nốt cho em.
Lên rồi em sẽ làm mã M2 cho em. Ai bảo em cất đi làm gì, em cứ để đây xong rồi rút dần này. Chị đã bảo đã treo đằng sau rồi thì việc gì phải cất. Thế xong là đến lúc này cứ đứng lên đứng xuống mà nhắm. Vừa không chịu được. Ủa ôi, cái thảo ở dưới là để lại đẹp thế. Lên thảo. Mày lên đi. M2 cho em nhé, M2 của em sẽ là màu đen. 40 cân đến tầm 63 cân em bao vừa giá cho em mình sẽ là 85.000 đồng cho em. Đây áo em đang mặc đấy các chị. Em lên luôn mà áo em đang mặc các chị nhé. Con này em vừa mới cởi ra xong đây là áo của em đấy các chị này. Xa các chị mình sẽ là từ 40 cân đến tầm 60 cân trở lại thôi. Em bị tận 63 cân thôi. Hàng này của em nó là gió thô lì lót lông cho em. Sẽ mặc cho em gọi là ấm lắm các chị. Sáng ra ngủ dậy ra lạnh. Chỉ đi tìm con áo này để mặc thôi. Vì lần thứ nhất cho em mà nó không quá dày. Mà mặc cho em nó rất là ấm luôn cho em. Được chưa ạ? Các chị em mình mặc đi làm này. Tối đến các chị em mình đi làm về muộn, các chị em mình mặc cho em cái con này nó ấm vô cùng luôn cho em. 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Bên trong của em tất cả toàn bộ là lót lông hết các chị em nhé. M2 ok cho bác Loan Vân một cái này. M2 ok cho bác Nguyệt Bùi một cái này. M2 của em giá hết á. Hết luôn M2 cho em các chị nhé. Không còn M2 nữa đây các chị nhìn cho em. Đẹp không ạ? Đây là áo của em vừa mặc sang đấy. Các chị nào bảo em rằng à, Hảo giờ này còn mặc áo cộc. Lạnh láo làm sao mặc áo cộc các chị. Chẳng qua rằng là sao lên like mặc cho các chị em mình để em còn mix mẫu cho nó dễ thôi. Mã này các chị mình sẽ lên cho em là mã K1. K1 cho em có tình yêu nhá. Từ 40 đến 60 em bao vừa. Thế thôi. Giá cho các bác mình cho em là 135.000 đồng cho em một áo. Chị chán mày lắm. Chị cả rất là mệt mỏi với mày luôn. Lên comment của em nó sẽ là mã K1 cho em các chị nhé. K1 em là gió thô lì lót lông. 40 đến 60 cân em bao vừa đấy các chị nhìn bên trong cho em này. Tất cả toàn bộ cho em là lót lông kiều hết cho em. Nó không phải là hàng gió lụa đâu các chị. Hàng gió lụa thì bây giờ em kỷ niệm các chị em mình nó rẻ hơn rồi. Đây là của em là toàn bộ là hàng lót lông cho em các chị nhé. Hàng này các chị em mình mua về mình mặc hay các chị em mình mua về cho con gái mặc cho em đều được. Trai gái thì đều mặc được mã này hết cho em các chị. Đến 60 cân này em bao vừa. Em còn hơn 60 cân thôi các chị nhé. Đúng không? Mã này các chị mình sẽ lêu em là mã K1. Em kỷ niệm các chị mình cho em là 129.000 đồng cho em một áo. Thay vì các chị mình mua là 135 cho em các chị nhá. 129.000 đồng cho em. Đằng sau đó là quần tomboy chị ơi, đó là mã Q1 đấy. Lên mã này của em nó sẽ là mã K1 cho em, giá là 129.000 đồng. Được chưa ạ? Em này đúng thật sự là các chị mình mặc cho em gọi là không bao giờ gọi là biết chán luôn. Vì nó rất là ấm bên trong đấy các chị nhìn cho em này. Hello chị Vương Phạm nha. Đây các chị nhìn cho em bên trong này. Nó lót lông cừu toàn bộ cho em. Tay thì sẽ là vẫn là lót lụa. Vì tay nếu mà để làm lót lông các chị em mình, cái tay của mình nó rất là to và thô. Và mặc cho em nó sẽ về dày và cộn, nó khó chịu. Các chị nghĩ cho em mê không? Ấm lắm các chị ạ. Sáng ra em chỉ tìm con này thôi. Đây là áo của em đấy các chị. Lên em nó sẽ là mã K1 cho em nhé. K1 kèm số lượng cho em, giá là 129.000 đồng. Đúng là bằng cho các chị em mình một con áo lót lụa cho em. Cho chị một mã quần 59 cho cả hai màu. Lên rồi em sẽ là mã K1 cho em các chị nhé. K1 ok cho bác Trần Tươi một áo. K1 ok chị Thường Phong một áo. K1 ok chị Thư Pha một áo. Lên cho em sẽ là mã K1 là áo như em đang cầm. Nó là hàng thô lì 40 cân đến 60 cân em bao vừa, bên trong lót lông toàn bộ cho em, ấm vô cùng luôn cho em. Q1 là 99.000 đồng chị ơi. Q1 là quần tomboy đằng sau chị nhé. Giá 99.000 đồng cho em, đủ size ML XL cho em. Lên cho em là mã K1. Các chị mình đang xem live mình nhớ mình tương tác lên hộ em nhé. Không biết bao giờ em mới qua được cái thời điểm này đây. Cái thời điểm này là cái thời điểm em lên live chẳng lẽ các chị em mình tương tác đâu. Nên là nhiều lúc em lên live em cứ hơi bị áp lực đấy các chị ạ. Đây là các bác mình đang xem live, kể cả các chị mình lên đơn hay không lên đơn, các chị mình cứ tương tác chấm bài comment lên giúp em với. Để em có động lực em like. Không là like cứ cảm nhìn một lúc mà các chị không thấy các bác mình comment cái gì là em cảm thấy em lả luôn, không có muốn nói luôn đấy các chị ạ. Tất bé em chưa có lên chị ơi. Em là em cần sự tương tác của khách các bác. Này mà các chị mình lên live các chị mình cứ ngồi im này là em gọi là em sắp đuối nơi rồi. Tại vì cảm giác như kiểu mình nói không có người trả lời bị lản ngay các bác ơi. Không có buồn nói chuyện luôn ấy. Tiếp cho em nhé, quần các chị mình cho chị một cái kéo Huyền Anh ơi. Đây này, chúng mày có nhìn thấy chữ gì ở đây không? Các em có nhìn thấy chữ gì không các em? Sao lại chúng mày nhìn thấy cái kéo mà của chị mà lại nhìn chúng mày nhìn thấy chúng mày cứ tỉnh bơ như kiểu không nhìn thấy gì ý. Thôi thôi. Còn chip chờ em một tí xíu nữa chị nhá. Đây các chị nhìn cho em này. Bên trong của em là lót lì. Tất cả toàn bộ cho em là lót lì cho em. Siêu ấm các bác. Size các chị cho em là từ 38 cân đến tầm 57 cân trở lại mặc cho em thoải mái. Bo gấu cho em đây các chị nhìn cho em này. Bên dưới là bo gấu các chị nhớ. Chất vải bao dày dặn bao đẹp các chị em mình mặc ở nhà mặc đi làm mua về mình mặc hay các chị em mình mua về cho con gái mặc cho em đều được. Được chưa ạ? Mã này các chị mình sẽ lên của em là mã Q2.
Q2 xin phép thì nếu các chị mình cho em 59 cái đồng cho em một quần, không đủ tiền vải luôn. Em khẳng định là với cái giá này các chị em mình mua cho em không đủ tiền vải các bác nhé. Nên là em nó sẽ là mã Q2 cho em. Này, chặt chỗ này. Q2 cho em các chị nhé. Đây ạ. Bên trong nó sẽ là lót lỉ toàn bộ đây các chị nhìn cho em. Mặc nó rất là ấm. Các bác mình mua về mình mặc ở nhà, mặc đi làm, hoặc các chị em mình mua về cho các bạn, cho em các con gái này, hay con trai thì cho em đều mặc được hết, mặc ở nhà cho em. Lên em sẽ là mã Q2 cho em. Em test chất cho các chị em mình xem này, co giãn cho em thoải mái. Bên trong là lót lỉ toàn bộ cho em, lên trên là Q2 kèm số lượng 59.000 đồng cho em một quần, chứ không phải là 69.000 hay là 79.000 đâu. Riêng con này các chị em mình ra ngoài chợ mua rẻ nhất cho em nó rơi vào tầm khoảng độ cho em 80 đến tầm khoảng độ 90.000 đồng cho em một cái. Em bán các chị em mình sẽ là 59.000 đồng cho em các chị nhá. K12 cái ok chị Như Huyền này. Ok chị này, em chào bác Nguyễn Ly nhá. Em ơi còn kéo Nhật không, để chị một cái kéo Nhật nhìn mới hết rồi đúng không? Kéo Nhật nhà em hết hàng mất rồi bác ơi, không còn kéo Nhật nữa bác nhá. Mã này sẽ lên hộ em là mã Q2, quần nhà em toàn bộ đã được trần chu các chị mình toàn bộ rồi, yên tâm mặc cho em không bao giờ nó bị vặn chun các chị nhá. Lên hộ em nó sẽ là mã Q2 cho em. À đúng rồi, Q2 kèm số lượng cho em các chị nhá, 59.000 đồng cho em các chị nhá. Q2 ok cho chị Trần Tươi một cái này, Q2 ok cho chị Trung Thành một cái này, Q2 hai cái ok cho bác Quyên Vũ này, Q2 cho chị Tường Vi một cái này, Q2 năm cái ok cho bác Như Huyền này, Q2 cho chị Nguyễn Hằng một cái này, Q1 size L ok cho chị Quách Thùy này. Ok chị này, lên hộ em nó sẽ là mã. Hết chưa? Thế là có chốt đủ cho khách không? Đủ. Hết Q2 cho em các chị nhá. Hết Q2 cho em. Tiếp cho em. Tiếp tục nào. Hết Q2 các chị ơi, hết sạch Q2 cho em nhá. Em hết mất Q2 rồi bác. Tiếp tục cho em Q1 size S ok chị Hoài Thu Vũ ok chị này. Q1 của em là quần Tomboy chị nhá. Q1 của em là quần Tomboy đằng sau cho em. Size S, M, L, XL cho em giá 99.000 đồng cho em một quần. Mỗi size chỉ còn sót lại vài cái thôi. Q2 em đã hết hàng các chị em mình dừng Q2 cho em nhá. Tiếp tục lên trên là Q3. Nhanh tay cho em phục hồi. Con Q3 này bo gấu đẹp thế. Cho chị các hình đều khác nhau nào em ơi. Đây các chị nhìn cho em này. Tất cả là quần cạp cao được trần chun cho em toàn bộ. Bên trong là lót lỉ. Nhìn kỹ cho em nhá. Bên trong là lót lỉ. Hàng này của em hàng không sai, mình phải nghe rõ tư vấn từ 36 cân đến từ 38 cân đến 57 cân trở lại. Các chị mình phải nghe em tư vấn cân nặng nhá, là em tư vấn ở mức cân an toàn các chị em mình mặc đấy. Chứ còn bình thường người ta vẫn tư vấn các chị em mình con này đến 60 cân bình thường. Nhưng mà em chỉ dám tư vấn đến tầm khoảng độ 5 7 cân trở lại các chị em mình mặc đẹp nhất cho em thôi. Đây các chị nhìn cho em bo gấu này. Bo gấu cho em các chị nhá. Mặc ở nhà, mặc đi làm cho em, mua về cho các con mặc cho em, đẹp vô cùng là đẹp luôn các chị, co giãn cho em thoải mái. Cái hình thêu ở trên quần này của nó sẽ là khác nhau, mình sẽ hoan hỉ mình không chọn hình thêu giúp em các chị nhá. Lên hộ em sẽ là mã Q3. Giá các chị em mình sẽ là 59.000 đồng cho em một quần, eo có 59.000 đồng một cái thôi các chị ạ. Đây các chị nhìn cho em này. Cái hình thêu ở trên quần này của nó sẽ là các hình thêu khác nhau, nó chỉ có hai hình ấy thôi đúng không? Nhưng mà các chị em mình sẽ hoan hỉ, mình sẽ không chọn hình thêu trên quần cho em, đẹp chưa? Mê mẩn cho các chị em mình luôn cho em. 59.000 đồng cho em một quần. Lên hộ em sẽ là mã Q3. Quần cho em toàn bộ trần cho các chị em mình, tất cả cạp chun rồi mặc thoải mái, không bao giờ lo bị vặn chun cho em nhé. Bên dưới trên là bo gấu. Bên trong toàn bộ cho em là lót lỉ hết cho các chị em mình nhìn cho em này. Eo ơi, chất của nó mê mẩn mà đẹp cho các chị em mình, chứ không phải là cái hàng mỏng dính mỏng dinh đâu các chị nhá. Chị có Q1 size XL chị Nguyễn Thùy, chị Quách Thùy ơi. Được chưa ạ? Không phải là cái hàng mà gọi là các chị em mình nhận hàng về cho em mà chất gọi là mỏng dính đâu. Không có đâu ạ. Nhà em toàn bộ là hàng lót lỉ cho em, bao chất bao giá các chị em mình. Bán có 59.000 đồng cho các chị em mình một cái quần thôi. Em thử hỏi các chị em mình 59.000 đồng là có đủ được cái tiền công may không ạ? Em còn chưa nói đến tiền vải này. Đúng không ạ? Tiền vải này, rồi tiền công này. Đủ các loại tiền luôn cho em. Đây các chị nhìn cho em nhé. Hình ở trên quần của em là hình thêu bo gấu cho em đây các chị. Mix cho em với cả các mã giày thể thao cho em, mình gọi là bao đỉnh cho các chị em mình luôn cho em. Nó sẽ là mã Q3. Q3 kèm số lượng cho em 59.000 đồng. Em test chất các chị em mình xem này. Không có chị em mình phải sợ rằng em ơi hay là cái quần 59.000 nó mỏng lắm. Về chị mặc được 2-3 hôm xong rồi hở hết cả da cả thịt, không có đâu các chị. Bên trong của em nó còn lót lỉ đấy cơ mà. Nó còn lót lỉ ở bên trong đấy các chị nhá. Rất rất là ấm luôn cho em. Và các chị em nhìn màu này cho em này, mặc lên cho em nó không hề bị lộ béo luôn. Cái màu này của em là màu xám đậm cho em nhé. Lên em sẽ là mã Q3 kèm số lượng cho em giá 59.000 đồng cho em một quần các bác nhé. Q3 cho em. Q1 XL là từ tầm khoảng độ cho em 58 cân đến 62 cân chị ơi. Q3 nhé, lên trên là mã Q3. Q3 size Q3 ok chị Kali một cái, cho bác Hiền Lê hai cái Q3, cho chị Như Huyền ba cái Q3, cho chị Hiền Lily một cái Q3, Q3 hai cái chị Phạm Huyền Trang, Q3 chị Thúy Thanh một cái, Q3 hai cái chị Nguyễn Hằng, Q3 một cái chị Lục Hương, Q3 một cái chị Phạm, cho chị Phương Phạm, Q3 chị Thị Linh Thùy, Q3 chị Thư Phan, Q3 2 cho chị Thị Linh Thùy thêm một cái nữa là 2 ok chị này. Q3 3 quần ok chị cho riêng mình một lối đi. Q3 một cái ok cho bác Jin Ly. Lên trên sẽ là mã Q3 kèm số lượng cho em nhé. Q3 không có size chị ơi.
Q3 là từ 38 cân đến 57 cân chị nhá. Còn đằng sau là mã Q1 mới có size chị nhá. Quần đằng sau là mã Q1 là quần tomboy 99.000 đồng là size S, M, L, XL cho em được chưa ạ? Còn Q3 của em là hàng không size, đó là hàng vừa đi size đấy các chị. Lên đây là mã Q3 kèm số lượng cho em, cho chị Hiền Lily thêm một cái nữa là 2 này. Q3 cho em nhá, đẹp không? Mê mẩn cho các chị em mình luôn cho em nhá. Hình của em là hình thêu được chưa ạ? Bo gấu cho các chị em mình. Bên trong của em tất cả toàn bộ là lót lỉ. Đây ạ. Nó rất là dày dặn và ấm. Mặc lên cho em cực kỳ là đẹp. Các chị em mình mặc thường hay là mặc với sơ vin hay các chị em mình mặc với cả áo bờ ra cho em đều ok hết. Nó đẹp vô cùng luôn cho em, mix với cả giày thể thao mặc ở nhà, mặc đi làm cho em. Chứ không phải là cái quần 59.000 là các chị em mình chỉ mặc định mặc ở nhà đi ngủ đâu. Chất em bao, chất bao giá các chị nhá. Trần trun cho em hết rồi. Yên tâm là không bao giờ lo bị vặn trun cho em. Nó sẽ là mã Q3 cho em, giá là 59.000 đồng cho em qua mã. Qua mã cho các chị em mình. Đó, chị nào mình chưa được Q3 mình lên Q3 ở đây cho em. Áo lúc lẫy là mã gì? Nhà mình đã lên áo chưa? Em mới lên có một mã áo khoác thôi. Còn quần tomboy này các chị mình sẽ lên là mã Q1. Q1 của em có size S là từ 40 cân đến 47, từ 40 cân đến 46 cân, 47 cân đến tầm 52 cân mặc M, 53 cân đến 58 cân mặc của em size L và 59 đến 63 cân trở lại mặc của em size XL cho em, giá là 99.000 đồng cho em nhé. Lên em sẽ là mã quần Q1 vào đây cho em. Q1 kèm size được chưa ạ? Rồi tiếp tục của chị qua mã đi, cho chị một mã áo vào đi. Mã này có đen không, để chị hai cái thay đổi. Đen em vừa lên rồi chị ơi. Q1 hai cái size L ok chị Như Huyền. Q1 một cái S một cái L ok cho bác Nguyễn Hồng Sâm. Chờ em một tí em lên phao lam đây. Cho chị hai cái Q3 ok chị Hiền Lily có hai mã Q3 rồi bác nhá. Chị đó Q1 hai cái size L ok cho bác Mai Đỗ. Ok chị Mai Đỗ này, chị nào mình chưa được Q1 mình sẽ lên Q1 cho em. Q1 em sẽ là 99.000 đồng cho em, nó sẽ là quần tôm boy cho em các chị nhá. Qua mã cho em, chờ em tí xíu. Phao phao em ơi. Tiền anh ơi, mày vừa sờ mông thì đúng không? Không. Mày cãi, mày tài cãi lắm. Lên trên là mã Q1 hai cái size L ok cho bác Thanh Ngọc. Rất là lâu rồi mới có quần tomboy cho các chị em mình. Và hiện tại bây giờ không còn nhiều nữa các chị nhá. Kiểm tra số lượng và size số luôn nhá. Là nó không có còn nữa rồi các chị. Size số cho các chị em mình hiện tại giờ nó chỉ còn rất ít, mỗi size còn đâu được vài cái thôi. Các chị em mình tranh thủ mình mua luôn vì rằng nó hết hàng rồi các chị. Q1 hai cái size L ok chị Trương Liên. Q1 hai cái size L ok cho bác Hồng Ngọc. Q1 một cái size L ok cho bác Jin Ly. Q1 của em giá là 99.000 đồng. Em tư vấn cân lại một lần cuối cùng của em lên phao lao các chị em mình nhá. 40 cân đến 46 cân mặc hộ em size S, 47 cân đến 52 cân mặc hộ em size M, 53 cân đến 58 cân mặc hộ em size L và từ 59 cân đến 63 cân trở lại các chị em mình mặc hộ em size XL cho em. Nếu như các chị em mình mặc cao giá 1m6 trên 1m6 thì các chị em mình 65 cân vẫn mặc được size XL. Nhưng em chỉ tư vấn đến đúng 62 cân trở lại thôi. Tại vì rằng là nhiều khách ấy, các chị ấy mua về các chị mình bảo em ơi, chị 65 66 cân chị vẫn đang mặc XL này em này. Thế nhưng mà em chỉ tư vấn ở mức cân an toàn đấy các chị nhá. Đây các chị mình sẽ lưu em là mã Q1 kèm size cho em, giá là 99.000 đồng cho em, nó quần tomboy đằng sau các chị nhá. Q1 cho em các chị nhá. Q1 size M ok chị Vũ Thanh Huyền. Ok chị Vũ Thanh Huyền này, chị Jinly có size L rồi chị ơi. Bác Jinly có rồi nhá. Q1 này hai cái size XL ok chị Nguyễn Thị Thu. Ok bác Nguyễn Thị Thu này. Rồi đấy chị nào mình chưa được Q1 mình lên Q1 cho em nhá. Rồi tiếp tục cho em này. Bao lam cho các chị em mình. Em ơi còn chip không? Ủa thế chip nhà em hết hàng rồi chị ơi. Chip nhà em hết hàng rồi, con này phao lam mà đẹp dã man luôn. Size cho các anh từ 50 cân đến tầm khoảng độ trên 70 cân trở lại trên. Mặc cho em bao đẹp, bao thoải mái. Hiện tại em còn được đúng 5 cái cuối cùng đúng không? Vâng. 5 cái cuối cùng cho các chị em mình. Trời ơi. Hàng này nhớ cho em nhé, dáng trẻ thành hàng thanh niên cho em. Các chị em mình mua về tặng chồng, tặng người yêu cho em. Size là từ 50 đến 70 cân em bao vừa, có nẹp che khóa các chị em mình đưa cho em. Mũ có thể tháo rời ra khi mình không có nhu cầu sử dụng đến. Vì mũ nhà em này là cài khóa cho em các chị nhé. Mã K mấy đây? K2 ạ. Mã này các chị mình sẽ lên em là mã K2. K2 cho em nhé. Hàng người ta bán các chị mình toàn trên 300 thôi. Em bán các chị mình cho em giá là 189.000 đồng cho em. Lên em nó sẽ là mã K2. Em còn được đúng duy nhất 5 cái các chị em mình là cuối cùng là hết sạch luôn. Q1 size M ok chị Quyên Vũ. K1 thêm 2 cái ok chị Như Huyền thêm 2 cái K1 ok chị này. Đó chị nào mình chưa được thì lên vào đấy cho em. K2 cho em nhé, K2 của em sẽ là phao lam cho em. Q3 cộng với Q1 size M ok chị Thùy Tóc. Ok chị này, mã này các chị mình sẽ lên với em là mã K2. K2 là phao dành cho các anh trai. Ở đây cho em là chữ thêu này, nhìn bo tay bo gấu cho em. Ôi, các chị nhìn cho em này, nó đẹp vô cùng luôn cho em. Hàng này các chị em mình có chờ người ta thanh lý gọi là hết Tết đấy. Người ta cũng đang thanh lý các chị em mình cho em rẻ nhất cho em là 250. Vì hàng của em bao chất bao giá đằng sau cho em đấy các chị nhìn cho em này. Đằng sau đấy các chị nhá.
Eo ơi, nó mê một cách dã man, nó cắt cho em mình luôn cho em ý. Lên em nó sẽ là mã K2 cho em, không có nhiều được đúng 5 cái đúng không? K2 cho em này. K2 ok chị Kali một cái K2, K2 chị Hiền Lê một cái K2, K2 cho chị Ngào Huệ một cái K2, cho chị Nguyễn Thị Thu một cái K2, K2 cho chị Thảo Bi một cái K2. Cao 1m7 mặc K2 có ngắn không? Không chị ơi, mặc thoải mái chị nhá. Mặc thoải mái cho em, được chưa ạ? Lên trên. Lúc nào cái bọn này đúng không? Chúng mày lại lươn lẹo tao à? Hai cái con lươn lẹo này. Rồi chị nào mình chưa được K2 mình lên nhanh với em là K2. K2 chị ơi, phải là K5 chị nhá. K2 cho em, màu này quá đỉnh luôn cho em. Được chưa ạ? Các chị em mình mua về tặng chồng, tặng người yêu cho em. Kể cả các bác mình có con trai học cấp 2 hoặc cấp 3 cho em, cứ tầm 50 cân trở ra các chị em mình mua những mã này về tặng cho các bạn đấy cho em. Đẹp lắm. Vì hàng này cho em nếu như vào trong shop mua cứ phải tầm của cho em trên 500 trở lên. Còn nếu ra chợ cho em phải tầm 380. Nhưng em bán các chị em mình cho em là 189.000 đồng cho em các chị nhá. K2 ok chị Anh Đại, Anh Đại. K2 ok cho bác Liễu Phạm. Lên em sẽ là mã K2 cho em. Có tất lữ chị Anh Mạnh ơi, chờ em tí xíu nhá. Chờ em một tí bình tĩnh hộ em với. Em không thể nào lên một lúc tất tần tật các ý kiến của các chị mình đâu, được chưa ạ? Chị nào mình comment phao lao thì mình lên phao lao nó cho em là mã K2 cho em mấy cái nữa nào. Vậy ạ. Vừa kêu khách nhà em có đúng 5 cái. Đọc một tràng rồi bây giờ vẫn còn kêu nhà em còn 7 cái. Em mới tìm ra. Ủa chúng mày đúng, chúng mày làm tao đúng là một con lươn lẹo trên live mà. Có áo phao 80 cân mặc vừa không? 80 cân thì không mặc vừa được con này đâu chị nhóc. Size này chéo canh là từ 50 cân đến 70 cân thôi đấy các chị nhìn cho em. Đây là hình thêu. Đằng sau cho em cũng là thêu cho em này. Mũ này của nhà em là tháo rời ra được cho em các chị nhá. Và khi các anh đi xe, đây các chị nhìn cho em màu này đẹp thế không biết được. Màu đẹp dã man luôn. Khi các anh đi xe này các chị em mình, các anh cài cho em cái khoang, cái cúc này vào đây cho em. Thứ nhất cho em là rất là ấm tai. Thứ hai cho em là nó sẽ không bao giờ nó bị bay mũ. Được chưa ạ? Hàng cho các chị em mình gọi là quá bao đỉnh bao đẹp cho em luôn. Nó sẽ là mã K2 189.000 đồng. Đấy em tưởng còn 5 cái chúng nó tìm được ra đâu được 10 cái nữa là các chị em mình tranh thủ chốt luôn cho em các chị nhá. Lên đây sẽ là mã K2 đấy cho em. Giá là 189.000 đồng cho em. K2 ok cho bác Nguyễn Hằng. K2 ok chị Thanh Linh Quỳnh. Ok bác Thanh Linh Quỳnh này. Rồi chị nào mình chưa được K2 thì lên K2 cho em. Lộc 1 là cái gì hả em? Em còn một bộ lộc 1 đấy. Chị lấy chị lên comment cho em là mã lộc 1 cho em. Của cái chị nào em vừa xả đơn ra đấy. Chị nào mà vừa đòi chọn đòi hỏi quá cao em cho xả đơn ra rồi đấy. Rồi chị nào mình chưa được K2 mình lên K2 đấy. Các chị nhìn K2 nhà em này. Nhớ cho em là phao này mình mua về tặng con được nhá. Mua về tặng chồng, mua về tặng người yêu. Được chưa ạ? Chất nó đỉnh dã man luôn cho em. K2 ok chị Huế Nguyễn mặc áo K2. K2 ok cho bác Khánh Lưu Huy Hoàng mặc cái K2. Cho mình Q1 size XL áo khoác K153 cân. Ok chị Bảo An một quần Q1 size XL và một K1. K1 là áo của chị. Áo 129.000 đồng. Rồi chị nào mình chưa được K2 ạ? Chưa được K2 mình sẽ lên K2 cho em các chị nhớ. Giá các chị mình sẽ là 189 qua mã nào em ơi. Nhanh nào. Lướt mã cho nhanh đi. K2 ok chị Thu Dung một cái K2. Rồi chị nào mình chưa được K2 nào. K2 cái là phao lam các chị nhớ 189.000 đồng cho em. Quần đằng sau nó là mã Q1 chị ơi. Còn đấy em mà vẫn đang treo đằng sau là gòn. K2 còn mấy cái hai. Em còn đúng 2 cái K2 cuối cùng cho em qua mã thôi em ơi. Xong rồi mã sau nữa ra. Kia đây trước mặt luôn này. Đấy màu ấy ơi. Quần đằng sau của em là cho các chị em mình là từ size S, size M, size L, size L đủ size cho em là 99.000 đồng chị nhá. 99.000 đồng cho em vẫn còn treo đằng sau có nghĩa là vẫn còn. Tiếp tục cho em này, cao béo dành cho các chị em mình cho em. Ui màu này đẹp thế. Màu này cho em đúng thật sự là sang xịn mịn, không đụng hàng luôn cho em. Mũ lông cho em các chị nhá. Mình sẽ tháo rời mũ ra khi các chị em mình không có nhu cầu sử dụng đấy cho em. Nó sẽ là mã K3 165.000, em lên nhanh mã vì con này sắp hết rồi. Còn được có vài cái thôi. Lên nhanh của em sẽ là mã K3 cho em nhá. Có lẹp treo quá các chị em mình. Hàng này đến tận 60 cân các chị em mình vẫn đang mặc cho em thoải mái. Em là 63 cân em mặc cho các chị em mình xem này. Phao béo cho em. Đại Hàn cũng chỉ cần mặc con này thôi. Đi xe máy mà các chị em mình mặc con này đi làm cho em thì gọi là ấm, gọi là mê luôn. Lên trên sẽ là mã K3 cho em. Và màu này được có mấy cái nhỉ? Màu này em được có vài cái thôi. Đây em còn đang 63 cân đây các chị này. Nhớ nhưng em chỉ tư vấn các chị em mình đến 60 cân trở về là mặc đẹp nhất cho em thôi. Màu này quá đỉnh nha các chị em mình luôn. Tay cho em trần gân cho em này. Lên đây sẽ là mã K3. K3 cho em khăn tắm còn không em ơi? K2 nhà em không có size chị ơi. Nhớ K2 là không có size. K2 của em là phao lam từ 50 cân đến 70 cân các chị nhớ. Là không có size đâu. Cái gì phải có size sẽ tư vấn sao các chị em mình. Còn cái gì không có size các chị mình sẽ không kèm size giúp em. Được chưa ạ? Lên trên sẽ là mã K3. K3 ok cho bác Nguyễn Hằng một cái. Áo khoác này đẹp ấm lắm. Sướng nhờ chị nhờ. Eo em bảo rồi nhận hàng các chị em mình cứ bị mê mẩn luôn ý. Vì hàng này quen hàng phao béo mà ta bán toàn hơn 500 thôi. Nhà em bán các chị em mình là 165.000 đồng các chị nhớ. K3 ok chị Đỗ Ngọc Anh Thư một cái này. Rồi em còn được 2 cái nữa đúng không? Vâng. Em còn được 2 cái cuối cùng nữa cho em. K3 ok chị Nguyễn Thị Hà một cái. Chị Đỗ Ngọc Anh Thư có rồi. Rồi em còn được một cái nữa cho em.
đẹp chứ. Khá không đấy. Bên này không ha. Không đúng không? K3 ok, cho bác Hiền Lily một cái. K3 ok, chị Hiền Lily này, là còn mấy? Một cái cuối cùng trên tay em là hết. K3 ok, cho chị Dương Thùy Trang hết luôn cho em K3. Còn không? Ô thế là vẫn còn một cái á? Em còn một cái K3 nữa cho em là hết hàng cho em có tình yêu nhá. Quần đằng sau 53 cân mặc size gì? 53 cân chị mặc hù em size M, à size L chị nhá. Em tư vấn lại cân này. Size S cho các chị mình là từ 40 cân đến tầm 46 cân, 47, 52 cân mặc M, 53 cân cho đến 58 cân mặc L, 59 cân cho đến 63, 62 cân trở lại mặc của em size L cho em. Giá là 99.000 đồng cho em Q1. Đây ạ, Q1 cho em nhé, 99.000 đồng. S, M, L, XL cho em, quần tomboy, mặc thường, mặc sơ vin cho em, con này gọi là quá đỉnh cho các chị em mình rồi. Mê mẩn cho các bác mình luôn cho em dòng tomboy này. K3 còn không? Yêu tinh quỷ quái mấy con này. Cái con rời dậy này. Cái gì đây? Hát cái gì? Cho bò vào đây. Em hết mất K3 rồi các chị ơi. K2 là từ 50 cân đến 70 cân cho em nhé. K2 là phao lam bác ơi. Ôi, màu này. Được mấy cái các em? Kiếp chứ mày đừng nói với tao được hai cái nhé. Đẹp chưa các chị ơi? Nhanh nhanh của em các chị nhá, K4. Không có hàng luôn các chị ạ. K4 cho em 165.000 đồng cao béo. Hàng mũ cổ lông cho em này. Mũ lông cho em các chị nhá, cổ kéo quá tháo rời ra khi các chị em mình không có nhu cầu sử dụng đến cho em. Eo con này đẹp thế. K3 hết hàng rồi các chị ơi. Q1 size XL ok chị Hồng Nguyễn. Q1 size XL cho chị Hồng Nguyễn. Mã này các chị mình sẽ lên em là mã K4. Ủa, đẹp dã man luôn. Màu cũng sang cơ. Sang xịn mịn cho các chị em mình luôn cho em hàng này cho em. Phao này người ta bán các chị em mình toàn bộ cho em 200 mấy mới hơn 300 em bán các chị em mình có 165.000 đồng. Lên rồi em nó sẽ là mã K4. K4 cho em nó sẽ là phao béo màu hồng cho em. Chờ tí em mặc vào cho các chị em mình xem. 5 cái, 6 cái. Bên trong các chị nhìn bên trong cho em này. Mê chua. Eo ơi màu này quá đỉnh cho các chị em mình luôn cho em. Hàng này mà các chị em mình kể cả đại hàng đi K3 chơi cho em chỉ cần mặc con này không thôi. Là đã đủ ấm cho các chị em mình rồi. Mê mẩn sang xịn mịn cho các chị em mình. Có nem treo khóa đầy đủ hết cho em. Được chưa ạ? Màu hồng của em nó sẽ là mã K4. Giá các chị em mình sẽ là 165.000 đồng cho em. Q1 size S ok chị Huệ Hoàng. Q1 size L ok chị Luân Đao. Q1 size XL ok chị Hân Khang. Ok chị này vậy chốt à, mình Q1 size L nha, áo K1. Chị Bảo An em xem nào. Q1 chị mặc size L à? Ok chị này. Ok bác nghe em chỉnh size chị rồi đấy. Mã này các chị mình sẽ lêu em là mã K4. K4 cho em các chị nhớ. K3 em hết rồi các chị mình sẽ lên hoa em là mã K4 cho em. K4 đây này, K4 màu vòng đẹp chưa? Mê mẩn các chị em mình luôn cho em mà màu gọi là siêu đỉnh siêu đẹp cho các chị em mình luôn cho em. Giá các chị em mình cho em là 165.000 đồng thôi. Bao béo cho em đấy các chị ạ. Cho chị một mã gió vào đi em ơi. Gió gió lót lì hay là à, lót lông hay lót lụa cho một mã gió vào đi. Q1 size XL ok chị Quách Tần. Ok bác Quách Tần này, áo này em mua rồi ấm lắm luôn. Em cảm ơn chị Trần Hương nhá. Mà gọi là cái chất của nó sướng dã man các chị em mình luôn cho em. Em bảo rồi, bây giờ các chị em mình cứ nhìn ngay cho em là khi mà các chị em mình thấy cần cận Tết là người ta hay thanh lý đầu phao, người ta gọi là hay người là đổ đống đấy. Người ta bán cho các chị em mình cho em toàn bộ cho em có rẻ nhất cho em là 199 cái đồng một cái. Mà phải đến cận Tết người ta phải gọi rằng là người ta thanh lý, người ta thu hồi vốn về rồi người ta mới làm như thế. Thì lấy đâu ra các chị em mình mua được cái con K4 này ở đâu giá 160 như nhà em đang bán các chị em mình. Đây nhìn cho em này, tay của em sẽ là Trần Gân cho các chị em mình nhá. Phao béo cho em này, nhìn chất của em sướng không? Đẹp dã man các chị em mình luôn cho em. Lên hộ em nó sẽ là mã K4. K4 ok chị cho riêng mình một lối đi một cái này. K4 ok chị Thanh Nhàn một cái này. Q1 size như nào bạn ơi? Q1 size S, M, size L, size L cho em nhé. Q1 hai cái size L ok chị Hoa Tô này. Đó chị nào mình lấy Q1 mình lên Q1 cho em. K4 em còn được 3 cái á. K4 em còn đúng 3 cái cuối cùng cho em nhé. Giá các chị em mình cho em là 165.000 đồng cho em. Được chưa ạ? Đừng có comment dồn đơn tối qua chị ơi, xả luôn đơn ra bây giờ đấy. Nhà em làm gì có chế độ dồn đơn tối qua. Không dồn, không dồn đơn từ nay này sang like khác các chị nhé. Đơn bây giờ em vẫn còn đang like từ giờ đến tận 4-5 giờ. Mà trong cái đơn tối qua các bạn ấy đang chốt thì dồn kiểu gì được cả. K4 ok chị Ngào Huệ. K4 ok chị Ngào Huệ này. Rồi em còn hai cái K4 cuối cùng ở trên là hết hàng. Có chị nào mình chưa được K4 mình lên K4 cho em. Tầm này là các chị mình phải có phao rồi, đúng rồi. Không có phao tầm này là không có dám đi làm luôn. Rét mà, lạnh như này cho chị con gió chị thanh lý đó. Còn được bao nhiêu cái đây? Con này thôi em thanh lý luôn này. Màu khác á, chờ em tí em xem còn màu gì không. Ủi dồi ôi, đẹp mê mẩn các chị em mình luôn đằng sau cho em này. Hàng khô lì lót lụa cho em, hàng hai lớp nhá. Nhà em không bán hàng một lớp đâu. Một lớp người ta bán toàn 130, 140, nhà em chả bán nữa các chị.
riêng làm một lớp nha, em không bán. Màu này trên là màu xanh ngọc. Mã này các chị mình comment nhanh, của em là mã xả 1, có mã xả chưa? Nhìn xem có mã xả chưa? Xả 1 cho em nhé, hàng 119.000 đồng. Em xả lốt các chị mình luôn cho em, giá các chị mình luôn cho em 106.000 đồng nốt cho em cho gọn hàng. Còn có mấy cái thôi, màu đẹp thế. Chứ ở đâu mà mày cứ mót ra được mỗi lúc mỗi màu có vài cái mày. Len ướt giá bao nhiêu? Len ướt nó có nhiều mã hàng lắm. Em có biết chị hỏi len ướt của mã nào chị ơi? Mã này các chị mình sẽ lên nhanh ngay là mã xả 1. Xả 1 cho em nhé, 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Em còn là 63 cân cơ các chị nhé. Em còn là 63 cân cơ, em vẫn đang mặc mẫu cho em mình. Xả lốt các chị mình luôn, thanh lý luôn 106 nghìn đồng luôn cho em, gọn hàng. Đây các chị nhìn cho em mũ này. Hàng toàn bộ có mũ hết cho em các chị nhé. Ôi dồi ôi, các chị mình hỏi lại mã Q1, chúng mày tổng hợp Q1 còn nhiều không để tao lên nốt một lần nữa nào. Các chị cứ bảo tao tư vấn lại sai Q1, tao đến tụt hơi về mã Q1 luôn á. Đây Q1 đây chị ơi. Q1 em tư vấn lại một lần nữa thôi các chị nhớ. Đùa các chị mình hỏi Q1, em cất con này đi luôn này, em không tư vấn nhiều, con này em mở hết cả mồm luôn. Q1 của em là quần Tomboy, hàng chất mì Hàn, chuẩn hàng Quảng Châu cho các chị mình nhớ. Mặc cho em vài năm không bao giờ lo bị bai nháo xù hay là bị ăn chỉ hay là cắn chỉ vải cho em. Size là từ 40 cân đến 46 cân. 47 cân đến tầm khoảng độ cho em 52 cân mặc của em size M, 53 cân đến tầm khoảng độ cho em 58 cân mặc size L, 59 cân đến 63 cân đổ lại mặc của em size XL, giá là 99 nghìn đồng cho em các chị nhé. Lên em là mã Q1 kèm size cho em S, M, L, XL giúp em, được chưa ạ? Em tư vấn lại nốt lần này xong em cất con này đi luôn các chị. Các chị em mình cứ vào hỏi em là tư vấn lại quần Q1, em đọc cái bảng size của nó mà em méo cả miệng luôn ấy. Xả một ok cho bác Hồng Nguyễn. Em vừa vào cho em xem lại áo phao, vì áo phao em vừa lướt qua rồi chị ơi nhá. Lên mã này vào đây cho em, nó sẽ là mã xả 1. Xả 1 của em nó sẽ là áo thô lì cho em. Giá các chị em mình sẽ là 106.000 đồng là em còn được chục cái em thanh lý các chị em mình lốt. Đằng sau cho em này, đẹp mê mẩn các chị em mình luôn cho em, bao giá bao chất. Đừng có comment rằng em lên cái gì đi chị ơi nhá. Em lên theo sự sắp xếp của em. Buồn cười đấy, cứ ngồi và comment lên cái gì đi. Em có phải là con robot các chị em mình ngồi điều khiển từ xa đâu. Em lên theo sự sắp xếp của em, nhân viên nó bê vào cái gì em mới lên được. Chứ đâu có phải em chạy ra mà em bới ngay các chị em mình tìm được một cái len ướt mà lên đâu nhá. Q1 này size L và size M ok, chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Lên cho em nhá, Q1 size S 2 cái ok cho bác Ngọc Thúy. Q1 kèm size cho em S, M, L, XL cho em, giá 99 nghìn đồng cho em một quần, được chưa ạ? Còn mã này các chị mình sẽ lên em là mã xả 1. Xả 1 cho em, giá các bác mình cho em sẽ là 106 nghìn đồng cho em. Nó sẽ là thô lì hàng 2 lớp, 40 cân đến 60 cân em bao vừa, các chị em mình mặc cho em thoải mái. Q1 size M 2 cái ok cho bác Vân Ly, Vân Ly. Ok chị Vân Ly, Vân Ly có 2 cái size M này. Đấy chị nào mình chưa được Q1 mình lên Q1 cho em nhé. Giá các chị em mình cho em sẽ là 99 nghìn đồng cho em. Còn nhiều không? Mỏi hết cả mồm về quần. Q1 phải có size chị ơi. Thêm Q1 một cái size S ok chị Lê Hoài Thương. Ok chị Lê Hoài Thương này. Nó thích kìa, nó sút. Q1 kèm size cho em nhá. Q1 này, Q1 size M ok cho bác Nguyễn Quy. Q1 size M 2 cái ok cho bác Thùy Vũ. Đấy chị nào mình lấy Q1 mình lên Q1 nhanh cho em. Q1 là 99.000 đồng cho em quần Tomboy. Hết hàng gọi là cháy hàng, bao nhiêu ngày tháng này mới có đấy. Tiếp tục có chị một mã phao lam. Phao lam nào chị em nào mình hóng phao lam cho chồng các chị mình và mình tương tác lên cùng em nào các chị ơi. Các tình yêu của em. Các tình yêu đâu hết rồi. Mỏi mồm quá. Nghĩ đó mỏi mồm nè. Mỏi hết cả mồm luôn. Q1 size S ok cho chị, cho riêng mình nối đi. Chị đặt ngay cái avatar nó ngắn ngắn đấy. Sao bác Giang bác có thể đọc được mấy trăm đơn mà có thể ai chị cũng đọc thuộc lầu được nhỉ. Rồi tiếp tục cho em phao lam các chị em mình. Màu mê mẩn ngẩn ngơ các chị em mình luôn, đẹp này. Giờ ơi dòng này của em gọi là quá sướng cho các chị em mình luôn cho em. Đằng sau là thêu nhá. Nhớ cho em là phao này các chị em mình mua về tặng chồng, tặng người yêu. Phao gọi là phao trẻ đấy các chị em mình. Q1 size màu chị Nguyễn Quy có rồi, tối lên phao lam nữa nha. Chế giờ em đi làm rồi hu hu. Vâng ok chị Hà Thu Hoàn nhé này, bảo bác Giang tối bác lên. Em này các chị mình comment với cho em ca mấy? K5 ạ. K5 là phao lam màu đen. Dành cho các anh từ 50 cân cho đến 70 cân quay đầu cho em. Các chị em mình mua ngay cho em 2 cái 2 màu về cho các anh mặc cho em. 2 cái này nhà em cộng tiền vào cho các chị em mới chỉ bằng một cái ngoài thị trường cho các chị em mình thôi. Mặc cho các anh mặc thay đổi cho em này. Thứ nhất là vào những các cái hôm nào mà nó mưa chẳng hạn. Bẩn rồi giặt đi các chị em mình nó chưa kịp khô đám nào. Chắc là lại phải chờ khô mới có mặc à. Đúng không ạ? Mã này các chị mình sẽ lêu em là mã K5.
K5 của em giá sẽ là 189.000 đồng cho em. Em ưng con phao này một cách dã man luôn, vì cái chất dáng của nó, form của nó cực kỳ là đẹp đấy. Các chị nhìn cho em này, bo tay đây các chị nhá, bo gấu này, nó đẹp vô cùng luôn cho em. Hai túi trước cho em có nẹp che khóa thắt lanh luôn cho em. Nó rất là nhẹ, mặc nó không bị cộn, không bị quá dày. Nhất là những anh nào mình đi làm che ở bên ngoài các công trường ấy chẳng hạn, là các anh mặc cho em nó không bị khó chịu. Được chưa ạ? Mũ cho em đây, các anh mà đi xe máy cho em ấy, thì là các anh cài cho em thêm cái cúc này vào cho em này, nó sẽ không có bị bay mũ và rất là ấm tai cho em. Giá là 189, mã của em sẽ là mã K5 cho em. K5 của em sẽ là màu đen các chị nhá. Lên sẽ là mã K5. Em chào chị Đỗ Ngọc cùng Khánh nhá. Đừng treo quần kia. Này bác Giang quát rồi. Khăn của bé em không biết còn không ấy. Còn khăn của bé không? Hình như là còn đấy. Mã này sẽ lên em sẽ là mã K5 cho em. K5 của em sẽ là 189.000 đồng cho em một áo cho em, size từ 50 cân đến tầm 70 cân, canh mặc cho em thoải mái cho em nhé. Màu này cho em là màu đen này. Chỉ là mình vừa lấy màu xanh kia, các chị mình mua thêm một cái màu đen này về cho canh mặc thay đổi cho em. Sao đấy? Lên cho em nó sẽ là mã K5. K5 cho em nhé. Bao like cho em, nhớ là các chị mình xem like, mình tương tác, mình chia sẻ lên cho em, cho chị một mã tất đi. Thế còn tất gì? Cho lên nó bao nhiêu? Chất hàng như hình 58 hay 55 hay sao đúng không? Lên trên là mã K5 cho em có tình yêu nhá. Chỉ có quy 1-2 cái size M rồi chị Thúy Vũ ơi. K5 ok cho bác Song Ngư. K5 ok chị Song Ngư này. K5 của em sẽ là bao lam màu đen cho em. Size các chị em mình sẽ là từ 50 cân đến 70 cân cho em. Giá là 189.000 đồng cho em nhá. K5 ok chị Nguyễn Liên. K5 ok chị Nguyễn Liên này hả? Tôi thích đường kia, không phải à? Thế thì em chỉ còn duy nhất một cái K5 cuối cùng cho em thôi là hết hàng. Ôi trời, chị tưởng tất cả chỗ đấy luôn. Đó, đưa cho chị tất này. K5 em chỉ còn một cái cuối cùng cho em thôi nhá. Hút đi kia còn nhiều. Còn có ba cái kia thôi. Tất bé á, tất bé em cũng không biết là có tất bé còn không em. Tất này em còn được có 3 set này các chị này. Hàng này của em là hàng tất lỡ lỡ nhỡ nhỡ đấy các chị nhá. Em còn được có duy nhất 3 set cuối cùng cho các chị mình thôi. Mã này các chị mình sẽ lên nhanh nữa là mã T1. T1 em kỷ niệm nó, các chị mình luôn cho em 55.000 đồng cho em một set, cho em 10 đô. Để các chị mình đi cho em cả mùa đông cho em luôn cho em. Lên của em nó sẽ là mã T1 cho em nhá. Em còn đúng 3 set cuối cùng cho em thôi. 55.000 đồng cho em các chị. Lên là em sẽ là mã T1 cho em nhé. T1 của em sẽ là 55.000 đồng cho em 10 đôi. Được chưa ạ? Em còn được đúng 3 set cuối cùng cho em nữa thôi. K5 bé nhất là bao nhiêu ký vừa em? Chị ơi, K5 của nhà em sẽ là từ 50 cân đến 70 cân cho em. Không có bé nhất thì nó chỉ có một size thôi chị ơi. Nhá. Tất bé em chưa biết là còn cái gì không ấy. Rồi lên mã này cho em là mã T1 cho em. T1 em còn được đúng 3 set cuối cùng cho em, 55.000 đồng cho em 10 đôi cho em. Tiếp theo cho chị một mã nữa đó. Cho chị một mã áo đi. Cho chị con non. Con da cá tàu với màu hồng kìa. Con hàng mà cổ 3 phân tay ngắn còn những màu gì ấy. Ôi chị bờ xanh của vào lên đi. Chị nào mình lấy T1 mình sẽ leo em là mã T1 cho em nhé. T1 kèm số lượng cho em còn có 3 set thôi, còn 55.000 đồng cho em 10 đôi. Lên comment em là mã T1. Tiếp tục cho em da cá tàu. Hàng này cho em từ 40 cân đến 63 cân em bao vừa. Cổ viền cho em này, tay viền cho em. Nó là hàng viền gấu các chị nhé. Bao đẹp cho các chị em mình. Giá các chị mình sẽ là 85.000 đồng cho em. Nó sẽ là mã xả 2 đúng không? Lên comment em nó sẽ là mã xả 2 cho em. Xả 2 của em giá các chị mình sẽ là 85.000 đồng, 40 cân đến tầm 63 cân em bao vừa, ra cá tàu, không bán hàng xưởng và không bán hàng gia công nhé. Các chị mình yên tâm cho em, bao chất và bao giá các chị mình. Lên của em nó sẽ là mã xả 1, xả 2 cho em. Xả 2 của em sẽ là ra cá tàu, em chỉ còn được vài cái các chị mình, giá sẽ là 85.000 đồng, nốt cho em cho gọn hàng. Tiếp các chị con này nè. Xả 1, các chị mình đang xem live mình tương tác lên em xem nào các chị. Chẳng thấy chị em nào mình tương tác còn bò cái còn những sai gì. Lên em sẽ là mã xả 1 cho em nhé. Ủa sao cả. À em xin lỗi, xả 2 cho em.
Xà 2, xà 3, xà 2 chứ. Chả thấy các chị em mình tương tác like gì cả các chị. Xem like các chị em mình cứ ngồi im này thì em cũng đến chịu thôi. Thảo ơi còn giày thể thao không, cho mình một đôi size 37 nhé. Giày thể thao là giày gì ấy? Có được chọn màu thì biết gì không? Thế thì em cứ bấm tạo đơn vào đây cho các bạn ấy nhặt cho nhá. Chị cứ bấm tạo đơn cho em nhặt nhá. Size 37. Ok chị Hồng Nguyễn, em cứ bấm tạo đơn vào đây, nếu mà còn các bạn ấy nhặt cho bác nhá. Tiếp cho em này, len lông cổ của 3 phân cho em, tay ngắn. Tay cọc cho em từ 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Riêng mã này các chị mình mà cao giáo tầm 60 cân à, cao mét 6 các chị mình 65 cân vẫn đang mặc cho em thoải mái. Mã này các chị mình sẽ lên nhanh em là mã xả 3 cho em. Xả 3 cho em nhá. Hàng bán các chị em mình 69.000 đồng, em kỷ niệm nốt 55.000 đồng nốt cho em cho gọn hàng. Màu xanh cho em. Hàng này cho em, mà chị nào mình nhận được hàng về cho em cũng còn là ưng về cái chất. Vâng, em mà bấm tạo đơn vào rồi đấy. Nếu mà còn các bạn nhặt cho thì em chả nắm rõ được cái đấy. Xả 2 ok, chị Trương Liên một cái áo xả 2 này. Xả 2 của em là da cá tàu 85.000 đồng cho em. Còn mã này các chị mình sẽ lên là mã xả 3. Xả 3 của em nó sẽ là len lông phỏng cổ 3 phân, tay cọc cho em 40 cân đến tầm 160 em bao vừa. Cao giá 1m6, 65 cân trở lại các chị mình vẫn đang mặc cho em thoải mái cho em. Bao chất và bao giá quần này các chị em mình, áo này các chị em mình mặc cho em thoải mái, không bao giờ lo bị bay xù này, không bao giờ lo bị nhăn nhầu cho em. Nó sẽ là mã xả 3 cho em, 55.000 đồng cho em nhé, màu xanh ngọc. Lên đây nó sẽ là mã xả 3 kèm số lượng. Em chào chị Lê Thị Hồng nhá. Các chị mình vào tương tác lên cùng em cái nào. Em cứ like được một lúc thôi, các chị em mình chán lắm, chả thấy các chị em mình comment không biết cái gì, em chả biết nói chuyện kiểu gì đâu. Áo em mặc có là mã không có chị ơi. Xả 3 ok chị Nguyễn Thị Hà một cái, xả 3 ok cho bác Lê Hoài Thương một cái, xả 3 ok chị Xuân Tú một cái. Xả 3 là áo em đang cầm các chị nhá, giá sẽ là 55.000 đồng cho em, là giá xả thanh lý các chị em mình rồi đấy. Từ 40 cân đến 60 cân em bao các chị em mình mặc cho em thoải mái, màu xanh ngọc cho em. Xả 3 cho em này, xả 3 ok chị Thu Dung một cái. Lên em sẽ là mã xả 3 vào đây cho em, xả 3 ok cho bác Hồng Nguyễn một cái xả 3. Xả 3 cho em là 55.000 đồng kèm số lượng, các chị có 55.000 đồng cho em một con áo này thôi. Quá là rẻ và đẹp cho các chị em mình đồng cho em, được chưa ạ? Từ 40 cân đến 60 cân em bao vừa, cao giá 1m6 với 65 cân trở lại các chị em mình vẫn đang mặc cho em thoải mái cho em. Lên em sẽ là mã xả 3. Phao lam em còn đấy chị ơi, phao lam còn một cái ca mấy nhỉ em nhỉ? K5 còn một cái. Phao lam em còn một cái K5 đấy, chị K5 lấy. Chị Nguyễn Thị Hà có mã xả 3 rồi chị ơi. Rồi chị nào mình chưa được xả 3 mình lên xả 3 cho em nhé. Kèm số lượng cho em, 55.000 đồng nốt cho em, con này đẹp cực kỳ luôn cho em, mặc lên nó dễ mặc cực kỳ ấy. Mà rất là dễ mix đồ cho em. Rồi qua mã cho em nhé. Đưa lại cho chị lướt lại con phao lam nào. Eo của chán lướt lại. Con thôi cho chị luôn cái con đằng sau em đi. Con này còn mấy chiếc? Tao đưa con này đây xem. Đây em còn được một cái thôi nhé, ta mấy con. Vẫn còn mấy cái gì? Em cảm ơn chị Lê Thị Hồng nhá. Đây phao lam em còn được duy nhất K5, các chị mình còn được mấy cái này. Giá 189.000 đồng cho em. Size từ 50 cân đến 70 cân cho em. Đằng sau của em sẽ là thêu. Hàng này em bao chất và bao giá các chị mình luôn cho em. Bo tay bo gấu cho em này, siêu đẹp cho em các chị nhá. Lên đây sẽ là mã cao nam. Hả ơi bộ lam mẫu LV còn cho mình một không chị ơi, không còn đâu. Được comment tắt cái vấn đề ngoài lề các chị ơi nhá. Đó mỗi cái kia nó còn cái đôi giày chị comment thì em sẽ còn, thì các bạn nhặt cho không thì hết rồi. Mã trên sẽ là mã K5 cho em. K5 em còn được vài cái cuối cùng các chị mình, giá sẽ là 189.000 đồng. Nó là bao lam cho các anh từ 50 cân đến 70 cân em bao, các anh mặc cho em thoải mái. Lên của em nó sẽ là mã K5 cho em các chị nhá. Rồi qua mã cho em, con này em qua lên chưa? K5 vào đây cho em. K5 ok cho bác Nhung Trần. K5 ok chị Nhung Trần này. Lên trên là K5 kèm số lượng cho em, mua về mình tặng chồng này, mua về tặng người yêu, hoặc như chị nào mình có con trai ấy, học cấp 2, cấp 3 các chị mình cứ mua về cho các bạn đi cho em, cứ ngoài 50 cân là các bạn ấy mặc cho em được rồi, đẹp lắm. Em ơi đổi dùng chị K1 lấy K5 được không? Chị mua cho chồng mà ông không thích màu xanh. Không không chị ơi, nhà em không có đổi đâu chị nhá. Nghe rõ giúp em. Mua một chút màu nào chốt chắc màu ấy cho em, có đổi ra đổi vào không có thích đâu các chị. Rồi tiếp tục vào đây cho em, nó sẽ là mã bao nhiêu, M mấy? M3. M3 cho em các chị nhá. Từ 40 cân đến tầm 160 cân em bao vừa. Màu này cho em gọi là siêu đỉnh, siêu đẹp cho các chị mình luôn cho em. Bo tay cho bo gấu. Mã này các chị mình lên em là mã M3. Xả lốt các chị mình cho em là 125.000 đồng cho em áo. Sao giả sấp thấp thế? Mã này các chị mình lên là M3 cho em nhá. Bán các chị mình là 129. Em xả các chị mình là 119.000 đồng cho em. Từ 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Lên hộ em sẽ là mã M3 kèm số lượng vào đây cho em. Các chị em mình nhớ em là mình chốt chắc hộ em. Đừng có thấy màu này chốt xong là màu kia các chị em mình lại xả ra xả vào mất thời gian lắm nhá. Mà trong khi đó là cái mã K1 em đã hết rồi. Được chưa ạ? Cứ xả ra xả vào tự nhiên bây giờ lại tòi ra một cái. Mất hết cả thời gian ra được ý.
chốt thì chốt chắc vào. Chồng mình thích màu gì còn không biết nữa. Mà chị này có phải được K1 đâu, chị được K2 đấy chứ. K1 là cái gì? K1 là từ K2 sang K mấy? K5 đúng không? Thật ý, nhiều lúc em đọc các cái comment đổi đổi này em không thích đâu. Thì thứ nhất là cái trên mình chốt thì chốt cho nó chắc vào. Chốt xong rồi lấy màu sau lại đổi đi lên một màu sau nữa, cái trên mình lại đổi nữa. Thì ai mà cứ đổi ra đổi vào làm sao có thời gian để làm được những cái việc như thế được. Rồi em đổi chị Thu dùng ở đây, lần sau chốt cho nó chắc vào. Mã này các chị mình comment luôn ở đây, trên nó sẽ là mã M2 M3 cho em các chị nhé. Xin lỗi, M3 cho em giá sẽ là 119.000 đồng, 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Tin ở đây nhà em tất cả toàn bộ cho em hình này, trên đã được may bằng chỉ ở chưa ạ? Giặt máy giặt thoải mái, không lo bị bong chóc hay là lo tuột chỉ cho em. Lên trên nó sẽ là mã M3 cho em, xả 119.000 đồng cho em. Còn hút đi hàng ít tiền không em? Hàng hút đi hàng ít tiền là hàng gì em? Tôi đưa chị hàng dễ lắm. Lên comment vào đây cho em. Dép dùi lên hóng bác ca. Bác ca á? Bác ca hàng bao nhiêu đây? Màu hồng còn nhiều không gái? Thế thì cho các chị mình chọn màu đi. Hút đi hàng rẻ em, mỗi màu chỉ còn được có cái thôi. Hàng của nhà em tất cả toàn bộ cho em sẽ là hàng mũ hai lớp cho em nhé. Em còn được màu hồng còn được một cái. Các chị bảng màu này. Màu đen em còn được cái. Màu cam em còn được một cái. Và màu vàng em còn được một cái. Lên em sẽ là 85.000 đồng kèm màu. 40 cân đến tầm của bộ cho em, 65 cân em bao vừa. Nó không còn nữa rồi các chị nhé. Nó chỉ còn mỗi màu đó, chỉ còn lẻ tẻ được 1-2 cái thôi. Bên trong của em tất cả toàn bộ là lót lỉ hết cho em này. Mã này các chị mình sẽ lên của em, nó sẽ là mã 85.000 kèm cho em. Hồng là 1 này, cam cho em là 2 này, đen cho em là 3 và vàng cho em là 4. 4 màu cho em các tình yêu nhé. Giá các chị mình cho em nó sẽ là 85.000 đồng cho em. 85.000 đồng cho em nhé, kèm màu cho em hồng vàng, hồng vàng cam và đen cho em các chị nhé. À, cho chị một cái K5, ok, cho bác K5 một cái, chị Thủy Trần một cái K5 này, là còn K5 không? Còn là còn, vẫn còn K5 này các chị nhé. Lên rồi em, mã này cho em sẽ là 85.000 đồng kèm màu, 40 cân đến tầm 65 cân em bao vừa. Nhớ cho em là tất cả nhà em toàn bộ hàng cho em sẽ là mũ hai lớp cho em các chị nhé. Hàng này mình mặc đôi mặc nhóm cho em đều ok hết cho em, mỗi màu thì chỉ còn có 1-2 cái thôi, được chưa ạ? Lên bao nữ lấy màu khác thì em không lên theo kiểu cách chị ơi. Một đen một cam ok chị Thúy Anna này. Ok, một đen một cam chị Thúy Anna. Em chỉ còn duy nhất được một cái màu đen, một cái màu hồng và hai cái màu vàng ở trên là hết. Lên trên nó sẽ là mã 85.000 đồng kèm màu cho em. Chị cái gì đấy? Lên trên là 85.000, em chỉ còn được hai cái màu đen, ba cái màu vàng, một cái màu hồng và một cái màu xanh. Được chưa ạ? Cam em hết hàng rồi các chị ơi, không còn màu cam nữa các chị nhá. Còn là một cái màu xanh các chị mình này. Đen ok cho chị Trần Tuyền, hết luôn màu. À vẫn còn màu đen đúng không? Vẫn còn một cái màu đen nữa các chị nhá. Đen ok chị Trần Tuyền. Còn là một cái màu xanh, lên trên là 85 xanh cho em. Nhớ cho em là hàng hút đi đến 65 cân các chị mình vẫn đang mặc cho em thoải mái. Mỗi màu em chỉ còn được 1-2 cái các chị mình thôi. Lên hộ em là 85.000 đồng kèm màu cho em này. Kèm màu cho em có tình yêu nhá. Một hồng một đen ok chị cho riêng mình lối đi, hết luôn màu đen. Ok, hết luôn màu đen cho chị màu vàng nào. Em hết luôn màu đen rồi các chị nhá. Đây em này các chị mình sẽ lên hộ em là 85 vàng. 85 vàng cho em này. Xanh ok chị Thúy An La này, một cái xanh. Là em còn một cái xanh nữa các chị nhá. Vẫn còn một cái xanh nữa cho em. Ô, cái con này em vẫn còn một cái xanh nữa cho em các chị nhá. Đây màu vàng đấy. Mình sẽ không chọn chữ trên mặt áo cho em đâu. Được chưa ạ? Nó sẽ khác tông màu nhau của màu vàng một tí xíu. Em gộp tất cả vào là màu vàng cho em luôn. Lên hộ em nó sẽ là còn được duy nhất các chị em mình một cái màu xanh. Ba cái màu vàng là hết hàng rồi cho em. Còn một xanh và ba vàng cho em các chị nhé. Lên trên là 85.000 đồng kèm màu, qua mã chị nào. Cho chị một mã bao lữ vào nó đi. Hồng và đen chị trôn cho bác cho riêng mình nó đi có rồi chị ơi nhá. Mình cứ bị nhầm tên chị này ấy. Tiếp cho em lên lông tỏ cổ ba phân tay ngắn cho em. Mã này các chị mình comment vào đây cho em xả mấy rồi cái. Xả 4 ạ. Xả 4. Xả 4 con người này thế em. Xả 4 cho em nhé, xả 4 bán các chị em mình thanh lý lúc các chị em mình luôn cho em 55.000 đồng. 40 cân đến tầm một độ cho em, 60 cân trở lại mặc cho em thoải mái, len lông tỏ cổ 3 phân cho em. Lên comment hộ em nó sẽ là mã xả 4. Xả 4 cho em nhé, em không chọn vàng đậm hay vàng nhạt đâu chị ơi. Lên comment ở đây cho em nó sẽ là mã xả 4. Xả 4 các em sẽ là màu vàng. 40 cân đến tầm khoảng độ cho em, 60 cân em bao vừa, cao giá 1m62 cân trở lại các chị em mình mặc cho em thoải mái cho em. Nó là len lông tỏ cổ 3 phân, chất cho em co giãn thoải mái, không lo bị bai xù cho em các chị nhé. Lên comment của em nó sẽ là mã xả 4 cho em. Thanh lý lốt các chị em mình là 55.000 đồng cho em. Hàng này người ta bán các chị em mình nhé, em bán rẻ nhất cho em là 69.000 đồng rồi. Đây còn ít em thanh lý lốt các chị em mình cho em 55.000 đồng. Lên comment của em là mã xả 4 vào đấy cho em.
xả 4 cho em các chị nhá. Tiếp tục cho em bao lữ này. Nhớ là các chị mình xem like, mình tương tác này, chia sẻ này. Chấm bài lên like lên cho em các chị. Để em nhìn thấy các bác nhá. Like ở các chị mình cứ ngồi lặng im là em mà. Chị ơi, đây các chị nhìn cho em mũ lông. Mê mẩn được các chị mình chưa? Phao này của em nó là phao béo. 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Những chị nào mình đang xem like mình tương tác lên hút giúp em xem nào các chị ơi. Em xem là có những chị nào mình đang xem like ổn định nào. Em ơi xem like hơn 100 người xem mà em cảm giác như kiểu 5-10 người xem ấy, chẳng thấy ai comment tương tác cái gì cả. Nó đến 1 phút rồi các chị em mình vẫn gọi là đứng tất cả các comment là đứng im tại chỗ luôn. Không có một cái gì nó nhảy nhót gì lên cả. Được chưa ạ? Quy 1 size L ok cho bác Trần Tuyền này. Xả 4 ok chị nước mắt hóa đá này. Đấy chẳng có ai tương tác, chẳng ai comment, cũng chẳng ai chấm like gì cả. Chả biết là còn chị nào mình đang xem mà còn chị nào mình đang ngủ luôn. Cứ chỉ được một lúc đầu like thôi. Em này các chị mình sẽ comment ở đây cho em ca mấy? K6 ạ. K6 của em là phao béo, màu xanh cho em không đụng hàng với ai cho em. 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Có nẹp che khóa các chị mình luôn cho em. Giá là 165.000 đồng cho em. Lên nhanh của em nó sẽ là mã K6. K6 cho em nhé. 165.000 đồng cho em. 40 cân đến tầm của đồ cho em. 60 cân em bao các chị mình mặc cho em thoải mái cho em. Có bác ca không? Có bác ca cho bác ca vào cái em được. Lên comment vào đây cho em nó sẽ là mã xả. À K4 hay K6? K6. K6 cho em 165.000 đồng cho em nhé. Phao béo 40 cân đến tầm 60 cân trở lại các chị mình mặc cho em thoải mái. Em 63 cân em vẫn còn đang mặc các chị mình à. Hàng này cho em gọi là ấm cực kỳ luôn cho em. Mũ lông này các chị mình có thể tháo rời ra được vì nhà em là có khóa đằng sau các chị mình nhé. Được chưa ạ? Lên trên nó sẽ là mã K6 cho em. K6. Cái gì? Ghét thế mà biết được. Lên cho em nó sẽ là mã K6 cho em nhé. 165.000 đồng cho em. 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Nhìn bo gấu cho em này. Đẹp mê mẩn các chị em mình luôn cho em. Các bác mình, em bảo các chị em mình là những chị nào mình đang xem live mình và mình tương tác hộ em thì chả các chị em mình tương tác cái gì. Chán, buồn các chị lắm. Rồi cho chị một con bác ca trước đi. 85 xanh ok chị Nguyễn Liên. Hết luôn 85 xanh. Rồi tiếp tục cho em này. Bác ca các chị em mình. Màu này cho em gọi là sang xịn mịn đẹp độc lạ các chị em mình luôn cho em. Hàng chuẩn bao VIP loại 1 cho các chị em mình. K6 ok chị Kim Huệ một cái K6 này. Nào chị nào mình chốt K6 nào đừng để em lên một mã một người chốt dạo này thấy dơ thế. Thật thề luôn thấy dơ một cái dã man luôn. Lên chẳng ai chốt chết gì cả. Chả ai thèm buồn tương tác luôn một cái chấm của các chị em mình cảm tưởng như kiểu như hạt ngọc nó rơi vãi. Mã này các chị mình sẽ lên nhanh em sẽ là mã K7. À nó chọn mã VIP thì có VIP chưa em? Lên em sẽ là mã VIP 1 cho em nhé. Bên trong lót lông toàn bộ cho các chị em mình này. Ôi hàng hot cho các chị em mình luôn cho em. Hàng này em thấy bên ngoài người ta đang bán cho các chị em mình toàn 450 đến tầm 500 thôi các chị ơi. Bên trong cho em lót lông toàn bộ siêu siêu ấm luôn cho em. Được chưa ạ? Mình mặc đến đâu các chị em mình sẽ là kéo dây chữa, kéo dây và tạo điểm nhấn eo cho em đến đấy. 40 cân đến 60 cân các chị em mình mặc cho em bao vừa chuẩn hàng loại 1 cho em. Bên đằng sau nó còn có một lớp này các chị em mình nữa nhé. Lên em sẽ là mã VIP 1. Giá các chị em mình sẽ là 220.000 đồng cho em một áo. Màu đẹp nhỉ, màu này cho em đúng là sự là sang xịn mịn, không đụng hàng với ai luôn cho em. VIP 1 cho em á chị. Hôm bữa mình mua màu xanh rồi có màu đen không cho mình một áo. Mã gì hả chị ơi, tự nhiên comment hôm bữa lên mua màu xanh rồi có màu đen không, em không biết mã gì luôn. Trong khi đó thì mạng nó chạy thì nó lên comment sau. Mã là khi em lên đến mấy mã rồi các chị mới lên comment kịp ý. Mã này các chị mình sẽ lên em là mã VIP 1 cho em. 40 đến 60 cân em bao vừa nhá, các chị nhìn cái mũ lông cho em này. Đẹp không ạ? Mê mẩn cho các chị em mình luôn cho em. Bên trong toàn bộ là lót lông cừu cho em này. Siêu ấm cho các chị em mình. Kể cả các chị em mình mặc cho em đi chơi đi, cho em đi Sapa chơi cho em chỉ cần mặc cho em này thôi. Vì nó ấm vô cùng ấy. Mặc đến đâu mình sẽ tạo điểm nhấn eo cho em đến đấy. Giá các chị em mình cho em sẽ là 220.000 đồng cho em. Bác ca các chị em mình. Riêng các chị em mình mặc cho em những mã này là mình có tạo điểm nhấn cho em eo này. Nó sẽ không có bị tròn mà các chị em mình mặc cho em nó có điểm nhấn nhiều rất là xinh luôn cho em. Lên trên là mã VIP 1. VIP 1 cho em nhé. Giá là 220.000 đồng cho em một áo cho em. Màu này gọi là màu gì à Huyền Anh? Đố Huyền Anh ấy. Màu hồng này đâu phải là hồng cam. Màu cam đã. Nó là màu mù màu. Nó là màu mù màu. VIP 1 cho em các chị nhá.
VIP 1 ok cho bác Thảo Trần một áo này. VIP 1 ok cho bác Ngào, cho chị Ngào Huệ một áo này. Lên trên là mã VIP 1 cho em nhé, chị Thảo Trần có rồi. Giá là 220.000 đồng cho em một áo. Bác ca các chị em mình nhớ là chuẩn hàng loại 1 cho các chị em mình, đằng sau của nó sẽ có một lớp đằng sau cho em nữa này. Được chưa ạ? Chứ không phải đằng sau là thông tuông cho em đâu. Và các chị em mình mặc đến đâu cho em mình sẽ rút dây cho em đến đấy, tạo điểm nhấn eo cho em. Lên trên nó sẽ là mã VIP 1 cho em, đừng hỏi em có màu khác bác ơi, bác Thư Phan ơi nhá. Eo ơi, sao các chị mình hỏi toàn những cái mà em không thể nào mà trả lời được đấy. Hỏi lên bác ca đi, em lên bác ca xong rồi hỏi bác ca có màu khác không. Em chịu thôi chị nhá. Được chưa ạ? Rồi qua mã cho em. Cho chị con này. Con này còn nhiều không? Mày lại lươn văn lẹo. Con này hiểu mày Huyền Anh rất là lươn lẹo. Tiếp tục cho em gió lót lông cho các chị mình. Hảo ơi, còn quần tomboy không? Tomboy còn đấy chị, tomboy của em nó là mã Q1 đấy chị. Đây các chị nhìn cho em này, lót lông toàn bộ cho em, hàng này của em hàng gió thô lì, 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Các chị mình comment hộ em nó sẽ là mã K7. K7 cho em các chị nhá. K7 cho em K7 cho em các chị 138.000 đồng. Em kỷ niệm các chị mình luôn cho em 129.000 đồng ngốt cho em cho gọn hàng. Đây còn có ít nữa các chị, thô lì cho em còn ngoài 63 cân cơ. Các chị mình cứ từ 40 cân đến 60 cân em bao, các chị mình mặc cho em thoải mái. Mà nó rất là ấm luôn đấy các chị nhìn cho em này. Bên trong nó lót lông toàn bộ cho em. Lên comment hộ em mã này cho em, nó sẽ là mã K7. K7 cho em các chị nhá. K7 của em giá các chị mình sẽ là 129.000 đồng cho em. Hàng này các chị mình mua về mình mặc, các chị mình mua về tặng con cho em đều được. Con hút đi hàng đắt kia còn có mấy chiếc kia thôi à? Còn mấy chiếc thì chị lên. Nhiều nhiều thì thôi. Lên hộ em nó sẽ là mã K7 cho em các chị nhá. Để mình một khăn tắm, khăn tắm còn hàng không em? Hết khăn tắm chị nhá. Nhà em hết khăn tắm rồi chị ơi, con bác ca vào đấy không có màu đen bác ơi. Mã này các chị mình sẽ lên em là mã K7. K7 của em là 129.000 đồng cho em là giá kỷ niệm trưa nay cho các chị em mình. Chứ còn hàng này các chị em mình mua cho em là không có. Bình thường cho em là giá là 138 là rẻ rồi các chị em mình rồi. Mình một quần Q1 size S, ok cho chị Yên Hoàng quần Q1 size S. Q1 size S của em là quần tomboy giá là 99.000 đồng cho em các chị nhá. K7 ok cho chị Song Ngư. Lên em sẽ là mã K7 cho em nhá. K7 là áo gió lót lông cho em đang mặc. Giá các chị em mình sẽ là 129.000 đồng cho em. Áo này có màu đen không em? Màu đen nó là mã K1 đúng không? Màu đen là mã K1 chị ơi. Lên em là mã K1129. Còn màu hồng này các chị mình sẽ lên em là mã K7. K7 cho em nhé, 129.000 đồng cho em. Chán thật đấy. Xem like 110 mấy người xem. Với bác bình thường với cái bếp này là quá là ít rồi. Xem like các chị mình chả tương tác tương tiếc gì cả. Chả chấm chả viết thì cũng chả comment gì. Chả biết lên cái gì luôn. Thật. Nhiều lúc con muốn gọi là muốn lên thật nhiều cho các chị em mình thì cũng phải cần sự tương tác của các bác. Chẳng lẽ giờ em cứ lên em lột mã ra xong em lại vứt em qua mã xong chờ các chị em mình comment nó khó lắm. Ôi các chị mình không tương tác em chịu không lên nổi luôn đấy các chị. Lên đấy cho em nó sẽ là mã K7 cho em nhé. K7 cho em. Giá các chị em mình cho em nó sẽ là 129.000 đồng cho em. K7 ok chị Nguyễn Nhung của áo K7 này. K7 ok chị Nguyễn Nhung một cái K7. Chị nào mình lấy K7 mình lên K7 vào đấy cho em. Có mang nốt vào đây chị nào. Hút đi hàng đắt này em còn được mấy cái màu xanh này. K1 ok cho bác Nguyễn Nhung một cái K1. K1 thì sẽ là cùng áo như thế nhưng mà màu đen các chị nhá. Là em hết K1 luôn. Ủa đẹp thế. Con này hàng đắt cho em, cái chất của nó bao đỉnh bao đẹp cho các chị mình luôn cho em. Bên trong một lót lỉ cho em màu xanh độc lạ các chị mình, mũ sẽ là hàng hai lớp. Mã là các chị mình comment hộ em nó sẽ là mã VIP 2. VIP 2 cho em nhé, VIP 2 bán các chị mình cho em giá là 168.000 đồng cho em. Lên em nó sẽ là mã VIP 2 cho em. K7 ok cho bác Nguyễn Hồng một cái K7. Chị nào mình lấy K7 mình lên K7 cho em các chị mình xem like mình. Làm ơn tương tác lên hộ em cái các chị. Ôi dồi ôi, lên like các chị mình không tương tác em sợ thế các chị ơi. K7 4 cái ok chị Như Huyền, K7 4 cái. Ok cho bác Như Huyền 4 cái này. Mã này các chị mình sẽ comment hộ em sẽ là mã VIP 2. VIP 2 cho em các chị nhớ. VIP 2 của em sẽ là 168.000 đồng cho em. Đó là hàng đắt đấy các chị. Hàng đẹp cho em ấy, chuẩn cho các chị em mình, hàng xịn đét luôn các chị mình luôn. Chất mê mẩn luôn đấy các chị. Trời ơi, em còn đúng 4 cái thôi. Giá cho các chị mình sẽ là 168.000 đồng cho em. Nó sẽ là mã VIP 2 cho em. Lên hộ em sẽ là mã VIP 2 cho em các chị nhớ. VIP 2 cho em. Con này là con gì đấy em ơi? Có chị nốt màu kia vào đi em ơi. Màu vàng. Là hết màu rồi đúng không? Lên ướt. Ừ chị lên ướt rồi.
Còn phao giữ nhiệt không em? Áo giữ nhiệt là em không biết được bác ạ. Áo giữ nhiệt còn không các đứa? Mấy đứa? Con này còn 2 chiếc à? Bao tiền? Độc giá luôn. Cái đứa nào mang ra đây? Ui cái con Huyền Anh này, nó như một đứa gọi là không tồn tại. Em này cho em này lên nữa các chị em mình. Em còn sót lại đúng 2 cái. Ôi cổ cao, chất đẹp mê mẩn các chị em mình luôn cho em. Mã là các chị mình comment rồi vào đây cho em, nó sẽ là mã VIP 3. VIP 3 cho em những 148 cái đồng cho em nốt các chị em mình. Còn quần tăm be không không còn chị ơi. Mã là các chị mình sẽ lêu em, nó sẽ là mã VIP 3. VIP 3 em còn sót lại đúng 2 cái cuối cùng cho các chị em mình. 40 cân đến 65 cân em bao vừa, giá 148 cái đồng nốt cho em. Trời ơi hàng len ướt hàng Quảng Châu các chị em mình, chất mê mẩn các bác mình luôn cho em. Lên em nó sẽ là mã VIP 3 nốt quần đó chị nào. Nốt nhanh này. View càng ngày càng tụt rồi chảy yếu các chị em mình xem like tụt gì ấy. VIP 3 cho em nhóc, VIP 3 em giá sẽ là 148.000 đồng cho em. VIP 3 ok chị Trang Nguyễn một cái này. Quần sọc em chỉ còn duy nhất cho các chị mình size S và size XL cho em. Đây các chị nhìn cho em này. Em còn được một cái size S này, size S là từ 38 cân đến 45 cân. Size L các chị mình là từ 50 cân đến 55 cân. 56 cân đến 60 cân các chị mình mặc XL cho em. Mã này các chị mình sẽ lưu em sẽ là mã Q4. Q4 cho em các chị nhóc, Q4 kèm size cho em, giá các chị em mình sẽ là 85.000 đồng cho em một quần. Chuẩn các chị em mình chất mì hàn cho em, các chị mặc cho em thoải mái, không lo không bao giờ lo bị bị tù vải và bị cắn chỉ cho em, đến giờ nó nóc rồi đấy. VIP 3 ok chị Trần Hương một cái hết luôn VIP 3. Mã này các chị mình sẽ lưu em là mã Q4, quần nhà em tất cả toàn bộ được trần tru cho em hết rồi. Lên cho em sẽ là mã Q4 kèm cho em S là từ 38 đến 45. 40 từ 50 cân đến 55 mặc size L, từ 56 cân đến 60 cân mặc hộ em size XL cho em. Giá là 85.000 đồng cho em một quần, được chưa ạ? Sọc nhé em sẽ may đầu gối và dừng lại, không may xuống đến tận gấu quần được các chị nhá. Vì may xuống đến gấu quần cho em nó sẽ bị già và xấu. Lên em nó sẽ là mã Q4 kèm size cho em, 85.000 đồng cho em. Tiếp tục có chị con màu vàng vừa cầm vào này. Q4 kèm size cho em nhé. S là từ 38 đến 45, L là từ 50 đến 55, từ 56 đến 60 là mặc của em size XL cho em, được chưa ạ? Q4 size S ok cho bác Lan Hoàng. Q4 size L ok chị Đỗ Ngọc Anh Thư hết luôn size L, đúng không? Em vẫn còn một cái size L các chị mình nữa cho em là hết hàng các chị nhá. Này em chỉ còn S và còn XL thôi, còn L em chỉ còn duy nhất một cái cuối cùng. Size L ok chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai, hết luôn size L, em chỉ còn S và XL. Tiếp tục cho em gió thô lì lót lông cho các chị mình. Q4 size S ok chị Nguyễn Hồng. Ok chị Nguyễn Hồng một cái size S. Lên em sẽ là mã Q4 kèm size cho em, chỉ còn S và XL thôi. S là 38 đến 45, XL là từ 56 đến 60 cân cho em. Hàng gió thô lì lót lông cho em màu vàng. Màu này là màu em thích nhất đây này. Em để lại một cái màu đen với một cái màu vàng, vì màu vàng này mặc lên cho em nó rất là nổi da, sáng da và bao đẹp. Nó sẽ là mã K8 đúng không? K8 K8 cho em nhé, 128.000 đồng. Em kỷ niệm nốt các chị mình cho em 129. Lên cho em nó sẽ là mã K8 cho em nhé. Q4 size S ok chị Anh Mạnh. Ok chị Anh Mạnh một cái Q4 size S này. Mã là các chị mình sẽ lêu nhanh, của em sẽ là mã K8. K8 cho em, giá các chị mình cho em 129.000 đồng, 40 cân đến tầm 60 cân em bao vừa. Màu này cho em để lại thêm một cái này màu này nữa, vì màu này các chị mình mặc lên cho em rất là sáng da luôn đấy. Nhìn cho em này, đỉnh không? Cho chị xin tí son này, hôm nay chị quên không đánh son hay sao ấy nhỉ? Sao bây giờ ta mới nhận ra điều này này? Sau đít Huyền Anh ấy có rổ son đấy. Q4 size XL ok cho bóc hoa tô. Mã này các chị mình sẽ comment hộ em là mã K8. K8 của em nó sẽ là gió thô lì hàng lót lông, 40 cân cho đến 60 cân em bao vừa, giá là 129.000 đồng, là giá kỷ niệm tri ân trên like các chị mình nhé. Lên comment hộ em là K8 cho em. Lên ướt em ơi. K8 K8 cho em 129.000 đồng cho em, gió thô lì lót lông. K8 4 cái ok chị Như Huyền. K8 một cái ok chị Đỗ Khánh Ngọc. Lên hộ em là mã K8 kèm số lượng cho em nhé, có 129.000 đồng. Bằng các chị em mình mua đúng cho em một con gió thô lót lót lụa cho em luôn. Hàng này của em còn lót, hàng này của em nó còn là hàng lót lông cơ, đấy đến giờ nó lắc rồi thì chết mẹ tao rồi. Tại nó lắc giờ này nhỉ. K8 ok cho bác Hoài Thơ một cái K8. Lên trên là K8 cho em nhé, K8 kèm số lượng cho em. Giá các chị em mình cho em nó sẽ là 129.000 đồng cho em một áo. Từ 40 cân đến 60 cân là các chị em mình mặc thoải mái. Các chị nhìn bên trong cho em này, lót lông toàn bộ, nó ấm vô cùng cho các chị em mình luôn cho em. Tầm này các chị em mình mặc cho con này cho em đi đường cho em thì đúng thật sự là sướng. Vừa ấm vừa đẹp cho em, nó chưa quá đủ độ lạnh các chị em mình mặc tao ngay. Nhưng mà tầm này cho em là mặc gió lót lông với gió lót lụa cho em là ok, hợp lý các chị nhé. Lên là em là mã K8 cho em, 129.000 đồng cho em, là giá kỷ niệm trưa nay cho các chị em mình. Này giá em này, bác ca còn màu gì nữa? Còn len ướt là em còn được duy nhất một cái, các chị em mình xả mấy thôi? Xả mấy thôi? Xả 5 ạ.
Mã này các chị mình sẽ lên nhanh, em là 65. Lên ướt cho em 40 cân đến tầm 65 cân em bao vừa, bao tiền? 145. Giá kỷ niệm các chị mình cho em nó 145 nghìn đồng cho em. Lên hộ em mã này cho em nó sẽ là mã xả 5. Xả 5 cho em là 145 nghìn đồng cho em các chị nhé. 40 cân đến tầm khoảng độ cho em 65 cân trở lại các chị mình mặc cho em thoải mái. Ôi trời ơi, đúng là màu của em. Màu của em này em mặc luôn. Đây các chị nhìn cho em này. Mặc mic về chân váy xong các chị em mình đi bốt vào cho em. Chữ ở trên áo này của em tất cả toàn bộ cho em đó là chữ thêu toàn bộ hết cho em nhá. Len ướt cho em hàng Quảng Châu. Đẹp mê mẩn cho các chị em mình luôn cho em. Dòng này mặc lên cho em nó sang vô cùng luôn ấy, mà nó rất là ấm luôn cho em. Lên của em nó sẽ là mã xả 5. Xả 5 của em nó sẽ là màu đen. Được chưa ạ? Chữ ở trên áo của em tất cả toàn bộ cho em là hình thêu hết. 40 cân đến tầm 65 cân em bao vừa. Đây các chị nhìn cái chất của em này. Xuống nhá. Eo ơi các chị mình mặc cho em những cái dòng này cho em là ấm vô cùng là ấm luôn ấy. Lên đây là mã xả 5 cho em, 145 cho em các chị nhé. Tiếp tục cho chị một con khoác nữa xem nào. Lên của em mã này cho em là mã xả 5 cho em nhé. Xả 5 của em giá sẽ là 145 nghìn đồng cho em. Xả 5 ok cho bác Nguyễn Minh Trang. Xả 5 ok chị Trang Nguyễn. Chị Đỗ Khánh Ngọc ơi, nhắn tin của em đầy đủ số điện thoại cùng địa chỉ ở phần nhắn tin nhé. Vì nhà em không nhận tin nhắn à, không nhận số điện thoại và nhận địa chỉ ở trên line. Lên của em sẽ là mã xả 5 cho em, 145 nghìn đồng cho em qua mã em ơi. Cho chị lốt hai cái quần kia nào. Là lên lớp quần đi. Là các chị mình tương tác lên cùng em, là các chị kể cả 15-20 người xem vẫn like, nhưng miễn sao các chị mình phải tương tác. Ui các chị mình ngồi xem, các chị mình cứ ngồi im này thì em cũng đến thật sự luôn. Nai nổ luôn đấy các chị ạ. Size XL mới size gì đấy? Em thì còn size XL các chị mình thôi, còn baggy không có ai phụ. Em à? Mờ nữa. Hiện tại em còn một cái size M cho các chị em mình là từ tầm khoảng độ cho em là 45 cân cho đến tầm khoảng độ cho em 5 4, từ 45 cân đến tầm 49 cân mặc em size M các chị nhá. Size XL các chị em mình là từ tầm khoảng độ cho em 53 cân đến tầm khoảng độ cho em 57 cân cho em. Được chưa ạ? Giá là 100 nghìn đồng cho em. Mã này các chị mình lên cho em Q mấy thôi? Q5 ạ. Lên đây là Q5 kèm size M và size XL cho em. Từ tầm 53, từ 45 cân đến 49 cân mặc em size M. Từ tầm 53 cân đến 57 cân mặc em size XL cho em. Giá của em mình sẽ là 100 nghìn đồng cho em một quần. Quần baggy cho em các chị nhá, mình mặc sơ vi cho em. Lên mã này của em nó sẽ là mã Q5. Kèm của em là M hoặc XL cho em. Con này chị nào mình mà công sở thì không bao giờ bỏ qua mã này cho em. Được chưa ạ? Mình sơ vi cho em với các mã sơ mi này. Hoặc các chị em mình sơ vi cho em với các cái mã áo kiểu cho em siêu siêu đẹp cạp cao cho em. Mê mẩn các chị em mình luôn cho em. Lên em là mã Q5. Q5 kèm size cho các chị nhóc M và XL cho em, giá là 100 nghìn đồng cho em một quần. Hiện tại em chỉ còn M và XL thôi. M là 45 cho đến tầm 49. XL các chị mình là từ 53 cân đến tầm 57 cân cho em là mặc vừa cho em. Lên em nó sẽ là mã Q5 100 nghìn đồng cho em một quần. Cho chị con bác ca đằng sau là vứt lém đấy chị. Con này em còn được 4 cái cho các chị mình. Bác ca hàng 220 đấy, màu này cho các chị mình. Ôi màu đẹp dã man luôn. Còn được có vài cái các chị mình thôi, hàng này cho em gọi là hàng hot đấy. Vì rằng là người ta bán các chị mình toàn bộ cho em là 350 mới cho hơn 400 một cái thôi. Em bán các chị mình cho em gọi là giá quá là bèo và rẻ. Nhớ là mình tương tác lên cho em, chả thấy các bà tương tác gì cả. Cứ ngồi nói chuyện bằng mình thôi, em nghĩ chán các chị quá. Thật lòng rất là buồn với các chị em mình. Xả 5 ok, chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai một cái xả 5 áo chị đang mặc đúng không? Rồi tiếp tục cho em này, vip mấy về này? V4 ạ. Bác ca cho em. Mã này các chị mình sẽ lên nhanh, đây là mã VIP 4. VIP 4 cho em các chị nhá. Bên trong của em tất cả toàn bộ cho em là nót lông hết cho em này. Ôi hàng này đẹp dã ma, các chị em mình có đẹp che khóa cho em luôn. VIP 4 cho em nhá, giá là 220 nghìn đồng. Đây các chị nhìn bên trong này. Sướng không? Mê mẩn cho các chị em mình luôn cho em. Bao giá bao chất cho các chị em mình toàn quốc luôn. Lên của em nó sẽ là mã VIP 4. 220 nghìn đồng cho em một áo, 40 cân đến 60 cân bao vừa. Mặc đến đâu các chị em mình sẽ kéo dây cho em tạo điểm nhấn eo đến đấy. Mũ lông cho em đây các chị nhìn này. Đỉnh không ạ? Lên của em mã này cho em nó sẽ là mã VIP 4.
bát ca cho em nhé, 220.000 đồng cho em. Không có nhiều đâu các chị, màu này cho em gọi là quá sang xịn mịn cho các chị em mình rồi. Size M có một cái thôi đúng không em? Vâng. Size M một cái ok, chị Hương toán hết luôn size M. Q4 size XL ok cho bác Như Huyền, Q4 size XL. À Q5 chứ đúng không? Q5 cơ chị Như Huyền ơi. Q5 chị nhé, không phải là Q4 đâu. Rồi em sửa chị thành Q5 rồi này. Lên cho em nhé, em hết mất size M rồi chị ơi. Hết mất size M rồi chị nhé, chỉ còn size XL thôi. Q5 5 cân nặng 50 cân không còn size chị ơi. Mã này các chị mình sẽ lưu em là mã VIP 4. VIP 4 cho em giá sẽ là 220.000 đồng. Hàng chuẩn xịn cho các chị em mình, hàng loại 1 đằng sau của em nó còn có một lớp cho các chị em mình như này nữa. Chứ nó không phải là thông tua một cái lưng không cho các chị em mình đâu. Được chưa ạ? Bao xịn, bao đẹp các chị em mình. Mình mặc đến đâu mình sẽ kéo dây chít eo cho em đến đấy để tạo nên điểm nhấn eo cho em. Lên đây sẽ là mã VIP 4. Cho bác cho riêng mình một lối đi một mã VIP 4. Cho chị Trang Nguyễn VIP 4. Cho chị Ly Vũ VIP 4. VIP 4 của em là 200. Hết đâu? Em còn một cái cuối cùng trên tay em nữa là hết cho em nhé. 220.000 đồng cho em. Từ 50 cân tới tầm 60 cân, từ 40 cân đến 60 cân em ba các chị em mình mặc vừa. Mũ lông này là các chị em mình có tháo rời ra cho em được nhá. Đây các chị nhìn cho em này. Đẹp chưa ạ? Chứ không phải là cái lông bên bếp đâu nhá. Chuẩn bao hàng loại 1 nó phải như này các chị. Chứ không phải là lông là các chị em mình về mặc nó cứ bếp dính vào cho em đâu các chị nhá. VIP 4 ok chị Trần Hường. Hết luôn VIP 4. Đừng trả lời chị câu hay sao ý. Mà hãy trả lời chị rằng là một là lắc, hai là không, đúng không? Em hết VIP 4 nữa các chị ơi, không còn một cái VIP 4 nào đâu các chị. Em hết VIP 4 rồi các chị ơi, đây con này em còn được mấy cái này, trả lốt cho các chị mình luôn chị. Hết VIP 4 các bác nhé, cho chị cho riêng mình lối đi có VIP 4 rồi chị. Em này em còn được có vài cái, hàng này của em nó là hàng gió mắc mít, hàng không thấm nước cho em đây các chị. Ôi chị không được, chị được rồi bác ơi. Bác cho riêng mình lối đi được VIP 4 rồi chị ơi. Chị được rồi nhá. Tiếp cho em này. Em này của em nó là gió hàng không thấm nước, 40 cân từ tầm khoảng độ cho em 50 cân cho đến tầm 63 cân trở lại là thoải mái. Từ 50 cân đến 63 cân trở lại cho em các chị nhá. Mã này các chị mình comment vào đây cho em, cho vào mã xả đi. Xả 6. Xả 6 cho em nhá, hàng 98.000 đồng em thanh thì nốt các chị mình luôn cho em 86.000 nốt cho em cho gọn hàng. Còn được mấy cái thùng không? Hết sạch luôn cho em, còn đúng mấy cái cuối cùng. Giá các chị em mình luôn cho em là 86.000 đồng cho em. Nó sẽ là mã xả 6. Từ 50 cân đến tầm khoảng độ cho em 63 cân em bao vừa. Nó là hàng gió mắc mít cho em này. Hàng này của em hàng không thấm nước. Các chị em mình đi trời mưa nhỏ cho em là không hề bị ướt áo bên trong cho em các chị nhóc. Mặc cho em cực kỳ là sướng luôn cho em. Lên em mã này cho em nó sẽ là mã xả 6. Xả 6 của em nó sẽ là hàng gió hàng mắc mít cho em. Hàng gió này chất là... Hàng gió này chất này rẻ đẹp. Em cảm ơn chị nhé. Lên em sẽ là mã xả 6. Chỉ còn size từ 50 cân đến 63 cân trở lại là mặc cho em thoải mái cho em thôi. Được chưa ạ? Lên cho em nó sẽ là mã xả 6. Quần kia phân size chị lên luôn cho. Cứ phân size đi. Xả 6 cho em các chị nhé. 980.000 đồng cho em. Em bán các chị em mình thanh lý lốt 96. À 86. Nhớ rồi mà chả qua người ta đang bị nói lắp thôi. Em bị đập phai, em sợ lắm. Sao mà sợ? Sợ cái gì? Nhớ là mình xem like, mình tương tác lên xem nào. Quần ở những size gì đấy? Rồi em lên tiếp các chị em mình mã quần nữa cho em nhé. Xả 6 ok cho bác Duyên Nguyễn. Các chị em mình xem like, mình tương tác lên cho em xem nào. Nói hoài câu đấy chẳng thấy ai tương tác thì cả. Buồn hết cả người. Thất vọng quá. Cũng thế đúng không? Ủa ôi, mày thế mà kêu hết rồi. Em nói chắc chắn hết rồi. Lươn văn lẹo, kẹo văn xèo. Kẹo ơi, quần đẹp cho các chị em mình dã man luôn. Chất của nó quá là đỉnh cho các chị em mình. Rồi chị nào mình lấy xả 6 lên, xả 6 cho em là được một người chốt xả 6 này. Lại bắt đầu duyên lộc với số 1 rồi đây. Chết thật. Mê mẩn cho các chị em mình luôn cho em quần Betty. Mặc sơ vin cho em cũng thật sự con này là hết ý luôn. Cạp cao miên man các chị em mình cho em các chị nhá. Bao giá bao chất các chị em mình đủ size. Size S các chị em mình là từ 38 cân đến tầm bổ độ cho em 45 cân. 46 cân đến tầm 49 cân mặc cho em size M. 50 cân cho đến tầm bổ độ cho em 53 cân mặc cho em size L. 54 cân đến 58 cân mặc size L cho em. À size XL cho em. Giá các chị em mình cho em sẽ là giá là 105.000 đồng cho em một quần. Mã này các chị mình sẽ lên comment vào đây cho em, nó sẽ là mã Q5 đúng không? Q6 ạ. Q6 kèm size cho em. 105 cho em các chị nhá. Lên mã này cho em nó sẽ là mã Q6 105 cho em. Eo ơi, chất đẹp dã man các chị mình luôn cho em.
Ui nó đẹp dã man đó các chị, nhìn cho em cạp này. Cạp cao các chị nhá, cạp cao miên man cho em, cho các chị em mình luôn cho em. Được chưa ạ? Mã này các chị mình sẽ lên hộ em, nó sẽ là mã Q6 kèm size S, là từ 40 cân đến tầm khoảng độ cho em 40 từ 40 cân đến tầm khoảng độ cho em 46 cân à 45 cân. 46 cân cho đến tầm, em sẽ nói nhất, từ 40 cân đến tầm 44 cân là mặc hộ em size S. Từ 45 cân đến 49 cân là mặc em size M. 50 cân đến 53 cân là mặc em size L. Và từ 54 cân đến 58 cân là mặc hộ em size XL giúp em. Được chưa? Em xin lỗi, em tư vấn nhầm thành pha của legging. Lên mã này của em nó sẽ là mã Q6 kèm size cho em 105.000 đồng cho em. Eo ơi đẹp dã man các chị mình luôn cho em. Quần này các chị mình mặc với sơ mi này, và các chị mình mặc cho em với các cái quần áo zip kiểu các chị mình sơ vi nên cho em gì hết ý luôn. Hàng này của em có mắc ca không em? Có, em đang lên mắc ca đây. Mắc ca em vẫn đang lên mà đúng không? Em vừa lên em chuẩn bị lên thêm một màu đấy. Lên trên nó sẽ là mã Q6 kèm cho em nhớ, SMLXL cho em nhớ, 105.000 đồng cho em một quần. Tôi chết rồi, ta dở quần này lên là được một cái này thì tối nay bác Giang giết tao luôn. Em mà lên giờ em dám bỏ mã quần này lên mà lên được một chiếc thì đúng là chị Giang bay chém bay đầu em luôn chứ không phải là đùa. Lên trên nó sẽ là mã Q6. Q6 lên trên cho chị Giang bác ca là phải chết rồi. Gấp ngay quần này cất đi nhanh nhanh khẩn trương. Không thì bác Giang bắt bắt tao ra là 10 mảnh. Nào các chị mình để em. Hả? Nó là Q6 chị ơi, không phải là Q5. Q6 chị nhá. Các chị mình chốt Q6 cho em không thì chết bác Giang bắt băm em chết luôn. Q6 size L chị Nguyễn Hoa, Q6 size M chị Duyên Nguyễn, Q6 đủ size kê cho bác Như Huyền. Ok chị Như Huyền này, nó có size S, size M, size L, size XL cho em nhá. Giá là 105.000 đồng cho em. Lên của em nó sẽ là mã Q6 cho em. Quần này đẹp lắm các chị ạ. Quần cạp cao min man luôn. Em thích cho các cái mã quần này lắm. Q6 size L, ok chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Ok chị này, Q6 này, Q6 size S cộng Q1 size S, ok cho bác Thu Hoàng. Ok chị Thu Hoàng này. Tiếp tục ở đây cho em bác ca, lên của em là Q6 cho em. Q6 size XL, ok chị Cam Thành. Ok chị Cam Thành, em mà lên được một cái đúng không? Thật sự luôn, vì quần mới chưa lần nào dở ra em đã cho lên ngay rồi. Áo gì mà muốn, áo gì mà giá 420 đồ em. Chị lấy cả Q5 mà. Q5 thì nó chỉ có, Q5 chỉ có rồi chị ơi. Nhá. Đây chỉ có Q5 rồi. Q5 chỉ có size XL đấy chị. Q5 em còn size M đấy, chị lấy lốt hộ em size M đấy thì lấy. Q6 size L, ok chị Luyến Đoàn Thị. Ok size L chị Nguyễn Luyến Đoàn Thị này. Q5 em chỉ còn size M đúng không em? Hay là size Q5 còn một cái XL đấy. Có 2 XL một cái M. À thế thì em còn một cái XL nữa thôi chị ơi. Q5 em chỉ còn có một cái XL, chị có lấy lốt lại hộ em lấy thì lấy luôn thôi. Tiếp tục cho em này, ui màu này đẹp không? Mê cho các chị em mình luôn cho em. Siêu phẩm là đây, chứ còn màu này cho em đúng là độc lạ, mặc cho em không đụng hàng với ai luôn. Được chưa ạ? Đen đỏ, đen kem hoặc là vàng, các chị em mình có thể là ai cũng có, nhưng riêng các màu này cho em là ít này. Bên trong của em tất cả toàn bộ cho em là lót lông cho em. 40 cân đến 60 cân em bao các chị em mình mặc thoải mái biết mấy em ơi. Mũ lông này các chị em mình có thể tháo rời ra cho em khi mình không có nhu cầu sử dụng đến cho em. Mã này các chị mình sẽ lên comment, em sẽ là mã VIP 5. VIP 5 cho em nhé. Giá các chị em mình sẽ là 220.000 đồng cho em. Q5 em chỉ còn có một cái XL thôi, không có một cái size M nữa chị ạ. Nó chỉ có một cái M và hai cái XL thì chị đã được một cái XL rồi, còn một chị khác chốt M rồi, giờ còn có một cái L, một cái XL nữa thôi. Lên lúc ở đây trên là Q5 thêm XL hộ em mới thôi chị. Lên hộ em mã này trên nó sẽ là mã VIP 5. VIP 5 trên giá sẽ là 220.000 đồng trên. 40 cân đến tầm 60 cân em bao vừa bắt ca các chị nhóc, mình mặc đến đâu mình sẽ rút eo cho em đến đấy. Các chị em mình mặc đến đâu mình sẽ rút eo cho em đến đấy các chị nhóc, màu đẹp nhỏ. Mê các chị em mình luôn cho em, màu này cho em đúng là không đụng hàng với ai luôn ấy. Đây các chị nhìn cho em, mình mặc đến đâu mình sẽ giúp cho em đến đấy, đằng sau cho em chuẩn hàng loại một cho em này. Chuẩn hàng loại một cho em đây các chị nhất, sẽ có thêm một lớp này các chị em mình nữa luôn cho em. Lên đây sẽ là mã VIP 5. Q5 thêm, Q5 là thêm XL chị ơi. Ok bác Như Huyền, em cảm ơn chị Như Huyền nhá. Hết luôn cho em Q5 nhá, không có còn Q5 nữa. Ui dồi, ai nghe thế này. VIP 5 cho em các bác ơi. Q6 và Q1 size S, ok chị Trần Phương Ngân, Q6 và Q1 size S này. VIP 5 ok cho bác Thúy Nguyễn một áo, VIP 5 cho chị Ngô Thu Hiền một áo, VIP 5 cho chị Thư Va một áo, VIP 5 ok cho bác Duyên Còi một áo, VIP 5 cho em các chị nhớ, VIP 5 ok cho bác Cho Dương Mình Lối Đi một áo. Lên cho em là mã VIP 5 cho em, giá các chị em mình sẽ là 220.000 đồng. Bác ca cho em, màu cho các chị em mình gọi là đỉnh của đỉnh luôn cho em, độc lạ không đụng hàng với ai. Chữ trên kẹp này, chữ ở trên lẹp áo cho em là chữ theo cho em các chị nhớ, yên tâm cho em, không phải chữ in, không phải chữ dán. Lên cho em sẽ là mã VIP 5, còn mấy VIP 5 nữa? 4 cái cuối cùng hết sạch luôn cho em, được chưa ạ? Nhất là chị nào mình bán hàng mình ôm con này về mà bán cho em, không có hàng đâu các chị, không có hàng mà nhập con này các chị nhớ, bên trong cho em này
lót lông toàn bộ cho em, nó dày và nó ấm vô cùng cho các chị em mình luôn cho em. Lông nó không hề bị bết các chị nhá, không hề bị bết dính lông cho em. Lên đây sẽ là VIP 5. VIP 5 ok cho chị Phương Mùi một áo này, cho chị Nguyễn Hảo một áo VIP 5 này, rồi còn hai cái cuối cùng nữa cho em là hết hàng. Hai cái cuối cùng nữa cho em các chị nhá, là hết luôn cho em. VIP 5 cho em, ô chất của nó đỉnh dã man các chị em mình luôn cho em. Hàng có cả lẹt treo khóa đầy đủ cho em các chị nhá, bao chất bao giá các chị em mình luôn cho em. Còn hai cái cuối cùng các chị nó cái một kem này. Nhìn xem còn mấy vạn con áo. Đã dặn như thế rồi. Thêm một áo VIP 5 ok cho bác cho riêng mình nối đi này. Không có măng tô bác nhớ nhé, không có măng tô đâu chị ơi. Rồi chị làm mình chưa được. Chúng mày như thế rồi là quần cowboy để lại rồi. Từ lúc treo lên đã nhắc rồi. Đến đây có bao nhiêu vạn cái áo. Rồi tiếp tục ở đây cho em màu kem ấy, chỉ có duy nhất một cái là mã VIP 6. VIP 6 cho em nhớ 220.000. Không thể để mặc kem áo len đi bán nguyên quần thôi rồi, còn áo len chúng phải để mặc dần. Màu kem hết rồi đúng không? Em chỉ còn đúng một cái màu kem nữa các chị nhá. Một cái màu kem duy nhất cho em, giá các chị mình sẽ là 220.000 đồng. 220 cho em các chị nhá, còn duy nhất một cái cho em. Đây các chị nhìn cho em này. Mũ lông cho em đây các chị. Bao giá bao chất các chị mình luôn cho em. VIP 6 chị Nguyễn Hảo có VIP 6 rồi chị ơi. VIP 6 chị Ngô Tu Hiền có VIP 6 rồi. Em chỉ còn VIP 6 một cái. À VIP 6 là cái mã này đúng không? Ô chị xin lỗi nhá, VIP 6 ok chị Nguyễn Hảo này, hết luôn cho em VIP 6. Hết luôn cho em VIP 6. Hết rồi chị lướt lại mã VIP kia nè. Còn màu hồng ấy là VIP mấy? Hai em ơi kiểm tra mã VIP luôn. Đây em còn có màu này, em còn sót lại được đúng hai cái cuối cùng nữa các chị mình thôi là hết hàng này, không có còn mắc ca nữa các chị nhá. Còn đúng hai cái cuối cùng luôn cho em. Bắt đầu. Mã này các chị mình comment đây là mã VIP 1. VIP 1 cho em các tình yêu nhá. Hôm nay bác đang khó tính, không có vấn đề gì hết. Em kệ. Mã này các chị mình sẽ leo lên sẽ là mã VIP 1. VIP 1 cho em nhá, giá các chị mình sẽ là 220. Hôm nay bác đang khó tính kệ bác. Em này sẽ leo em là VIP 1 cho em. Được chưa? Em còn đúng hai cái cuối cùng cho là hết sạch. Bên kia còn những màu gì của con này nữa nào em? Em kho còn những màu gì? Hết sạch rồi đi gì? Hết sạch các chị nhá, còn được đúng hai cái cuối cùng cho em VIP 6, không còn một cái nào luôn cho em. Em còn được đúng hai cái mã VIP 1. Đây các chị nhìn mũ lông cho em này. Hàng em chuẩn bao hàng loại 1 cho em nhá. Cái lông của nó rất là tơi và đẹp cho em mà nó không bao giờ lo bị bết. Được chưa ạ? Đây các chị nhìn cho em. Bên trong tất cả sẽ là lót lông toàn bộ. Lên em nó sẽ là mã VIP 1. VIP 1 cho em nhá, em còn được đúng hai cái thôi. Giá các chị mình sẽ là 220.000 đồng cho em qua mã. VIP 1 ok chị Dung Hà, Thị Dung một cái này. Em còn một cái cuối cùng. Em còn một cái cuối cùng nữa cho em là hết các chị nhá. Nó hết rồi có còn nữa đâu, hết sạch con đấy, không còn một con nào luôn ấy. Con này làm rẻ đúng không? Còn một cái VIP 1 nữa cho em. Con này vừa đấy chị nào mình chưa được mình sẽ lên nhanh thôi. Em là 85 hồng cho em này, em còn sót lại được 3 cái này. Các bạn ấy vừa ôm ở kho bên kia về xong cho em. 40 cân đến tầm 65 cân em bao vừa dán cho em mình sẽ là 85.000 đồng. Nó là lỉ hút đi cho em, bên trong toàn bộ trên là lót lỉ. Mũ của em sẽ là mũ hàng 2 lớp cho em các chị nhá. Lên comment hộ em sẽ là 85 hồng. Và mình sẽ hoan hỉ, mình sẽ không chọn chữ trên áo cho em. Cái chữ in ở trên áo nó sẽ là khác nhau, các chị mình sẽ hoan hỉ cho em các chị nhá. Lên em nó sẽ là mã 85 hồng. Em còn đúng 3 cái sót lại cuối cùng cho các chị em mình là hết sạch luôn cho em. Cho chị một con áo hàng zip nên chị tặng kỷ niệm giữ like này. 85 hồng cho em, VIP 6 em hết rồi, còn có một cái VIP 1 thôi là hết hàng rồi các chị nhá. Không có còn VIP 6 nữa các chị ơi. VIP 5 còn không? VIP 5 mình nghĩ là còn một cái thì phải. Chị đọc chị đấy dự bị đi. Dự bị đi. Chốt đâu mà dự bị. Chị đọc chị dự bị đi. Đưa một con áo giết cho chị tặng nào mấy cái đứa này. Nào tất cả ôm hết quần bò, lẻ size, quần legging như kìa hay quần gì trong góc thì kìa ôm hết ra đây. Lộc mấy rồi Huyền Anh ơi? Con này em còn ít này. Mã này các chị mình comment nhanh, em là lộc 5 cho em.
từ 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Áo zip cho em nhé, khoét cổ cho em một tí xíu, khoét ở ngực cho em nhỏ, không có lo bị hở cho em. Áo em sẽ là áo tay lỡ, 40 cân đến 60 cân em bao vừa, giá kỷ niệm các chị em mình luôn cho em. Giá bao các bác trình cho em sẽ là 45.000 đồng cho em. Lên comment em sẽ là 85 hồng ok cho bác Ngô Thu Hiền. Ok chị này, 85 hồng ok cho chị nước mắt hóa đá. Ok em cảm ơn hai chị nhá. Em còn một cái 85 hồng đó chị, là mình bếch lốt rồi em đi cho nó gọn đấy các chị, cho đỡ bị lẻ loi. Em này em còn một em mã này các chị mình sẽ lưu em là mã lộc lăm. Lộc lăm cho em là áo zip 40 cân đến 60 cân em bao các chị mình mặc cho em thoải mái. Giá kỷ niệm các chị mình là 45.000 đồng cho em một áo. Lên em sẽ là lộc lăm kèm số lượng cho em. Chất zip em bao các chị mình mặc cho em quanh năm ngày tháng, không bao giờ biết bai xù cho em. Nó sẽ có một đường khoét nhỏ nhưng yên tâm cho em, không bao giờ lo bị hở ngực cho em các chị nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi à. Lên là em mã này cho em, nó sẽ là mã lộc lăm. Lộc lăm cho em các chị. Lộc lăm cho em các chị nhá. Bao tiền ạ? 45.000 đồng một cái. Các chị lên cho em lộc lăm cho em, cho bác Thùy Linh một cái, cho chị Thu Hòa một cái, cho chị Anh Mạnh một cái lộc lăm. Lên rồi em sẽ là lộc lăm 45.000 đồng. Nào các chị mình lên comment đi cho các chị cho nó vui nào. Đang bị buồn đây. Một cái của chúng mày. Một cái 4L nó như nào? Một cái 4L. Đấy mày nói rõ ràng dành ngành những con Nguyễn Anh ấy. Em nói một cái 4L cơ mà. Lên cho em này, ok cho bác Nguyễn Hảo một cái lộc lăm này. Lộc lăm cho em giá là 45.000 đồng cho em các chị nhớ. Tiếp tục cho em quần này của em, nó là quần bò giấy. Size cho các chị mình là size S là từ 40 cân đến tầm cổ độ cho em 45 cân cho em. Size L các chị mình là từ 50 cân đến tầm cổ độ cho em 55 cân. Mã này các chị mình sẽ lên comment quy mấy Huyền anh? Q7 3 tiền đấy Huyền anh. Giá là 110.000 đồng cho em nhé. Lên em sẽ là mã Q7 kèm một em size S và size L cho em. S là từ 40 cân đến tầm cổ độ cho em 45 cân, 50 cân đến tầm cổ độ cho em 55 cân, mặc của em size L cho em nhé. Mã này các chị mình sẽ lên comment, em sẽ là mã Q7 kèm size cho em. Đây các chị nhìn chất cho em này, co giãn cho em thoải mái. Cặp của em nó sẽ là cặp hai cúc cho em, cặp cao hai nhé. Size S và size L chỉ còn duy nhất hai size các chị mình thôi. Được chưa ạ? 110.000 đồng cho em. Lên comment em sẽ là mã Q7 kèm cho em này. Q7 phải kèm size chị ơi, size S và size L. Chất của nó em bao các chị em mình cho em co giãn thoải mái mà mặc lên form cho em cực kỳ là đẹp cho các chị mình luôn cho em. Đây các chị nhìn chất cho em này. Ui co giãn của nó sướng dã man luôn cho em. Q7 cho em nhá. Size L là từ 50 đến 55 và size S là từ 40 đến 45 cân cho em. Size L ok chị Đỗ Ngọc Anh Thư, lên xem là mã Q7 cho em. 110.000 đồng cho em một quần. 110.000 đồng cho em nhá. Em chỉ còn L và còn S thôi, hàng này của em nó còn lẻ lẻ lại, nó không còn đủ size nữa các chị. Phải Q1 là cái gì? Q1 là quần Q1 nhé, em hết hàng rồi chị ơi. Q7 size S size L ok cho chị Liên Ngọc. Ok này, size L ok chị Thúy Hằng. Hết luôn size S các chị nhá. Còn một cái size L cuối cùng ở trên là hết. Chất bò cho em, hàng này gọi là bao đỉnh cho các chị em mình luôn cho em. Còn đúng một cái size L là tiếp tục còn bò lẻ size lẻ số đây em ơi. Size L. Em này cho em còn một gì? Đủ size cho em SML, chị nào mình ôm luôn đủ gì cho em con này, nào em thanh lý luôn này các chị. Được chưa ạ? Q8. Bò cạp cao cho em. 2 Q. Được chưa ạ? Phối rách nhẹ nhàng, màu bò cho em siêu đẹp luôn cho em. Size L ok cho chị Thư Phan, Q7 hết luôn cho em Q7. 40 cân đến tầm khoảng độ từ quên có đủ size các chị nhá. 40 đến tầm khoảng độ cho em 46 mặc của em size S, 47 đến tầm khoảng độ cho em 53 mặc M, 54 đến tầm khoảng độ cho em 58 mặc size L cho em. Mã này các chị mình sẽ lên em là mã Q8, kỷ niệm nó các chị mình mua cho em, giá các chị mình sẽ là 120.000 đồng một quần. Hết luôn cho em, còn đúng một gì, mỗi size còn được đúng một cái. Còn một gì cuối cùng cho các chị mình, nhớ là quần bò cạp cao các chị nhá. Cao miên man các chị mình luôn cho em nhé, không bán quần bò cạp thấp các chị mình yên tâm. Lên em sẽ là mã Q8. Q8 cho em nhá, Q7 size S hết rồi các chị ơi. Q7 em không còn nữa rồi các chị. Lên cho em là Q8 kèm size S, M, L cho em. S là 40 cân đến 46, 47 đến 53 mặc M, 54 đến 58 cân các chị mình mặc giúp em size L cho em. Lên cho em nó sẽ là mã Q8 kèm size cho em. 120.000 đồng cho em một quần. Tiếp tục là em ơi. Em lấy Q7 size S, em bấm nhầm Q1. Em hết Q7 rồi chị ơi. Nhớ em hết mất rồi, bác thông cảm giúp em với. Lên trên là Q8. Q8 size M ok cho chị Hân Ngố. Q8 size L ok chị Trang Nguyễn. Q8 size S ok chị Hoàng Minh. Hết luôn Q8. Thế là 2L à? Thế là em còn một cái size L nữa các chị nhá. Q8 em còn một cái size L nữa cho em. Q8 em hết size M các chị, còn chỉ còn size L thôi. Còn sót một cái size L nữa cho em là hết hàng. Q8 size L ok chị Thúy Nguyễn. Hết luôn Q8.
Tiếp tục cho em quần legging. Đủ sai số. XL ạ. Q9 cho em các chị nhá. Q9 của em sẽ là quần legging, còn mình không chọn mặt cạp cho em. Size S là 40 cân đến 45 cân. XL cho các chị em mình là từ 55 cân đến 60 cân cho em. Mã là Lê Hội là mã Q9. Giá các chị em mình. Quên giá rồi. 85.000 đồng nốt cho em. 85.000 đồng cho em nhá. Lê Hội nó sẽ là mã Q9. Chị Anh Mạnh không có Q8 chị ơi. Chị Anh Mạnh không được Q8 chị nhá. Được chưa ạ? Mã là các chị mình sẽ lên em là mã Q9 kèm S và kèm XL cho em. S là 40 cân đến 45 cân, 55 đến 60 cân mặc em size XL, giá là 85.000 đồng nốt cho em. Lên em là mã Q9. Q9 kèm size cho em các chị nhá. Q9 quen là quần legging. Hàng này em đang lên hàng lẻ size, các chị em mình thông cảm cho em nhá, vì nó còn ít, em cố gắng lên cho các chị em mình để các bác mình những chị nào mà mình thích mình lên comment cho em, được chưa ạ? Nó sẽ là mã Q9 là quần legging. Mình không chọn mặc cà cho em, chuẩn các chị em mình chất mì hàng cho em và tất cả là hàng mắc lâu cho em nhá. Q9 em chỉ còn S với XL thôi ạ. Q9 size S cho bác Ly Trần. Hả? Chứ không có XL cái gì? Có một cái thế là có cả size L đúng không? Có cả size L các chị nhớ. Từ 50 cân đến tầm 55 cân là mặc của em size L cho em, được chưa ạ? 53 cân mà 53 cân không mặc được size S. Size S là từ 40 cân đến từ 45 cân thôi nhớ. Từ 50 cân đến tầm 55 cân mặc của em size L. Và từ trên 55 cân đến 60 cân mặc XL cho em. XL ok, chị Giàng Thị Khoa hết luôn XL đúng không? Hết luôn XL. Rồi em chỉ còn Q9 size S và size L các chị mình thôi nhớ. Q9 em chỉ còn S và size L thôi, không còn XL các chị mình nữa đâu. Ú, chị đang cầm là size XL đấy em ơi. Sời ơi cái con này. Ok, cho bác Tiến lò một cái XL này. Là hết luôn cho em XL. Cho mình size M, chị làm gì có size M. Chị Ly Trần, chị có nghe rõ không đấy? Xóa luôn bill của chị đi này. Nhá, em không có size M mà chị Q9 em chỉ còn S và L thôi. S là 40 cân đến 45 cân, 50 cân cho đến tầm 55 cân các chị em mình mặc hộ em size L, trên 55 cân đến 60 cân mặc XL thì hiện tại em đã hết XL rồi. Em chỉ còn S với M thôi các chị nhá. À còn S với L thôi. Tao nói là không có size M cứ đổi sang size M, lấy đâu size M mà đổi. Rồi tiếp là chị quần bò này. Huyền Anh. À thôi từ đi để cho cái Huyền Anh phân size em đi lấy áo đi. Lên một con mã lên rất là mỏng xem một trong góc kia kiểu hàng hóa không còn nào cho lốt đây. Q9 size S ok cho chị Trần Thị My. Còn S không em ơi? Là cái chị kia bỏ ra đấy. Ok còn một cái size S ok cho bác Long Hiếu. Hết luôn cho em size S. Hết luôn cho em size S các chị nhá. Máy sấy tóc còn chị ơi. Máy sấy tóc chị Lêu em là máy sấy cho em. Giá các chị mình sẽ là 89.000 đồng cho em một máy. Đúng không? Đây chị ơi máy sấy tóc đây nhà mình còn bao nhiêu máy sấy tóc có tổng bao nhiêu cái? Ôi mày sấy tóc này thì các chị em mình dùng sướng lắm. Em dùng 3 năm nay rồi còn chưa hỏng với các chị ạ. À. Em chả biết. Bao nhiêu? Em nhà em chỉ còn đúng 30 cái cuối cùng mà các chị em mình là hết. Máy sấy tóc nhà em là loại mạnh, loại to các chị nhá. Đây là các chị nhìn cho em này. 350W cho em. 3500W các chị nhá. Được chưa ạ? À? Gồm cho các chị em mình một máy sấy này và một đầu cho em này là đầu cho các chị em mình để sấy xoăn đấy, sấy tóc xoăn đấy. Máy to cho em. Rồi các chị em mình mua cho em cái máy mili ở ngoài chợ người ta đã bán các chị em mình cho em 120.000 đồng một cái rồi. Không có nói dối luôn, được chưa ạ? Nhà em, máy của nhà em là 3500W cho em, là máy to nhất rồi các chị mình, giá sẽ là 89.000 đồng. Máy các chị mình sẽ lưu em là mạng máy sấy cho em. Riêng mùa đông này các chị em mình không bao giờ có thể thiếu máy sấy được. Vì thứ nhất là nhà các chị em mình có con nhỏ, các chị em mình tắm giặt cho các con xong là đơn giản cho em, kể cả không gội đầu các chị em mình sấy qua người cho các con cho nó ấm. Được chưa ạ? Đừng nói là gội đầu thì em không nói thôi. Còn các chị em mình mùa đông là các bác mình đi làm về tranh thủ cho em kéo khi 3-4 ngày các chị em mình mới gội đầu cho em một lần vì kiểu lạnh lười em thế thôi mà. Mà không có máy sấy thì em nói thật các chị em mình có dám bật quạt đây để hong tóc không? Rét mù da. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai cho em chờ để cho nó tóc khô để mà đi ngủ thì đến đời nào. Đúng không ạ? Mã này các chị mình sẽ lên comment em là máy sấy cho em nhé. Giá các chị mình sẽ là 89.000 đồng cho em một máy. Gồm cho em một máy này và một đầu cho các chị mình để sấy tóc xoăn. Đó. Được chưa ạ? Lên cho em là máy sấy cho em 89.000 đồng cho em. Rẻ bèo các chị mình luôn cho em. Ôi chị mua 350k máy này đấy. Em bảo rồi máy này nghe là máy to nhất nhá, 3500W cho em là máy to nhất rồi đấy các chị, hàng Panasonic cho em các chị. Lên đây nó sẽ là máy sấy cho em. Q9 size L ok cho bác Duyên Nguyễn. Ok chị Duyên Nguyễn này. Lên đây sẽ là mã Q9 nhá, Q9 còn size L không? Q9 còn một cái size L ok chị Ly Trần này, Q9 size L này. Ok bác Ly Trần này. Máy sấy lên đây là máy sấy cho em nhá, giá là 89.000 đồng cho em một máy cho em. Cái này các chị mình mua về mình dùng cho em mùa đông này mà các chị mình bảo tắm xong mà không có máy sấy em nói thật sự luôn. Vội đầu xong mà chờ bật quạt lên mà hong cho cái tóc nó khô chắc chị em chắc chết. Lạnh lắm các chị ơi. Nhớ nó lạnh vô cùng luôn cho em được chưa ạ? Lên em nó sẽ là mã Q9 em hết hàng rồi đúng không? Hết hàng Q9 đúng không em? Em hết Q9 các chị lên em sẽ là máy sấy cho em nhá. Giá là 89.000 đồng cho em. Máy sấy ok cho chị Jun Nguyễn.
máy sấy ok chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai, máy sấy ok chị Hoài Thu Vũ, máy sấy cho em các chị nhé, máy sấy ok chị Nguyễn Minh Trang, máy sấy ok chị Như Huyền, máy sấy ok chị Hoa Tô, máy sấy ok chị Tổng Kho Mạnh Đạt, máy sấy ok chị Đào Anh. Lên trên nó sẽ là máy sấy cho em các chị nhé. Giá các chị mình sẽ là 89.000 đồng cho em một máy cho em được chưa ạ? Máy to cho em 3.500W đây các chị mình yên tâm cho em. Đỉnh cho các chị mình rồi. Máy sấy ok chị Nghiêm Thắm. Máy sấy ok chị Lan Anh. Ok chị Lan Anh một cái máy sấy này. Chị nào mình chưa được máy sấy mình lên máy sấy cho em các chị nhé. Chồng em mua máy này 4 năm rồi, đã 300 rồi đấy. Em có nói dối các chị mình đâu. Máy sấy ok chị Trần Phương. Cái này các chị mình đơn giản nhất là nhà có con nhỏ tắm xong kể cả không có gội đầu cho các bé các chị mình cứ sấy qua người cho con cho ấm người sau đó mình mặc quần áo. Em nói thật chưa, có những lúc mà các chị em mình lạnh quá mình đi tắm cho em nói thật em mặc quần áo là nó lạnh kinh khủng luôn đó các chị. Em toàn phải sấy qua thôi, có những hôm em đi ngủ em còn sấy qua giường em mới ngủ cơ. Em lướt qua một tí máy sấy cho nó ấm ấm cái ga giường ấy xong bắt đầu em mới nằm lên. Nó lạnh như kiểu nó lâu mình cả ngày mình mới về đến cái giường của mình ấy. Nó không có hơi người, nó rất là lạnh, em sấy qua xong em mới lên giường cơ. Chứ em còn chả biết các chị em mình nào, nhưng riêng nhà có con nhỏ tuyệt đối là các chị em mình lên có cho em một cái máy sấy. Không cần nhiều, cần một cái thôi. Thứ nhất là mình sấy cho các con này, thứ hai là các chị em mình đi làm về cho em mùa đông này, các chị em mình có khi là lạnh lạnh này em cũng thế mà lười 3-4 ngày mới gội đầu một lần. Mà các chị em mình bảo rằng là không có máy sấy sấy tóc mà chờ để bật cái quạt lên hong cho em thì chắc là đến chết. Lạnh vô cùng như em luôn mà chờ bao giờ nó khô để mà các chị em mình đi ngủ được. Đa số các chị em mình đi làm toàn còn nhiều không? Các chị mình đi làm toàn 8 tiếng với 12 tiếng một ngày. Một tuần các chị em mình đi làm đến 6-7 buổi rồi. Đa số là toàn gội đầu tranh thủ thôi đúng không ạ? Lên em nó sẽ là máy sấy cho em các chị nhá. Máy sấy ok chị Dương Thu Thủy. Máy sấy ok chị Hân Khang. Rồi chị nào mình chưa được máy sấy mới lên máy sấy cho em. Em còn được 13 cái máy sấy cuối cùng nữa cho em là hết ha. Lên trên là máy sấy cho em nhá. 89.000 đồng cho em một cái đó các chị. Chứ không phải là 189.000 đồng đâu mà có 89.000 đồng thôi. Tiếp tục có chị con len ướt nè. Con này tôi để tạm qua đi. Lết quả mã một quả áo đó. Len ướt cho các chị em mình luôn trên. Ra tiền đấy. 25 à. Nhưng mà chị đang lên bao nhiêu? Nhầm mã chúng mình liệu hồn. Mã này các chị mình sẽ lên nhanh của em. Nó sẽ là mã A1. A1 cho em nó sẽ là len ướt 40 cân này 65 cân. Em bao các chị mình mặc thoải mái. Mình mua về mình mặc hay mua cho các con mặc cho em đều ok cho em. Giá kỷ niệm các chị mình thanh lý cho các bác mình luôn cho em là 125.000 đồng cho em. Em bán con này là 169 các chị nhé. Không có còn nhiều nữa. Em thả lốc các chị mình là 125.000 đồng. Lên comment với trên nó sẽ là mã A1 cho em các chị ơi. A1 của em giá các chị mình sẽ là 125.000 đồng, 40 cân đến 65 cân là em bao các chị mình mặc cho em đẹp như trong tranh luôn cho em. Được chưa ạ? Còn chị nào mình lấy máy sấy mình sẽ lên hộ em là máy sấy, em còn có 13 cái nữa các chị mình là hết hàng rồi. Giá các chị mình sẽ là 89.000 đồng cho em một máy. Máy sấy ok chị Trần Vương Ngân. Mã này các chị mình sẽ lên hộ em là mã A1. A1 cho em nó chính là áo len ướt hàng Quảng Châu, 40 cân đến tận 65 cân các chị mình đang mặc cho em thoải mái cơ, mua về mình mặc hay mua về cho các con mặc cho em. Giá là 125.000 đồng cho em là giá thanh lý. Thì con em bán là 169.000 thôi. Lên tiếp đây cho em là nó sẽ là mã A1 chị con này, này. A1 cho em nhé. Còn A2 này em kỷ niệm các chị em mình luôn cho em là 118.000 đồng. Vì nó còn có 2 chiếc thôi. Lên cho em là A2 cho em. A1 ok chị Nguyễn Hảo. A1 em là 125, còn A2 các chị mình sẽ lên nhanh cho em A2 cho em 118.000 đồng. 40 cân đến 60 cân em bao các chị mình mặc, 40 cân đến 65 cân em bao vừa. Mua về mình mặc hay các chị mình mua cho các con mặc cho em đều được hết cho em đẹp nhờ. Cổ cao cho em các chị nhá. Dày vô cùng cho các chị em mình luôn cho em. Hàng này hàng Quảng Châu các chị em mình. 118.000 đồng em còn được có 2 cái. Em lên quần lót đỉnh 59 chưa? Quần đấy em lên rồi chị ơi nhá. Em lên mã đấy rồi đấy chị ạ. Lên mã này của em nó sẽ là mã A2. Cho chị lướt lại cái con quần đằng sau em đi, con màu xám ấy. Chỉ còn màu xám tức màu đen hết rồi. Kiểm tra mã 59 nó sẽ là mã bao nhiêu. A2 cho em chỉ còn có 2 cái các chị nhé. Giá các chị mình sẽ là 118.000 đồng cho em. A2 ok cho bác Lý Giới một cái. Lên em nó sẽ là mã A2. Còn có đúng 2 cái kỷ niệm lốt các chị mình 118.000 đồng. Đây quần lót lỉ đây chị nào. Chị nào mà đầu like mình chưa có được mình comment nhanh hộ em nó sẽ là mã Q2 đúng không? Ô, con nhầm không? Con này phải là con Q3 chứ Q2 là màu đen chứ. Ô, thế cái chạy lên mà nhìn lại đi hộ chị nào. Q1 là quần tomboy màu đen lên trước thì phải là mã Q2 ấy. Con này phải là Q3. Quần chip nhà em hết hàng rồi bác ơi. Không còn một cái quần chip nào luôn ấy các chị ạ. Hết sạch sành xanh luôn cho em không có còn. Con này còn được 2 cái đấy. Con này em còn được 2 cái. Đúng rồi, con này là con Q3 mà em nhớ là Q3 làm sao có thể là Q2 được. Thuốc ngứa hết mất tuổi chị ơi.
Mã này các chị mình comment vào đây cho em xả lốt các chị Bình Thanh lý luôn 89.000 đồng kèm chẹ, không kèm màu đâu. Comment cho em là xả 89 cho em còn được 2 cái, một đen một đỏ. Còn được 2 cái các chị mình lên nhanh, đây là mã xả 89 cho em. Nó là mã Q3 em ạ. Mã này các chị mình lên comment vào đây trên nó sẽ là mã xả 89 cho em, không kèm màu nhá. Em còn được sót lại đúng 2 cái cuối cùng cho các chị mình. Được chưa ạ? Lên ở đây trên nó sẽ là mã xả 89, còn một đen một đỏ các chị mình làm ngay một đôi về mà mặc. Thật đấy, vì rằng là nó quá là rẻ, còn có một đen một đỏ. Quần này các chị mình sẽ lên là mã Q3 trên. Q3 của em sẽ là từ 38 cân đến tầm khoảng độ cho em 57 cân trở lại là mặc đẹp nhất trên. Đây các chị nhìn cho em này. Được chưa ạ? Bên trong của em toàn bộ sẽ là lót lỉ hết cho em các chị này. Bo gấu cho em đây. Được chưa ạ? Lên hộ em mã này cho em, nó sẽ là mã Q3, giá sẽ là 59.000 đồng cho em. 59.000 đồng cho em nhé. Đẹp mê mẩn, mặc ở nhà mặc đi làm cho em đều được hết cho em. Chất quần em bao cho các chị em mình chất dày dặn bao. Con này của em nó là tồn tất cả toàn bộ là trần tru cho em hết rồi. Bên trong của em là một lớp lót lỉ cho các chị em mình này, cực kỳ là dày dặn và đẹp nhá, không phải là quần mỏng dính đâu các chị ơi nhá. Không các chị em mình lại lầm tưởng là bên trong lại mỏng dính ra không mặc được gì chết. Mã này các chị mình lên là mã Q3 kèm số lượng cho em các chị nhá, 59.000 đồng cho em. Được chưa ạ? Xả 89 ok chị Duyên Nguyễn một cái này. Không chọn màu chứ ơi, xả 89 nó không chọn màu. Xả 89 ok cho bác Lý Giới này. Hết luôn cho em xả 89. Mã này của em sẽ là mã Q3, không có size chị nhá. Hàng này các em hàng khó đi size cho em. Là từ 38 cân đến tầm 57 cân là mặc đẹp nhất cho em. Quần cho em là tất cả được trần trun cho em hết rồi. Bên dưới cho em bo gấu cho các chị em mình này. Và nhớ cho em bên trong là lót lỉ. Bên trong cho em này, một lớp lỉ cho các chị em mình. Co giãn cho em thoải mái, chất quần bao đẹp, mua về mình mặc hay mua về cho các con mặc cho em đều được hết cho em. Giá sẽ là 59.000 đồng cho em một quần. Lên hộ em nó sẽ là mã Q3 kèm số lượng cho em. Q3 cho em nhé, không phải là Q2 chị ơi, Q3 cho em. Q3 ok chị Giàng Thị Khoa một quần. Q3 ok chị Tổng Kho Đạt Mạnh Đàn một quần. Lên trên nó sẽ là mã Q3 đấy cho em. Hàng này là hàng không sai, các chị mình đừng comment sai bác ơi nhá. Lên em là mã Q3 ở đấy cho em. 59.000 đồng cho em một cái quần thôi. Chấp nhận được hàng với cho em, ai nghĩ các chị mình mua được cho em 59.000 cái quần này. 59.000 này cho em không có đủ tiền vải các chị ạ. Không có màu đen chị ơi. Q3 ok chị Đặng Điệp một cái. Q3 ok cho bác Trần Diễm My một cái. Lên trên là Q3 kèm số lượng, màu đen em đã hết sạch rồi. Chỉ còn duy nhất màu này cho các chị em mình thôi. Nó sẽ là mã Q3 cho em. Mà màu này các chị em mình mặc cho em đâu hề bị lộ béo đâu. Nó là màu xám đậm cho em chứ nó không phải là cái màu xám sáng. Nó rất là dễ mặc. Và các chị nhìn cho em cái bảng cạp cho em, nó là bảng cạp cho em, bảng to và được trần cho em hai lần chỉ. Mặc cho em thoải mái, chẳng bao giờ biết bạn chu nó như thế nào cả. Được chưa ạ? Q3 ok chị Luyến Đoan Thị một cái này. Ok chị nào mình chưa được Q3 mình lên Q3 cho em. Qua mẫu cho các chị mình nhá. Đấy chị nào mình lấy Q3 mình lên Q3, nó là cái quần lót lỉ các chị mình, còn 59.000 đồng cho em một cái thôi. Bao giá các bác mình luôn cho em. Còn bàn chải đánh răng người lớn cho em một set còn không em? Q3 ok chị Hoàng Thị Ái một cái này. Chị Hoàng Thị Ái đuôi 836 nhắn tin đầy đủ em số điện thoại cùng địa chỉ nhắn tin và tin nhắn giúp em nhé, vì nhà em không gọi điện chốt đơn chị ơi. Đừng lên số điện thoại trên like nhé em. Q3 hai cái ok chị Thu Dung này. Ok chị Thu Dung có Q3 hai cái này. Rồi chị nào mình lấy Q3 mình lên Q3 cho em. 59.000 đồng. Máy sấy tóc của em là giá là 89.000 đồng cho em một máy sấy chị nhá. Q3 ok chị Nguyễn Minh Trang một cái Q3. Ok chị Nguyễn Minh Trang một quần Q3 này. Rồi chị nào mình chưa được Q3 mình lên Q3 ở đấy cho em. Quần xịp lam có không em? Q3 ok cho bác Lý Giới một quần Q3. Ok chị Lý Giới quần Q3 này. Rồi chị nào mình chưa được Q3 thì lên xem là mã Q3 cho em. Ôi trời ơi, cái gì đây? Đơn tối qua các bạn ấy bắt đầu lại đang chốt rồi đấy các chị. Xả nhìn xả mấy cho em. Em này cho em là len lông thỏ cổ 3 phân cho em nhé. Tay cho các chị mình sẽ là tay bồng cho em. Hàng này bán 79.000 đồng nên là em còn được hai cái màu xám, một cái màu đen và một cái màu xanh. Mã này các chị mình comment hộ em là xả 7. Xả 7 cho em không kèm màu thanh thì nữa các chị mình nuôi cho em 68.000 đồng cho em. Lên hộ em nó sẽ là mã xả 7. Xả 7 của em nó sẽ là len lông thỏ cổ 3 phân cho em nhé. Tay của nó sẽ là tay cọc bồng. Rồi chưa, hàng này người ta bán các chị mình toàn hơn 100.000 một cái thôi. Còn xếp bàn chải ra người lớn đúng không em? À, các chị mình sẽ lên comment vào đấy cho em là bàn chải để các chị mình cứ lên đấy cho em bấm comment cho. Ok cho chị Thu Dung một set bàn chải đánh răng người lớn này. Đâu bàn chải đánh răng người lớn chị nào một comment này. Ok chị Trần Diễm My một set bàn chải đánh răng người lớn 35.000 đồng đúng không? 35.000 đồng cho em 10 cái. Mã này các chị mình sẽ comment vào đây cho em nó sẽ là mã xả 7.
xà 7 cho em nhé. Thanh thì lốt cho em 68.000 đồng, cho em hàng em bán 79.000 đồng cho các chị này. Đây em còn được có 4 cái thôi, mình không chọn màu cho em. Nó còn được 2 cái màu xám và được một cái màu xanh, một cái màu đen cho em. Lên em sẽ là mã xà 7. Cho mình một cái xà 7 màu đen. Chị ơi lên em là xà 7 không kèm màu chị nhé. Chị ơi máy sấy tóc vừa lấy bên Nick Lan, anh em có tạo đơn không? Chị em vừa bấm bên Nick đấy, em thấy đọc tên Nick đơn này cái gì cơ. Lan anh nào chị ơi, em chả biết đâu. Cứ chị nào mình comment thì có trên máy tạo đơn này em có bấm hết chị nhé. Bàn chải là 35.000 đồng cho em một set 10 áo. À quên, 10 cái cho em, quên được 10 áo. Xả 7 cho em các chị nhé. Xả 7 ok chị Luyến Đoan Thị một cái này. Bàn chải người lớn thì Trần Diễm My có rồi chị ơi. Đó chị nào mình lấy cho em xả 7, mình lên xả 7 cho em, không chọn màu đâu các chị, mình thông cảm giúp em. Nó còn có 4 cái thôi, bán 79.000 đồng. Em Thanh đi lốt 68.000 em không có chọn màu. Xả 7 ok cho bác Tiến Lò một cái. Bàn chải đánh răng người lớn, bàn chải trẻ em còn không? Thôi chị cứ bấm vào đây cho em một set chắc được đấy. Ok chị Bùi Thị Linh, một bàn chải người lớn cộng một bàn chải trẻ em này. Em này cho em tiếp tục cho em những ủ tay dài hẳn hoi này. Con này em còn là một cái tay dài, một cái tay cộc này. Thôi em cũng chả chọn đâu nhá. Xà 7 ok chị Quách Cần một cái xà 7. Một set bàn chải ok chị Lan Hà một set bàn chải. Ok chị này xà 7 ok chị Tổng Kho Mạch Đàn một xà 7 này. Hết luôn cho em xà 7. Bàn chải người lớn ok chị Thanh Lịch Quỳnh này. Ok chị này. Em này cho em còn được có mấy cái thôi. Tổng hợp các chị hết cả len cao cổ đây chị nào. Chị lên chị xả lốt em ơi. Chị Trần Diễm My có ban trải người lớn rồi. Em này cho em các chị nhé. Nó còn được một cái tay cọc và một cái tay dài cho các chị em, mình cũng hoan hỉ cho em gộp luôn cho em. Nó sẽ là mã xả 8. Em Thành Ní Lốt cho các chị em mình luôn cho em nhé. Tiếp nữa em. Đó là cái cục bên dưới đây. Đây. Em Thành Ní các chị em mình luôn cho em. Giá các bác mình nốt cho em là 46.000 đồng nốt cho em. Mã này các chị mình lên hộ em nó sẽ là mã xả 9. Xả 9 cho em, không chọn mẫu, không chọn màu cho em nhé. Đây em còn được có mấy cái đó các chị ơi. 3 cái được chưa ạ? Lốt cho các chị mình 46.000 đồng cho em. Con này đẹp thế, đính đá thôi. Nhưng mà nó còn có một cái đó các chị. Đây lấy cho em. Lên em nó sẽ là mã xả 9. Xả 9 cho em 46.000 đồng. Em còn 3 cái. Một cái tay lỡ, một cái tay cập, một cái tay dài thôi. Các chị mình hoan hỉ cho em các chị nhé. Chị nào mình thích thì mình chốt vào cho em. Không em không chọn đâu, mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. 46.000. Xả 9 cho em các chị nhé. Xả 9 ok cho bác Quách Tần một áo xả 9. Xả 9 cho chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai một cái xả 9. Lên trên là xả 9 cho em nhé. Cho chị một cái Q2 và một cái Q3. Q2 em hết hàng rồi chị ơi. Chỉ còn Q3 thôi chị nhé. Chỉ còn Q3 thôi chị ơi. Được chưa ạ? Cho em Q2 một cái. Chị Trần Diễm My ơi không có Q2 chị nhé. Q2 em hết rồi. Đừng có chọn dài tay chị ơi. Không có chọn dài tay, mình ngắn tay đâu. Em đã xả lên giá lấy rồi, không có chọn chiếc gì cả. Được chưa ạ? Rồi tiếp tục vào đây cho em. Cho chị một con áo gió đi. Em có lên áo giữ nhiệt của Lam Công không chị ơi? Không lên chị nhé. Cho chị một con áo gió đó. Hàng hai lớp. Em này cho em này,
Nó là hàng gió thô lì, 40 cân đến tầm khoảng đồ cho em, 60 cân em bao các chị mình mặc thoải mái cho em. Bên trong của em nó sẽ là một lớp lót lụa cho các chị mình, được chưa ạ? Size các chị mình là 40 đến 60 cân cho em. Đằng sau của em nó sẽ là có chữ cho các bác mình luôn cho em. Mã này các chị mình comment đấy cho em, nó sẽ là mã M mấy đây? Có mã M đấy, M3, M4 gì đấy. M4 M4 cho em nhớ, giá kỷ niệm các chị mình nốt cho em là 108.000 đồng cho em. 40 cân đến tầm khoảng độ cho em, 60 cân em bao vừa. Lên hộ em nó sẽ là mã M4. M4 em dẫn là gió thô lì các chị nhá. Lên mã này em sẽ là mã M4. M4 cho em, hàng là của em là gió thô lì hai lớp, 40 cân đến 60 cân cho em. Giá thanh lý lốt các chị mình cho em là 108.000 đồng cho em, còn được có vài cái thôi. Lên lớp chị quần bò lẻ size đi, xong rồi chuẩn bị nghỉ em ơi. Đây quần bò đây chị này. Quần bò đây với cả quần bò chỗ kia. Em không có xả chín dài tay đâu chị ơi, xả chín 40 mấy nghìn đồng rồi đó, các chị mình còn comment dài tay mình ăn tay nữa thì em chịu chết à, không có chọn cho em nha. Không có chọn cái gì hết nha các bác. Được chưa ạ? Đưa cho chị ra, đưa tất cho chị nào. Chị lên cho dễ. Xả chín ok chị Thùy Đinh, Thùy Thị Đinh này. Hết luôn cho em Thùy Đinh Thị gì phải. Size F này. Size F này. Em này em còn được hai cái size F. Em này em còn được hai cái size S các chị nhá. Có số hotline, gọi điện ở số hotline giúp em chị ơi. Em không phải là nhân viên giải quyết đơn hàng và trách chuyển khoản chị nhá. Em này cho em là size S cho em, size các chị mình là từ 40 cân đến tầm 47 cân cho em. Được chưa ạ? Em còn được đúng hai cái mã này các chị mình comment đấy cho em, nó sẽ là mã M mấy nhá? M5. M5 em còn được hai cái, xả lốt các chị mình cho em 119.000 đồng. 119.000 đồng cho em nhé, còn được hai cái. Quần bò cao cấp cho em, tất cả toàn bộ sẽ là cạp cao, các chị mình yên tâm cho em mặc co giãn thoải mái. S là từ 40 cân đến 47 cân cho em. Lên comment hộ em nó sẽ là mã M5. M5 cho em nhé. Dài ôm. M5 cho em còn được một cái này. Một cái duy nhất cho các chị em mình. Tiếp tục cho em này, con này các chị mình sẽ lên vào đây cho em. M6. M6 cũng là size S, được chưa ạ? Nó sẽ là quần bò cạp cao cho em, mặc thoải mái cho em, yên tâm cho em về chất nhé, co giãn cho em thoải mái. Từ 40 cân đến 47 cân cho em, lên em sẽ là mã M6. M6 em cũng còn có một cái các chị em mình thôi, giá sẽ là 119.000 đồng nốt cho em. Từ 40 cân đến 47 cân chị nào mình mặc size S thì các chị mình comment đấy cho em. Quần này em mua mặc thích dã man sướng cho chị nhỉ. Đây là còn có một hai cái nữa, thật sự là em cũng không muốn lên đâu. Nhưng mà nó còn một hai cái mà các chị em mình cũng thích quần nên em đang cố gắng gọi là lên cho các chị em mình hàng lẻ size đấy. Nó là M6. M6 cho em các chị nhá. M6 cho em sẽ là 119.000 đồng cho em, size S này. Ôi còn toàn size S thôi mẹ ơi. Tiếp tục cho em nhá. Mã này các chị mình sẽ lên em là mã M7. M7 em còn được hai cái size S cho các chị em mình, từ 40 cân đến 47 cân cho em. Trời ơi, chất đẹp một cách dã man đó các chị em mình luôn cho em. Được chưa ạ? Riêng con này em kỷ niệm các chị mình luôn cho em 99.000 đồng. Lên em nó sẽ là mã M7. M7 em còn được hai cái size S, từ 40 cân đến 46 cân thôi, không sợ 47 cân các chị mình lại mặc hơi ô. 40 cân đến 46 cân cho em nhá. Giá các chị mình cho em nó sẽ là 99.000 đồng cho em, nó sẽ là mã M7. M7 em còn được hai cái size S 99.000 đồng cho em, chất các chị mình ạ. À, co giãn cho em thoải mái, không bị sợ rằng là mặc không có co giãn thì chết. Co giãn cho em thôi em nhá. Lên cho em này, M5 size S ok cho chị Lông Hiếu này. Mã này các chị mình sẽ lên là mã M7. M7 em còn được hai cái size S 99.000 đồng cho em còn toàn size S thôi. Chị nào mình mặc vừa size S thì đúng thật sự luôn là quá là ngon bổ rẻ. Quần thì các chị mình mặc xem quanh năm đúng không ạ? M7 ok chị Lê Hoài Thương một cho M7 này. Còn một cái M7 nữa cho em. M7 là cái em đang cầm nhá, 99.000 đồng cho em, được chưa ạ? Quần các chị mình mặc xem quanh năm có giờ là hết mốt đâu. Thật sự luôn, cả đông hè các chị mình vẫn mặc cho các mã quần này. Chứ không phải là quần này chỉ mặc nguyên mùa đông hay là chỉ mặc nguyên mùa hè, không có mặc được mùa đông nhá. Lên cho em vào đây cho em. Hết tomboy rồi chị ơi, không còn tomboy nữa bác nhá. Giá các chị mình sẽ là 99.000 đồng cho em, còn một cái M7 nữa cho em là hết hàng. Quần bỏ xanh đi, nốt đi. À túi ạ, túi này là 210.000 đồng chị ơi. Nó sẽ là mã túi đẹp vào đấy cho em. Đây chị, mã túi đẹp cho em nhé, 210.000 đồng. Đưa chị một cái trước đây xong phân tay xong.
Lên cho em M7 em còn một cái cho em. 99 cái đầu một cái quần mà không trôi này chết. Các chị em mình đi mua ở đâu 99 cái quần bây giờ. Thật sự luôn. Một size á. Rồi. Đẹp mặt quá nhỉ. Còn nguyên size S cho các chị em mình còn đúng duy nhất một cái size L. Đây các chị nhìn cho em này. Hàng cho em nhớ cạp cao cho em 2 phi. Được chưa ạ? Ủa cạp đẹp chưa? Size S là từ 40 cân đến tầm 46 cân. L các chị em mình là từ 53 cân đến 57 cân cho em. Giá các chị em mình xem sẽ là 125.000 đồng một quần. Nó sẽ là mã M8. M8 cho em kèm size nhé. S là 40 cân đến 46 cân. Size L là từ tầm của nó cho em 53 đến 57 cân cho em. Giá là 125.000 đồng một quần. Lên của em nó sẽ là mã M8. M8 cho em. Chất bò các chị em mình yên tâm. Em bao chất và bao giá các chị em mình. Gấu của nó sẽ là gấu không may các chị nhé. Được chưa ạ? Yên tâm cho em. Ồ, chất của con giãn mê luôn. Sướng cực kỳ luôn cho em. Lên em sẽ là mã M8. M8 ấy chỉ còn đúng S và còn size L các chị mình còn đúng một cái thôi. Lên em sẽ là mã M8 cho em. Đấy là hết quần rồi các chị. Không có còn quần nữa luôn ấy. Quần lúc nào cũng trong tình trạng gọi là cháy hết hàng luôn. Không có hàng để bán. Rồi các chị mình còn muốn lên gì nữa không các chị ơi? Còn muốn lên gì nữa không nào? M8 size L ok. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai hết luôn M8. Hết luôn size L chị. M8 ấy chỉ còn size S thôi. Chỉ còn duy nhất được cho các chị mình nguyên size S. Nắm size S nhờ. Em chỉ còn lại đúng size S thôi các chị, không còn một cái size L nào luôn ấy. Em hết size L rồi bác ơi, quần bò mặc sướng luôn. Em cảm ơn chị Quách Thùy nhá. Hết rồi chị ạ. Em nói thật sự là nó còn lẻ size. Mới cố gắng lên cho các chị em mình chứ không em không muốn sờ đâu. Vì mỗi size nó còn có 1-2 cái đấy các chị. Em này cho em là phao cho các anh trai cho em này. Hàng này của em là hàng trẻ trung năng động cho em đây. Mua về tặng chồng, mua về tặng người yêu cho em. Đẹp dã man luôn. Hàng này cho em còn là sót được vài cái ngoài kia. Các chị em mình size từ 50 cân cho đến tầm 70 cân. Các anh mà cho em phải mấy ghi mấy đây. Lên comment cho em nó sẽ là mã VIP 7. VIP 7 cho em nhé, là bao lam. Các anh từ 50 cân đến 70 cân là mặc cho em đẹp nhất cho em. Mua về tặng chồng, mua về tặng người yêu cho em nhé. Hai túi trước em tất cả toàn bộ cho em là có quá hết cho các anh luôn cho em. Giá các chị em mình cho em sẽ là 185.000 đồng cho em. Lên comment cho em sẽ là mã VIP 7. VIP 7 cho em sẽ là giá là 185.000 đồng cho em các chị nhé. Kêu ơi con này các chị em mình mua về tặng chồng này. Mua về tặng người yêu cho em. Nó cực kỳ là ấm áp và cho em và đẹp. Bo tay bo gấu cho em này. Hàng sang xịn mịn cho các chị em mình cho em. Lên cho em nó sẽ là mã VIP 7. Chúng mày bật điều hòa đi. Đấy. Tắt đi em ơi. Rất khổ như chim én. Lên nó em nó sẽ là mã VIP 7 cho em rồi. Các chị mình còn muốn lên gì nữa không các bác? Chả thấy các chị em mình comment này. Em biết lên cái gì đấy. Chả biết lên cái gì bây giờ. Con này còn được 2 chiếc rồi à. Em này em còn được có 2 cái này. Còn được một cái màu xám và một cái màu lâu bò. 40 cân đến tầm 65 cân, 66 cân các chị mình vẫn mặc trên thoải mái, thậm chí còn trên cho em luôn. Bầu bí tầm 4 5 tháng trở lại vẫn bon trên được cho em. Nó là dáng dấu quần cho em nhé. Bên trong là lót đi. Em còn được một cái màu bò này và một cái màu xám cho em. Mã này các chị mình comment được vào đây cho em nó sẽ là mã 120.000 kèm màu cho em. Nốt cho các chị em. À 125 em xin lỗi nhé, 125.000 đồng kèm màu. 125 kèm màu cho em. Màu này cho em là màu xám. Cho chị mượn cái màu bò. Và một cái màu bò nữa cho em là hết. Tất bé còn hàng. Một cái màu bò nữa cho em là hết sạch luôn cho em. Tất bé như em hết hàng rồi chị ơi. Đây các chị nhìn cho em này. Còn được một cái màu bò cho em là hết cho em nhé. Giá là 125.000 đồng nốt cho em cho gọn ghẽ sạch sẽ luôn. Là gọn hàng đấy chị. Ủa lạnh. Đã like bình thường. Lúc like xong còn lạnh rất là lạnh. Con này các chị mình sẽ comment trên là mã 125 kèm màu. 125.000 đồng cho em các chị ơi. Lốt cho các bác mình luôn cho em. Chẳng thấy ai comment cái gì này. Không biết lên cái gì vào giờ này luôn. Giờ này là chịu chết rồi đấy. Các chị mình cứ kéo. Em cứ ấy đi cho chị cứ kéo đi. Màu xám ok cho chị Thu Phan.
Cái này còn được cái nữa không? Em còn có một cái thôi bác Như Huyền. Bác Như Huyền ơi, còn đúng một cái thôi. 125.000 nốt cho nó gọn. Bộ này em còn được hai bộ này. VIP 7 ok chị Mai Hằng. Ok chị Mai Hằng là chị Như Huyền ơi. Bác 125 bắt được một cái thì bác thông cảm cho em nhé, vì nó hết rồi chị ạ. Nó còn sót lại được có một cái, hai cái. Ok chị được một cái này. Nhớ là cái này là có mã rồi nhé. 125 kèm màu em nhé. Em này cho em này, nó sẽ là bộ chất Umi cho em. 40 cân đến 60 cân em bao vừa, gồm cho em một áo và một quần. Mã này các chị mình sẽ lên nhanh, em sẽ là mã B1. B1 cho em nhé. Hàng bán các chị mình cho em là 129.000 đồng. Em sàng lốt các chị mình nuôi cho em là 100.000 đồng một bộ. Được chưa ạ? Em còn được duy nhất các chị mình đúng hai bộ cuối cùng. Lên qua mail để cho em là sẽ là mã B1 cho em. B1 là gồm cho em một áo và một quần. Áo trắng, quần đen cho em các chị nhé. Nguyên cái áo này không nhé, em đã bán các chị mình 99.000 đồng rồi. Ơ không, nói thật mà. Cái áo này nhà em hàng form rộng, nhà em đã bán các chị mình 99.000 đồng một con áo này rồi này. Hiện tại nhà em vẫn còn hàng luôn ấy. Mã này các chị mình sẽ lên comment hoặc em là mã B1 cho em, coi như là bán các chị mình cái áo và tặng luôn cái quần ấy. Chỉ 100.000 đồng cho em một bộ, lên em nó sẽ là mã B1 cho em. B1 cho em nhá, 100.000 đồng nốt cho em cho nó gọn ghẽ sạch sẽ luôn. Tiếp tục vào đây cho em này, bộ này em cũng còn sót được có một bộ cho các chị mình thôi. Size các chị mình sẽ là từ 38 cân đến tầm một độ cho em 56 cân cho em. Nó gồm cho em một áo cọc, nhưng áo này của em nó sẽ là áo kéo khóa các chị nhá. Áo kéo khóa cho em này và một quần. Hàng này của em hàng len tăm đấy. Hàng len tăm rất dày dặn và bao đẹp. Các chị mình luôn cho em nó sẽ là mã B2. B2 xả lốt các chị mình 99.000 đồng cho em một bộ cho em. 99.000 đồng cho em một bộ. Bộ này nhớ cho em là form nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. 38 cân đến tầm một độ cho em 56 cân trở lại là mặc đẹp nhất cho em. Em còn được duy nhất đúng một bộ cuối cùng. Lên comment của em nó sẽ là mã B2. B2 trên giá các chị mình sẽ là 99.000 đồng cho em. B1 sẽ là 100.000 đồng cho em một bộ. Lên hội em nó sẽ là mã B2 cho em. B2 cho em là 99.000 đồng. B1 một bộ ok chị Như Huyền ơi, có hai bộ chị lấy luôn hộ em hai bộ, lại còn lấy một bộ. Bác bách luôn hộ em luôn hai bộ chứ ngon lành. Bộ này này, bộ cốt tông này em còn là một bộ này, hàng 129. 40 cân đến tầm khoảng đồ cho em 65 cân trở lại mặc, à 60 cân thôi. 60 cân trở lại mặc cho em thoải mái. Bộ này bán 129.000 này. Em còn có một bộ thôi, comment vào đây cho em nhé. Xả lốt cái chen mình nuôi cho em 59.000 đồng. Comment cho em là xả 59. Nghe comment rõ ràng cho là xả 59 đấy cho em. Còn có một bộ đặng lốt cái chen mình 59.000 đồng cho nó gọn. Lên comment đấy cho em là mã xả 59 vào đây cho em. Hàng này là hàng 125.000 bán từ đợt mùa hè. Cốt tông này em còn một bộ này. Cốt tông này em cũng còn một bộ cuối cùng cho các chen mình. 40 cân đến 60 cân em bao các chen mình mặc trên thoải mái. Gồm cho em một quần và một áo cho em. Cũng còn rót một bộ nhé. Lên comment với cho em luôn. Xả luôn cho các chị mình cho em 45.000 đồng một bộ luôn. Áo mèo chuột em hết rồi, không còn được cái nào luôn đấy chị ơi. Nó còn sót đúng hai cái vừa chị nào mình vừa chốt rồi đấy. Là hết rồi. Bộ này còn một bộ xả lốt 45.000 đồng nữa cho em. Xả 59 ok chị Phương Phạm hết luôn. Xả 59 em có đúng một bộ ấy thôi. Hết sạch. Mã này các chị mình comment với cho em xả 45 vào đấy cho em rồi. Chuẩn bị nghỉ cho mã cuối rồi nghỉ. B2 ok chị, không em hết B, hết xả 59 rồi chị ơi. Không còn xả 59 nữa, còn một bộ xả 45 mới thôi là hết hàng. Hết sạch sẽ luôn cho em. Đây có con hàng VIP này, có chị nào mình lấy thì lấy này. Ngần ơi lém với chị con hàng VIP. 200 bao nhiêu. Xả 45 ok chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Hết luôn cho em xả 45. Hết xả 45, con này 200 bao nhiêu vậy gái nhá. Em này em có con hàng VIP này, chị nào mình có lấy thì lấy này. Mã này các chị mình comment vào đây cho em, nó sẽ là mã VIP 225 cho em. 225.000 đồng cho một áo hàng VIP xịn sò các chị mình cho em. Xả 45 em hết rồi, xả 59 em hết các chị nhá. Đẹp chưa? Dòng này cho em thì đúng thật sự là chỉ xuất vào siêu thị này. Và các bạn gọi là shop to, đại lý lớn cho em mới lấy các mã này thôi. Còn bình thường là không có bán lẻ hàng này luôn đó các chị. Mã này các chị mình sẽ comment cho em là mã VIP 225 cho em. 225.000 đồng cho một áo. Hàng mũ của em mũ 2 lớp các chị nhá. Chất gọi là mê mẩn các chị mình luôn cho em. Bên trong cho em này. Ui hàng này các chị mình sờ vào cho em là khác hẳn hàng thường luôn ấy. Giá là 225.000 đồng. Lên hôm nay nó sẽ là mã VIP 225 cho em. Nó không có còn, nó còn ít thôi. Con này thì thường thường là em thấy. Em chỉ để bác Giang lên, em không có lên con này luôn ấy. Vì con này sờ vào cái hàng mà nó chất của nó sướng. Bao đỉnh, bao đẹp các chị mình. 225.000 đồng cho em một áo. Mã cuối, mã cuối đi. Lạnh thế. Chắc kinh hơn được. Con này chị lên rồi.
con gì đấy. Sao đành như ta hiến hay sao ấy. Cho con khác đi. Cho một màu ở đây cho chị làm áo cuối đi. Còn hết khẩu trang rồi bác ơi, không còn khẩu trang đâu em, nó mạo cuối xong em nghỉ like đấy các chị ơi. Có đơn mình chủ động nhắn tin đầy đủ em số điện thoại cộng địa chỉ ở phần nhắn tin cho các bạn nhân viên chốt đơn các chị nhá. Chờ em tí em lên lớp mạo cuối xong là em chào các bác luôn nào. Thế các chị mình và gì cha. Em màu đẹp thế. Không nhầm em ơi, tay nó khác. Tay nó khác. Tay nó khác, không phải là con này đâu. Tay em còn mấy cái này em xả lốt cho các chị mình cho nó gọn này. Chưa. Thì ai dám phá màu đâu. Còn được hai em này cho em nhé. 40 cân đến tầm khoảng độ cho em 60 cân em bao vừa. Con này của em nó cúc đính đá này. Đẹp dã man nó các chị mình luôn cho em. Tay của em nó dày thành dòng con tơ lụa. Mã này các chị mình comment vào đây cho em. Xả đốt các chị mình luôn cho em. Giá các chị mình luôn cho em 99 đồng nốt cho em. Comment cho em là 99 đây em còn đúng hai cái sót lại trong kho các chị mình. Em xả xanh mình lúc các chị mình 99 đồng cho em các chị nhé. Lên comment cho em là 99 đen vào đây cho em. 40 cân đến 60 cân em bao vừa. Tay của nó sẽ là dòng bon tơ lụa mặc cho em thoải mái. Không bao giờ nó bị nhậm ngứa cho em. Lên của em nó sẽ là 99 đen cho em. 99 đồng cho chị con màu trắng đi luôn đi. Đấy, tiếc gì con này lươn luôn con đấy màu trắng đây. Ừ. Đây con này làm mã cuối luôn. Một cái đây đây. Em này các chị em mình cho em vào đây cho em vào mã cuối kèm số lượng này mã cuối đấy cho em. Quần chip không còn hàng bác ơi. Hết sạch quần chip luôn ấy chị, không còn một cái quần chip nào ấy. Chị đen ok cho bác Thùy Nguyễn, chị đen ok chị Duyên Nguyễn. Ok chị này. Mã này các chị mình sẽ đeo em là mã cuối vào đấy cho em nhé. Mã cuối cho em giá kỷ niệm các chị mình mua cho em là 68.000 đồng nốt cho em cho gọn hàng. Từ 40 cân đến tầm 60 cân em bao vườn nó là hàng tăm nhung cho em các chị. Từ 40 đến 60 cân cho em cổ nó sẽ là cổ 3 phân. Lên của em nó sẽ là mã cuối cho em các chị. Em này em chỉ kèm cho các chị mình có đơn thôi các chị nhé. Chị lấy rồi mẹ chị mặc bảo thích đặt nữa hết mất rồi chị ơi. Không có còn nữa bác ạ. Hả? Đây em chỉ còn có một set thôi chị ơi. Còn có một set cuối cùng này chị nào mình lấy mình lên hộ em nó sẽ là mã C125 cho em. 40 cân đến tầm khoảng độ trên 60 cân em bao vừa. Em còn có một set cuối cùng này thôi chị ạ. Nó còn sót lại. 40 đến tầm 60 cân cho em nhé. Giá là 125.000 đồng cho em 10 quần. Đó chị lấy chị lên hộ em nó sẽ là mã C125 cho em. Còn có một set còn lại cho em thôi, một quần 10 quần cho em các chị. Thì làm mình lấy mới đây thôi, em nó sẽ là mã C125 cho em. Mã này các chị mình sẽ lấy em là mã cuối cho em nhé, 68.000 đồng cho em. Dành cho những chị nào mình có đơn, nó là tăm nhung cho em cổ 3 phân. Chữ trên áo này của em sẽ là chữ thêu cho em này.
Nhớ là có đơn nhắn tin hộ em đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ và nhắn tin giúp em nhé. Mã cuối ok cho chị Lê Hoài Thương này. Đó, chị nào mình lấy mã cuối, lên mã cuối cho em chip. Em có một set thôi, chị lấy thì lên hộ em, nó sẽ là mã C125 ở đấy cho em. Ok, C125 ok chị Phương Phạm này. 125 này. Ok chị này. Mã cuối ok chị Quách Thủy một cái mã cuối này. Đấy, chị nào mình lấy mã cuối thì mình lên mã cuối giúp em nhé, để em nghỉ đây ạ. Mã cuối là 68.000. Rồi em nghỉ đây các bác nhá. VIP 7 Pha Lam ok chị Thuần Ngọc này. Ok, VIP 7 Pha Lam chị Thuần Ngọc này, giá là 185 hay 89.000 VIP 7. 185 cho em. Rồi các chị mình có đơn chủ động nhắn tin đầy đủ em số điện thoại cùng địa chỉ và phần nhắn tin giúp em cho các bạn để chốt đơn nhá. Chị Phương Phạm có C125 rồi chị ơi. Rồi em nghỉ live đây ạ.